Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 761, Duy Quyền. 3. Tiết Đông Hưng buổi sáng ngày hôm sau đến Nam Tích, gã cùng đi với Tiết Đông Dương đến đây bái phỏng Trương Dương, nhưng đi tới địa điểm làm việc của Trương Dương thì thấy một khoảng không, Trương Dương đã dọn đến ký túc xá ủy ban thể dục của trung tâm thể dục mới. Bọn họ lại tới ký túc xá trung tâm thể dục mới, Trương Dương đang ở trung tâm tin tức lý giải tình huống, hệ thống tin tức của bọn họ đã tê liệt toàn bộ, Đường Đường lúc trước thiết kế hệ thống tin tức lại liên hệ không được. Bất quá Cao Liêm Minh lúc này cuối cùng cũng gọi điện thoại về, Trương Dương cầm điện thoại di động đứng ở cửa lớn của trung tâm tin tức. Tức giận mở miệng ra là mắng, Cao Liêm Minh, tên nhóc cậu rốt cuộc có muốn làm không? Cậu cho rằng ủy ban thể dục là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cao Liêm Minh tự biết đối lý, chủ nhiệm Trương ca, anh trai yêu dấu của tôi, ngài đừng nóng giận được không? Lần này tôi thật có việc, ba tôi sinh bệnh, cho nên đi vội vàng, lúc đó anh lại đi kinh thành. Tôi tìm anh xin nghỉ đi, quay về Đông Giang chiếu cố vài ngày, gặp mấy người bạn học, bọn họ túm lấy tôi tới Hoàng Sơn du ngoạn, tôi cũng không có biện pháp, như vậy đi, tôi sau khi trở về sẽ chịu đòn nhận tội được không? Trương Dương nói, cậu cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng à, tôi cũng không phải tìm cậu, hiện tại trung tâm tin tức bởi vì dọn nhà nên bị tê liệt, cậu nhanh chóng tìm Đường Đường trở về. Cao Liêm Minh nói, Đường Đường à, người ta đang ở nước Mỹ, tôi cũng vừa liên hệ. Cũng phải qua vài ngày mới có thể đến. Tôi mặc kệ, toàn bộ hệ thống đều hỏng hết, người lập tức liên hệ cho tôi, vé máy bay chúng ta ra. Trương Dương nói xong, căm giận cúp điện thoại, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tiết Đông Hưng và Tiết Đông Dương. Tiết Đông Dương Trương Dương ngày hôm qua đã gặp qua, Tiết Đông Hưng lần đầu tiên nhìn thấy, người này hơn 30 tuổi, cao lớn thô kệch, cái đầu bóng lưỡng, đầu rất lớn, sáng loáng như một trái bóng vậy, trên người ăn mặc một bộ Âu phục hàng hiệu. Nhưng nhìn thế nào cũng đều giống như từ trên núi mới xuống, cả người lộ ra một cổ khí tức nhà giàu mới nổi, Tiết Đông Hưng xông về phía trước đi vào, vươn hai tay, cầm tay của Trương Dương, chủ nhiệm Trương. Tôi là xưởng trưởng kiêm đại biểu pháp nhân của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang tỉnh Đông Sơn Tiết Đông Hưng, ngày hôm nay là đặc biệt đến cửa xin lỗi ngài. Trương đại quan nhân là ôm ý niệm khởi binh vấn tội trong đầu, nhưng Tiết Đông Hưng trước khi đi tới xuất ra tư thế thành ý 10 phần. Đưa tay cũng không đánh khuôn mặt người cười, thấy người ta có thành ý như thế, Trương Dương cũng ngại nói, hắn nheo con mắt lại nhìn Tiết Đông Hưng, anh là người làm hổ tiên hoàn kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiết Đông Hưng cố sức gật đầu, là tôi, chủ nhiệm Trương, thêm phiền phức cho ngài. Hắn buông tay của Trương Dương ra, cúi người một cái xuống thấp 90, Trương Dương cảm thấy người này thật ra rất hiểu biết, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là... Tiết Đông Hưng tuyệt đối không lỗ mãng giống như nhìn qua ngoài mặt như vậy, người này trong thô có mịn, biết đối lý, trước dùng thái độ thành khẩn cho đối phương lưu lại một chút ấn tượng tốt đẹp. Phòng làm việc của Trương Dương còn đang thu dọn, hắn chỉ phòng họp, mang theo Tiết Đông Hưng và Tiết Đông Dương đi tới phòng họp. Tiết Đông Dương liếc mắt thì thấy cờ thưởng trong phòng họp ngày hôm qua gã đưa cho Trương Dương, trong lòng không khỏi cảm thán, băng chế thuốc giả đã tìm được rồi, nhưng phiền phức cũng tới. Đối với vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này gã nghe tiếng đã lâu, Tiết Đông Dương biết, vị chủ nhiệm Trương này là quả bom nổ chậm trong chính đàn Nam Tích, là người mà những xí nghiệp dân doanh bọn họ đắc tội không nổi, khi xưởng trưởng Tiết Đông Hưng đi tới, Tiết Đông Dương đem tình huống kể lại truyền đạt. Tiết Đông Hưng tuy rằng không có văn hóa cao, thế nhưng người này trên sinh ý rất có đầu óc, nếu không cũng sẽ không đem một nhà máy lúc ban đầu chỉ có hơn 10 công nhân của Hương Trấn kinh doanh đến quy mô bây giờ. Bây giờ nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang đã trở thành xí nghiệp dân doanh đứng đầu tại thành phố Lâm Lang. Tiết Đông Hưng ngồi xuống liền nói chủ nhiệm Trương, ngày hôm nay tôi đến đây, là vì giải thích ngay mặt ngài chuyện quảng cáo. Trương Dương gật đầu, ý bảo gã tiếp tục nói, người ta từ xa tới, dù sao cũng phải cho một cơ hội nói chuyện. Tiết Đông Hưng nói, nhà máy của chúng tôi lúc trước chỉ là một nhà máy nhỏ ở Hương trước, sản xuất hổ tiên hoàn là suy nghĩ của tôi. Phối phương của hổ tiên hoàn là từ tổ tiên truyền xuống tới. Trương Dương nói, hổ tiên hoàn, hiện tại quốc gia ra lệnh rõ ràng cấm bắt giết hổ, tôi thấy hổ tiên hoàn của anh tồn tại vấn đề lừa dối người tiêu dùng. Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, tôi không có lừa dối người tiêu dùng, tên này cũng là từ tổ tiên truyền xuống, chuyện quốc gia cấm tôi cũng không làm, bên trong quả thật không có thành phần hổ tiên, nhưng hổ tiên hoàn của chúng tôi rất có hiệu quả. Trương Dương nói, tôi mặc kệ hổ tiên hoàn của anh có hiệu quả hay không, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, vì sao đem chân dung của em họ tôi làm quảng cáo. Tiết Đông Hưng nói, chúng tôi lúc trước sản xuất với quy mô nhỏ,
chuyện lo lắng cũng không có chu đáo như vậy, chuyện đóng gói và in ấn hộp đều giao cho bên nhà máy đi làm, bọn họ phụ trách thiết kế in ấn, bởi vì ngay từ đầu vỏ bao bên ngoài của chúng tôi cũng là cái này, cho nên chúng tôi thì vẫn kéo dài dùng tới bây giờ. Tôi cũng biết xâm phạm chân dung quyền của người ta, nhưng mà ngài cũng thấy, chúng tôi cũng chỉ là một nhà máy nhỏ, cũng không làm được sóng gió gì, kiếm chút đỉnh tiền, nói vậy người ta cũng sẽ không chú ý. Nhưng không ngờ rằng hồ tiên hoàn của chúng tôi đưa ra thị trường, tiếng vọng rất lớn, đơn đặt hàng ào ào bay tới, giống như tuyết rơi, tôi không dối gạt ngài, doanh thu năm nay khẳng định hơn 1 tỷ, lợi nhuận ít nhất cũng trên 300 triệu. Chủ nhiệm Trương, chúng tôi làm xí nghiệp dân doanh cũng không dễ dàng, hiện tại hình tượng đóng gói thương phẩm đều đã dừng, tôi ngay cả sản xuất còn không kịp, lấy thời gian đâu lo lắng chuyện đổi đóng gói. Trương Dương nói, cho nên anh xâm phạm trắng trợn chân dung quyền của người khác, hơn nữa vẫn muốn tiếp tục xâm phạm như thế. Anh biết anh tạo thành ảnh hưởng thế nào cho người khác không? Người ta là một cô gái chưa kết hôn, ảnh chụp bị các người để lên hồ tiên hoàn, cái này đối với danh dự của người ta sẽ ảnh hưởng bao nhiêu? Hả, nếu như để cho bạn trai người ta thấy, sẽ nghĩ như thế nào? Thằng nhãi này nói rất là hào hùng, nguyên nhân rất đơn giản, Hà Hâm Nhan là người phụ nữ của hắn, hắn thay người của mình chút giận. Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, tôi thừa nhận, là chúng ta lo lắng không chu toàn, cho nên mới tạo thành tình trạng như vậy. Tôi trước đó đã suy nghĩ một ít biện pháp giải quyết, chủ nhiệm Trương, ngài xem như vậy có được hay không, chúng tôi dùng chân dung của Hà Tiểu Thư làm quảng cáo, tạo thành tổn thất cho cô ấy, chuyện đã xảy ra, chúng tôi chỉ có thể tính tiến bù đắp, căn cứ theo giá phát ngôn hiện tại của Hà Tiểu Thư, chúng tôi bỏ ra 3 năm phí phát ngôn, hơn nữa chúng tôi có thể ký hợp đồng với Hà Tiểu Thư, để cho cô ấy thành người phát ngôn chính thức cho chúng tôi. Trương Dương nói, tôi nói này, anh thật sự đúng là biết tính, đi hết một vòng tròn, anh vẫn muốn làm sinh ý mà không muốn đền. Chương 762, Duy Quyền. 4. Tiết Đông Hưng cười ha hả nói, chủ nhiệm Trương, ngài nói gì vậy, tôi thật sự có thành ý. Trương Dương nói, sản phẩm muốn Hà Hâm Nhan ngôn phát ngôn xếp hàng rất dài, cô ấy cũng phải có lựa chọn, làm quảng cáo cho loại sản phẩm tình dục, chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy sẽ tiếp tục sao? Tiết Đông Hưng là có chuẩn bị mà đến, nếu Trương Dương không đồng ý cái phương án này gã lập tức đưa ra một phương án khác, chủ nhiệm Trương, nếu không như vậy đi, chúng tôi bồi thường Hà Hâm Nhan tiểu thư 400 ngàn, làm phí xâm quyền, tôi cũng hỏi qua luật sư, loại chuyện này nếu thật sự đưa ra tòa, chúng tôi bồi thường tối đa cũng là 200 ngàn, thêm 200 ngàn là biểu thị thành ý của tôi. Trương Dương cũng không ngờ rằng Tiết Đông Hưng sẽ cho nhiều phương án như vậy, bởi vậy có thể thấy được người này thật sự rất có thành ý. Nhưng Trương Dương cũng ý thức được, kẻ trước mắt chính là một đại trí giả ngu, biểu hiện ra thoạt nhìn giống như một nhà giàu mới nổi lộ ra ngu đần, nhưng thực tế trên người đầy khôn khéo, biết lúc nào hẳn là cúi đầu, Trương Dương vốn dĩ muốn hung hăng đánh gã, nhưng người ta vừa đến đã biểu hiện ra thành ý xin lỗi khiến cho Trương Dương muốn đánh cũng không nổi. Trương Dương nói, bồi thường là một chuyện, nhưng nếu các người thừa nhận sai lầm, nên lập tức đem tất cả đóng gói và quảng cáo có chân dung của Hà Hâm Nhan tiểu thư. Đổi đóng gói, một lần nữa làm lại quảng cáo. Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng không gạt ngài, Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn của chúng tôi còn bởi vì hai chữ Hồ Tiên mà bị cơ quan tương quan cảnh cáo, cho rằng sản phẩm của chúng tôi trái với chính sách bảo hộ động vật của quốc gia, ra lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, hiện tại nhà máy chúng tôi đang suy tính, cố gắng tìm được một biện pháp giảm thiểu tổn thất, chúng tôi đã muốn đổi tên gọi mới, đồng thời muốn mời người phát ngôn mới đến, nhưng mà cần thời gian. Chúng tôi cần thời gian nhất định. Qua một thời gian nữa tôi có thể cam đoan, sản phẩm của chúng tôi sau khi được tiêu thụ toàn bộ thì chúng tôi sẽ đổi bao bì đóng gói, cho nên tôi rất thành khẩn thỉnh cầu chủ nhiệm Trương và Hà Tiểu Thư thương lượng một chút, cho chúng tôi một chút thời gian. Trương Dương nói, có ý gì? Anh còn muốn tiếp tục bán hổ tiên hoàn? Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, đơn đặt hàng của chúng tôi rất nhiều, tuyến sản xuất được hoạt động liên tục trong 24 giờ, căn cứ theo nhận định sơ bộ của tôi. Có thể cần 3 tháng để giải quyết đơn đặt hàng và thay đổi sản phẩm, cho nên. Trương Dương nói cách khác các người muốn tiếp tục xâm phạm chân dung quyền của Hà Hâm Nhan thêm 3 tháng. Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, xí nghiệp dân doanh chúng tôi vất vả lắm mới phát triển đến quy mô hiện tại, nếu như ngài kêu chúng tôi bây giờ thay đổi tất cả sản phẩm, tổn thất mà chúng tôi phải đối mặt thật sự không cách nào phỏng chừng được, tôi thừa nhận là chúng tôi sai, tôi nguyện ý bồi thường cho Hà Tiểu Thư trên kinh tế. Trương Dương xử lý loại chuyện này cũng không dành, người ta hiện tại có thái độ thành khẩn như thế, nguyện ý bồi thường, nếu như hắn yêu cầu nhà máy Lâm Lang đình chỉ xâm quyền thì cũng không thực tế,
dù sao người ta thay đổi sản phẩm, làm lại quảng cáo cũng cần có một thời gian. Trương đại quan nhân cũng không phải là không nói lý, kim ngạch bồi thường 400.000 cũng không ít, nhưng Trương Dương lại có chút không cam lòng, nghĩ tới chân dung người phụ nữ của mình bị in trên sản phẩm tình dục, hắn liền khó chịu trong lòng, nhưng mà giết người cũng không thể giết quá tuyệt, mình cũng không thể quá phận. Trương Dương gọi Thường Lăng Phong vào đây, Thường Lăng Phong là chuyên gia trong thương nghiệp, nhờ hắn hỗ trợ nhìn xem chuyện này nên làm sao bây giờ. Thường Lăng Phong sau khi hiểu được chân tướng chuyện này, cười nói tôi thấy chuyện này cũng không phức tạp, như vậy đi, nhìn thấy các người có thành ý như vậy, hơn nữa hổ tiên hoàn của các người phải thay đổi tên, làm lại đóng gói một lần nữa, làm lại quảng cáo, xí nghiệp dân doanh làm được đến tình trạng bây giờ cũng không dễ dàng, nhưng mà pháp luật cũng không thể dùng đồng tình mà nói. Các người xâm quyền là sự thật, hẳn là nên bồi thường, 400.000 tiền bồi thường xâm quyền cũng thể hiện đầy đủ thành ý của các người. Hay là như vậy đi, các người có thể đem thiết kế đóng gói và mở rộng quảng cáo giao cho công ty quảng cáo của Hà Tiểu Thư, thứ nhất là mở rộng đóng gói và quảng cáo của công ty các người được giải quyết, ngoài ra còn cho sản phẩm của các người thêm một độ cao, thứ hai, cũng mượn chuyện này làm ra bồi thường cho danh dự bị tổn hại của Hà Tiểu Thư, đây là chuyện tốt cả hai cùng có lợi, các người cảm thấy thế nào? Tiết Đông Hưng gật đầu liên tục, nói, được, chúng tôi thiếu một nơi đóng gói và mở rộng chính quy, tôi không thành vấn đề, chỉ cần công ty quảng cáo của Hà Tiểu Thư chịu giúp chúng tôi làm tốt công tác truyền hình lần này, tôi nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn làm thù lao. Thường Lăng Phong cười nói, mục đích của người kiếm tiền không chỉ có tiêu tiền, mà còn phải tiêu tiền như thế nào cho có ý nghĩa. Tiết Xưởng Trương, sản phẩm của các người tiêu thụ nóng như vậy, nhưng lại thiếu một phương thức kinh doanh chính quy, tiếp tục như vậy. Không cần bao lâu nữa sẽ xuất hiện vấn đề lên trên kinh doanh. Tiết Đông Hưng nói, đúng vậy, đáng tiếc tôi là một người quê mùa, chẳng hiểu gì về phương thức kinh doanh, Thường chủ nhiệm nguyện ý chỉ điểm cho tôi một chút được không? Thường Lăng Phong nói, các người muốn khai thác thị trường tại Bình Hải, lần đại hội tỉnh này sẽ mở ra một cơ hội tốt, khi sản phẩm của các người được góp phòng, có thể thông qua đại hội tỉnh của chúng tôi mà nhanh chóng quảng bá sản phẩm của các người ra ngoài. Thường Lăng Phong đương nhiên không quên kéo tài trợ cho đại hội tỉnh. Tiết Đông Hưng giàu quá nhanh, trong tay nhiều tiền cũng không biết xài như thế nào. Tiết Đông Hưng nói, chủ nhiệm Trương, các người để cho tôi suy nghĩ đã, nếu như thật sự có thể nhờ đại hội tỉnh mà mở rộng sản phẩm của chúng tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm. Thằng nhãi này tuy rằng kiến thức không nhiều, nhưng mà lá gan rất lớn, ánh mắt cũng rất chuẩn, gã đã nhìn ra, cảnh giới của Trương Dương và Thường Lăng Phong không biết là cao hơn mình gấp mấy lần, nếu thật sự có thể kết giao với người như vậy. Đối với sự phát triển của xí nghiệp khẳng định là có lợi thật lớn, sự kiện xâm quyền lần này. Tuy rằng cần phải bỏ tiền ra bồi thường, nhưng nếu quả thật có thể kết giao với những người này, thì Tiết Đông Hưng cho rằng cũng đáng giá. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì lại có người đến bái phỏng Trương Dương, mà còn là Tổng Giám đốc Chu Hưng Vượng của Tập đoàn Hưng Vương Duyên Đông. Chu Hưng Vượng từ sau khi chia tay với Trương Dương đi đến Đông Giang mở một hội chợ đặc sản địa phương. Sau khi hội chợ kết thúc, ông ta cũng không gấp gáp trở về Duyên Đông, mà là đến Cẩm Loan du ngoạn, trên đường nhớ tới lời mời đến Nam Tích của Trương Dương, còn muốn giới thiệu xí nghiệp địa phương cho ông hợp tác, cho nên Chu Hưng Vượng tiện đường đến thăm. Chu Hưng Vượng đến làm cho Trương Dương mừng rỡ, trên xe lửa hắn và Chu Hưng Vượng rất hợp duyên, khiến cho Trương Dương không ngờ chính là, Chu Hưng Vượng lại rất quen thuộc với Tiết Đông Hưng, hai người cũng cùng đi mở hội chợ, Chu Hưng Vượng cảm thấy rất hứng thú với sản phẩm của Tiết Đông Hưng. Thế giới thật sự rất nhỏ, bởi vì Chu Hưng Vượng xuất hiện, quan hệ của Trương Dương và Tiết Đông Hưng càng ngày càng hòa hoãn. Trương Dương cười nói, có bạn từ phương xa đến vui không kể xiết, buổi tối ngày hôm nay tôi mời khách, thuận tiện giới thiệu bạn bè cho mọi người làm quen lẫn nhau. Chương 763, Phát triển với quy hoạch. 1. Nghe nói Chu Hưng Vượng của Tập đoàn Hưng Vượng đến, Thường Hải Thiên từ Tĩnh Hải chạy về Nam Tích, danh khí của Tập đoàn Hưng Vượng rất lớn. Thường Hải Thiên sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe, rất nhiều nguyên vật liệu cần nhập hàng từ Duyên Đông, mà Tập đoàn Hưng Vượng là một lựa chọn của hắn. Tiết Đông Hưng của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang Đông Sơn xuất hiện khiến cho Thường Hải Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn hiện nay trong thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe nam tính như mặt trời ban trưa. Đây đều là nhân vật Thường Hải Thiên muốn kết bạn. Hắn có chút bội phục Trương Dương. Thật sự là trong nghề nghiệp nào đều có bạn bè của hắn ta cả, lại không biết Trương Dương và hai người này quen biết chỉ do ngẫu nhiên. Trương Dương cũng mời Kiều Mộng Viện, thế nhưng Kiều Mộng Viện không thích loại trường hợp giao tiếp này, cô ấy là không muốn tham gia của, tình nguyện ở lại khách sạn trong lẳng lặng đọc sách nghỉ ngơi, cũng tốt hơn tiêu hao thời gian giữa bàn rượu. Vào lúc ban đêm,
Trương Dương mở tiệc chiêu đãi Chu Hưng Vượng và Tiết Đông Hưng tại Nam Dương Quốc tế. Tiết Đông Hưng đương nhiên rõ ràng mình là dính hào quang của Chu Hưng Vượng, bất quá, gã lần này tới Nam Tích có thể nói là lấy rất nhiều. Dưới sự chỉ điểm của Thường Lăng Phong, gã đã ngộ ra một ít kinh doanh chi đạo, đối với phát triển thời gian tới đã có một quy hoạch sơ bộ. Chu Hưng Vượng là lái xe tới, buổi tối tuy rằng là Trương Dương mời khách, nhưng rượu là do ông cung cấp. Trương Dương nâng ly nói, hoan nghênh các vị bằng hữu mới cũ đi tới Nam Tích, ngày hôm nay tôi mượn bữa cơm lược biểu thị tấm lòng, hy vọng mọi người sau này bình thường đến Nam Tích, tốt nhất có thể đầu tư tại Nam Tích, tôi nhất định sẽ tranh thủ cho các người điều kiện ưu đãi nhất. Mọi người đều nở nụ cười, Thường Hải Thiên nói, chủ nhiệm Trương lúc nào cũng quên không chiêu thương thay chính phủ Nam Tích, tôi cũng tự hiểu lấy mình, tôi đã tới, tuy rằng lực lượng thiếu, bất quá tôi sẽ vì phát triển kinh tế của Nam Tích mà làm ra một chút cống hiến. Chu Hưng Vượng nói, tôi cũng có dự định phát triển xuống phía Nam, bất quá đầu tư không phải một chuyện nhất thời, cũng không thể bởi vì chúng ta quan hệ tốt, tôi đem tiền đầu tư ở chỗ này, anh em ruột cũng phải tính rõ ràng, tôi sẽ cho tập đoàn chúng tôi đến đây khảo sát, nếu như bọn họ cho rằng không được, tôi có thể loại bỏ đầu tư tại Nam Tích. Trương Dương cười nói, các người đầu tư đều là thứ yếu, đêm nay tôi đãi bữa cơm này là mời các người ngàn vạn lần đừng cảm thấy mắc bẫy của người ta. Không phải loại chuyện này, tôi không lập bẫy lừa các người. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Sau khi cạn vài ly, Tiết Đông Hưng nâng ly rượu nói, chủ nhiệm Trương, mượn tiệc rượu của ngài, tôi lần thứ hai hướng ngài xin lỗi. Chuyện xâm phạm chân dung quyền của Hà Tiểu Thư là chúng tôi sai. Tôi sẽ mau chóng đem tiền gửi qua cho Hà Tiểu Thư, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa cách làm sai lầm của chúng tôi, một lần nữa đóng gói lại sản phẩm của chúng tôi. Nếu chuyện tình đã nói xong, Trương Dương cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn cười nói, Tiết xưởng trưởng, phạm sai không sợ, chỉ sợ phạm sai không thừa nhận, tôi vừa gọi điện cho em họ tôi, cô ấy cũng tỏ vẻ lý giải đối với cách làm của các người, tha thứ hành vi xâm quyền của các người. Đồng thời, bên công ty cũng đáp ứng, sẽ đi khảo sát nhà máy các người, hỗ trợ làm tốt đóng gói mới và quảng cáo mới sản phẩm của các người, hiệp ước cụ thể. Các người gặp mặt nói chuyện. Tiết Đông Hưng liên tục gật đầu. Đối với Thường Hải Thiên mà nói, đêm nay là một cơ hội rất tốt, tập đoàn Hưng Vượng là bên cung ứng nguyên vật liệu. Tiết Đông Hưng đã chiếm định mức tương đương tại thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe nam tính, Thường Hải Thiên vừa vặn nương cơ hội này thăm hỏi kinh nghiệm bọn họ. Thường Lăng Phong mỉm cười nhìn đám người này, bỗng nhiên hắn phát hiện ra Trương Dương thật sự là một người phúc tướng, trên người hắn có một loại lực ngưng tụ, đem những người tài giỏi hấp dẫn đến vây quanh hắn. Chu Hưng Vượng và uống cạn ba ly với Trương Dương. Cười hỏi, huynh đệ, tôi nghe nói Ngưu Gia Quân muốn đến Nam Tích. Trương Dương gật đầu nói, cuối tuần, Ngưu Gia Quân cũng là một trong các đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh chúng ta, bọn họ đến đây là để quay chụp tuyên truyền. Chu Hưng Vượng nói, Ngưu Tuấn Sinh đã từng có giao tình quá me 65H với tôi. Trương Dương vui vẻ nói, thật sao? Chu Hưng Vượng nói, còn có thể giả. Trương Dương nói, cho nên nói, thế giới này thật sự là nhỏ. Thần Châu Đại Điện đều là bạn bè thân thích của nhau. Chu Hưng Vượng nói, đều từ một lão tổ tông sinh ra, tình căn nguyên tìm nguồn gốc vốn dĩ cũng cùng một nhà hai người càng trò chuyện thì càng gần. Trọng tâm câu chuyện lại liên quan đến Hổ Tiên Hoàn của Tiết Đông Hưng. Tiết Đông Hưng nói, Hổ Tiên Hoàn này là phương thuốc do lão tổ tông của chúng tôi truyền xuống. Tôi nghe ông nội nói, tổ tiên nhà tôi có một vị thần y tên là Tiết Cương Chính, Hổ Tiên Hoàn là do ông ấy chế tạo ra. Trương đại quan nhân nghe đến tên của Tiết Cương Chính, ngụm rượu vừa uống vào miệng thiếu chút nữa đã phun ra, ho khan hai tiếng nói, Tiết Cương Chính, là Tiết Cương Chính của thời Tùy sao? Tiết Đông Hưng gật đầu, chính là Tiết Cương Chính đó, ông ấy là tổ tông của tôi, có người nói là đã xem bệnh cho hai triều hoàng đế Tùy Đường. Trong lòng Trương Dương cảm khái, Tiết Cương Chính là ai chứ? Là dược đồng của Trương đại quan nhân Tùy Triều, tiểu đồng nhìn nhóm lửa bắt thuốc, thoáng cái, đã thành lão tổ tông của người ta. Thế sự khó liệu, Thương Hải tang điền. Tiết Đông Hưng thấy biểu tình của Trương Dương, có chút kinh ngạc nói, ngài biết. Trương Dương thốt ra, tôi đã gặp, lời này làm tất cả mọi người cả kinh, cậu ngài đã gặp. Ai cũng không tin, chủ nhiệm Trương đúng là khoác lác, một đại phu thời Tùy mà cũng dám nói là đã gặp, cái này không phải là chém gió thông thường nữa. Trương đại quan nhân lúc này mới ý thức được, xấu hổ cười nói, tôi gặp trong sách sử. À! Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thật ra Trương đại quan nhân không nói dối, hắn thật sự gặp qua, tiểu dược đồng này lúc đầu coi như thông minh, bình thường hay đi theo bên cạnh hắn học hỏi không ít, Hổ Tiên Hoàn này nếu là phương thuốc do hắn lưu lại, thì 8-9 phần là học từ của mình,
không ngờ rằng Tiết Đông Hưng và mình còn có một mối quan hệ sâu xa này, Trương Dương nhìn thằng nhãi này bỗng nhiên cảm thấy có chút thân thiết. Trong lòng ai cũng có chút chuyện xưa hay nhớ lại, Trương đại quan nhân cũng không ngoại lệ. Đêm đó sau khi tiệc rượu chấm dứt, Trương Dương không có lập tức rời đi, mà là đi đến chỗ của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện biết hắn đến đây, đã thay quần áo, không cho Trương Dương tiến vào phòng của mình, mở cửa, nhẹ giọng nói, tôi đang muốn ra ngoài. Trương Dương có chút vô cùng kinh ngạc nói, đã trễ thế này, cô còn muốn đi ra ngoài. Chương 764, phát triển với quy hoạch. 2. Kiều Mộng Viện cười nói, anh này, trí nhớ gì thế, đêm nay phó tổng tài Justin của English Bender muốn tới Nam Tích, anh đã quên. Trương Dương cái vỗ ót của mình một chút, chuyện quan trọng như thế tôi lại quên, tôi đi thông báo cho Thường Lăng Phong, để hắn cùng nhau đi đón người. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, quên đi, Justin không thích náo nhiệt, hay là để một mình tôi đi. Trương Dương nói, đừng khách khí, đã trễ thế này, hay là tôi cùng đi chung. Kiều Mộng Viện nhìn hắn một cái nói, anh nhận thức Justin. Trương Dương nói, tôi không nhận ra hắn, nhưng mà cô nhận thức, người Mỹ không mấy thứ tốt, hay là tôi với cô cùng nhau đi qua. Kiều Mộng Viện biết hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi có chút buồn cười, cô ấy nhẹ giọng nói, như vậy tùy tiện cùng đi qua, có chút không lễ phép. Trương Dương nói, dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải gặp mặt hắn, người Trung Quốc chúng ta không phải hiếu khách sao. Người ta từ xa vạn lý đi tới Nam Thích khảo sát, nếu như tôi không ra mặt chiêu đãi thì đúng là khó ăn nói. Kiều Mộng Viện nói, anh không phải của Ủy ban Thể dục sao? Trương Dương nói, hiện tại thành phố đem chuyện của Kinh Mậu giao cho tôi, lãnh đạo hiện tại của phòng chiêu thương hỗ trợ công tác với tôi. Nghe hình như rất uy phong. Trương Đại Quan Nhân Dương Dương tự đắc nói, đúng vậy, cá nhân tôi là không muốn tiếp nhiều công tác như vậy, thế nhưng tôi mặc kệ thì có ai làm. Phật có một câu nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Kiều Mộng Viện không nhịn được cười nói, lần đầu tiên nghe người ta đem quan trường hình dung thành địa ngục. Trương Dương nói, đi thôi, tôi đưa cô đi. Kiều Mộng Viện không từ chối, lên xe Jeep của Trương Dương, khi ô tô khởi động, cô ấy không khỏi có chút lo lắng, nửa đường sẽ không tắt lửa chứ. Trương Dương cười nói, sao có thể, xe Jeep mặc dù hư cũng có thể tránh mưa gió, phía sau còn có câu gì nữa nhỉ? Kiều Mộng Viện trừng mắt liếc hắn, thằng nhãi này đúng là không nghiêm chỉnh. Justin đã đến Nam Tích, hắn ở tại khách sạn Hải Thiên, hắn dàn xếp xong mới gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện, hẹn gặp mặt quán ba Hắc Kiệt Khắc tại bên cạnh của Hải Thiên. Quán ba trong nước luôn phủ kín một tầng Trung Quốc đặc sắc, loại cảm giác hàng ngoại nhập từ đầu đến cuối không phải thuần khiết như vậy. Quán ba khai trương không bao lâu, ngoài cửa cũng có dựng một thùng bia thật lớn, sinh ý cũng rất nhẹ, Kiều Mộng Viện và Trương Dương cùng nhau đi tới trước cửa. Không quên căn dặn hắn, anh đừng nói bậy. Trương Dương nói, tôi nói bậy hắn nghe hiểu được sao? Kiều Mộng Viện cười nói, anh đừng xem thường Justin, hắn tinh thông hơn 10 ngôn ngữ, bên trong có Hán ngữ. Trương Dương nói, vậy được rồi, lúc tôi mắng hắn sẽ dùng tiếng Giang Thành. Kiều Mộng Viện nói, đang yên đang lành anh mắng chửi người ta làm gì? Trương Dương nói, tôi nói thôi, giả như hắn đắc tội tôi. Kiều Mộng Viện nói, trừ phi anh không muốn công ty English Bender đem nơi sản xuất thiết lập tại Nam Tích. Trương Dương nói, cô nhận thức tôi lâu như vậy, còn không biết cốt khí của tôi, trên vấn đề nguyên tắc, tôi tuyệt không thoái nhượng. Về phần nguyên tắc cái gì, thằng nhãi này cũng nói không nên lời. Hai người đi vào quán bar, thấy được một người tóc vàng ngồi một mình ở quầy bar, từ bóng lưng thoạt nhìn thân hình có vẻ không tồi. Kiều Mộng Viện kêu một tiếng Justin. Người nước ngoài kia xoay người lại. Tướng mạo anh Tuấn dễ nhìn, mang theo kính mắt có vẻ vô cùng nho nhã, ấn tượng của Trương Đại Quan Nhân đối với người nước ngoài bình thường là hai chữ nho nhã không hơn, nhưng Justin này không giống, có vẻ hào hoa phong nhã, khí chất lộ ra phong độ của người trí thức, hắn cười đi tới, mở cánh tay, ôm Kiều Mộng Viện một chút, còn nhẹ nhàng hôn lên hai gò má của Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan Nhân thấy trong mắt, trong lòng nổi cáu, mẹ nó. Dám chiếm tiện nghi của Kiều Mộng Viện, thật ra hắn cũng rõ ràng. Người ta là lễ tiết phương Tây, chưa chắc thật sự có ý niệm chiếm tiện nghi, nhưng thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Kiều Mộng Viện đem Trương Dương giới thiệu cho Justin nhận thức. Justin cười vươn tay, Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nắm tay cùng hắn, sau đó đột nhiên cho hắn một cái ôm. Justin không ngờ rằng đối phương đột nhiên ôm mình, hơn nữa ôm rất dùng sức, cảm giác được xương cốt quanh thân đều kêu lên, cũng sắp bị thằng nhãi này bẻ gãy. May là Trương Dương rất nhanh buông hắn ra.
cười ha hả nói, hoan nghênh hoan nghênh. Justin giật cánh tay, cũng nở nụ cười, dùng tiếng Trung nói, Trương tiên sinh khí lực thật lớn. Kiều Mộng Viện nghe nói như thế nhất thời biết Trương Dương đã ra ám chiêu với Justin Liễu, có chút bất mãn nhìn hắn một cái, Trương Dương cười nói, Trung Quốc chúng tôi rất hiếu khách. Hai bên của Justin mời bọn họ đi tới quầy ba ngồi xuống, hắn và Trương Dương ngồi ở Kiều Mộng Viện, Justin nói, rượu Bailey. Kiều Mộng Viện cười nói, không ngờ rằng anh vẫn nhớ kỹ. Justin nói, về tất cả của cô tôi đều nhớ rất rõ ràng. Trương Dương càng nghe càng không thoải mái, cái tên nước ngoài này đối với Kiều Mộng Viện hình như không phải ôm quan hệ hữu nghị tinh khiết. Justin lại nói với Trương Dương, anh uống cái gì? Tôi mời. Trương Dương nói, tôi mời cho, anh là khách mà. Justin cười nói, vậy cho một tequila. Trương Dương rất ít uống rượu ngoại, bất quá ngày hôm nay hắn ôm ý niệm phân cao thấp với Justin của, mặt nào cũng không thể tỏ ra yếu kém. Phương pháp uống tequila của Justin có chút đặc biệt, trước tiên cho một chút muối ăn, nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm, sau đó uống một ngụm nhỏ, rồi liếm một miếng chanh, nhắm mắt lại có vẻ rất hưởng thụ. Trương Dương tuy rằng uống qua không như vậy, nhưng cũng bắt trước theo, cũng liếm một chút muối, đáng tiếc liếm nhiều, uống một ngụm rượu vào thì, mẹ kiếp, sao giống rượu thuốc quá vậy. Trương đại quan nhân thật sự uống không quen cái này vị, hai mùi chen vào cùng một chỗ đúng là khó chịu. Kiều Mộng Viện thấy dáng dấp của hắn, không khỏi nở nụ cười, anh đó, uống không quen rượu ngoại, có thể uống rượu trong nước. Trương Dương nói, cái rượu ngoại đều pha chế mà uống, tôi uống không quen. Justin nói, rượu Trung Quốc cũng có thể pha chế, văn hoa rượu Đông Tây mặc dù có chút khác biệt, thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, bên trong đều là cồn. Trương Dương nói, rượu của Trung Quốc có mùi vị thuần khiết. Justin cười nói, rượu Trung Quốc tôi uống không nhiều lắm, rượu sái uống nhiều hơn, nhất là lúc đến trường. Trương Dương nói, anh uống qua rượu sái rồi à, sao không nói sớm, hai ta uống rượu sái nha. Hắn ngoắc phục vụ cầm một lọ rượu sái. Justin nói, anh đại khái không biết, rượu sái cũng có thể pha chế ra mùi của rượu ngoại. Trương Dương nói, sao pha? Trong phương diện quán bar này, đạo hạnh của Trương đại quan nhân vẫn kém hơn rất nhiều. Justin gọi một sao 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 bò húc, pha chế rượu sái cùng một chỗ, sau khi trộn lại, cho Trương Dương một ly, Trương Dương nâng ly lên, uống thử một ngụm, trời ạ, thật sự là có mùi rượu ngoại. Justin nói, loại phương pháp này uống là người Trung Quốc phát minh. Rượu sái pha với bò húc, có thể uống ra mùi vị của vodka. Trương Dương nói, anh đối với Trung Quốc lý giải thật đúng là nhiều. Chương 765, phát triển với quy hoạch. 3. Justin nói, tôi lý giải Trung Quốc, là bắt đầu từ khi nhận thức Mộng Viện, chỉ có lý giải Trung Quốc mới có thể lý giải Mộng Viện. Đôi mắt màu xanh của hắn tràn ngập nhu tình nhìn Kiều Mộng Viện. Trương đại quan nhân có chút khó chịu, Kiều Mộng Viện cười nói, Justin. Anh có phải là uống nhiều, lại nói lung tung. Justin cười nói, cậu hiểu tôi mà, tôi vẫn đều là một người nghiêm túc. Trương Dương nói, Justin tiên sinh, cảm ơn anh tán thưởng Mộng Viện như thế. Nghe được những lời này, Justin sửng sốt, Kiều Mộng Viện cũng sửng sốt, lời này là có ý gì? Justin rất không hiểu một câu, trong lòng nói tôi tán thưởng Mộng Viện liên quan gì đến anh cảm ơn. Trương Dương cười tủm tỉm nói, có thể anh không biết. Mộng Viện là bạn gái của tôi. Kiều Mộng Viện nghe hắn nói như vậy, mặt cười không khỏi mắc cỡ đỏ bừng. Trương Dương ơi Trương Dương, anh còn có thể vô sỉ như vậy sao? Justin nhìn Trương Dương lại nhìn Kiều Mộng Viện, hỏi một câu thật sự. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, anh hẳn là nên hỏi Mộng Viện. Kiều Mộng Viện cũng không nói phải mà cũng không nói không phải, chỉ là cầm ly rượu cười cười. Theo Justin thấy đây là một loại cam chịu. Hắn có chút mất mát thở dài nói, vì sao tôi cuối cùng luôn chậm. Từ những lời này là có thể biết, thằng nhãi này và Hứa Gia Dũng không chừng cũng nhận thức. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, tôi rất may mắn, có thể có một người bạn tốt như anh. Justin và Kiều Mộng Viện chạm ly, hắn uống hết rượu trong ly bằng một ngụm, cười nói, tôi còn có cơ hội. Trương đại quan nhân trong lòng nói anh thật đúng là kiên nhẫn, cười nói, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Kiều Mộng Viện thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, sớm biết như vậy sẽ không cho hắn theo đến đây. Cô ấy không muốn lãng phí thời gian tại loại trọng tâm câu chuyện này, nhẹ giọng nói, Justin, chuyện công ty các người thiết lập nơi sản xuất tại Nam Tích tiến triển thế nào? Justin mỉm cười nói, tư liệu tôi đã lý giải không ít, ngày mai tôi sẽ tiến hành khảo sát thực địa, nếu như tất cả thỏa mãn, lần này có thể ký kết hợp đồng với chính phủ Nam Tích.
Trương Dương nói, ngày mai tôi phái xe đến đây tiếp anh. Chuyện công tác qua loa không được. Justin lắc đầu nói, tôi không muốn ngoại giới quấy rầy tôi khảo sát, trước khi khảo sát xong xuôi, tôi cũng sẽ không có chính thức tiếp xúc với chính phủ Nam Tích, hy vọng có thể cho tôi một không gian tự do. Trương Dương đối với những yêu cầu của Justin tỏ vẻ đã rõ, tuy rằng thằng nhãi này bày ra tư thế truy cầu đối với Kiều Mộng Việt, bất quá từ ấn tượng của tiếp xúc sơ bộ mà xem, Justin hay là một người tương đối nghiêm túc, Trương Dương tán thưởng loại tác phong này, chủ tùy khách, nếu khách đưa ra yêu cầu, tận lực dựa theo yêu cầu của người ta làm. Justin khảo sát tại Nam Tích vô cùng thuận lợi, không tốn hao quá nhiều thời giờ, hắn cũng đã xác định Nam Tích trở thành nơi sản xuất hải ngoại của công ty English Bender. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng đem tư tưởng hướng chuyển hình sản nghiệp công nghệ cao của Nam Tích báo cáo cho bí thư thị ủy Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ đối với suy nghĩ của Trương Dương biểu thị tán thưởng, thật ra trước đó Trương Dương đã nói qua những tư tưởng này với thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ đã nói với Lý Trường Vũ trong cuộc họp. Lý Trường Vũ nói, buổi sáng ngày mai tôi sẽ chính thức gặp Justin tiên sinh, nơi sản xuất hải ngoại của công ty English Bender ngụ lại Nam Tích hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Trương Dương, trong chuyện này cậu lập công đầu. Trương Dương cười cười nói, ngài đừng khen tôi, con người tôi dễ lâng lâng. Lý Trường Vũ cười nói, lâng lâng không sợ, chỉ sợ đuôi vểnh lên trời. Trương Dương nói, may thật, đuôi tôi đã tiến hóa rồi. Lý Trường Vũ vốn tưởng rằng thằng nhãi này lại muốn mượn cơ hội đòi quan, nhưng ngoài dữ liệu của ông, lần này Trương Dương tự nhiên không đề cập đến chuyện thăng quan cho hắn, Trương Dương tự mình đi tới tủ lạnh lấy bình nước khoáng. Mở ra uống, nói, bí thư Lý, khối đất sân thể dục cũ đã có người hỏi. Lý Trường Vũ nói, à, tập đoàn Tinh Toản sao? Bảng kế hoạch của bọn họ tôi đã xem qua, rất không tồi. Trương Dương lắc đầu nói, không phải Tinh Toản, là Hối Thông. Lý Trường Vũ hơi ngẩn ra, Kiều Mộng Viện muốn khai phá khối đất sân thể dục cũ, hiện nay chỉ tìm Trương Dương, cũng không có chào hỏi với bên Nam Tích, đối với Lý Trường Vũ mà nói, chuyện này tương đối đột nhiên. Ông vô cùng kinh ngạc nói Kiều Bằng Cử không phải đã buông tha sao. Trương Dương nói Kiều Bằng Cử là Kiều Bằng Cử, hiện tại là Kiều Mộng Viện, cô ấy muốn tự mình khai phá. Lý Trường Vũ nói như thế nào? Trương Dương nói, điều kiện không khác biệt Tinh Toản, bất quá cô ấy trong phương diện trả tiền sảng khoái hơn Tinh Toản, sau khi ký hẹn sẽ thanh toán tiền một lần cho chúng ta, chân chính đả động tôi cũng không phải tiền, mà là tư tưởng của cô ấy. Lý Trường Vũ có chút hưng phấn nói, tư tưởng gì? Trương Dương nói, Kiều Mộng Viện muốn xây dựng khu thương nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Bình Hải trên khối đất này, phương hướng kinh doanh là nhằm vào ngành nghề máy tính, còn có thể mời tới nhiều công ty nhà xưởng nổi danh trong lĩnh vực máy tính trong ngoài nước đến nhập trú. Công ty English Bender ở lại Nam Tích, chúng tôi sẽ xoay quanh chuyện này chế tạo một khu công nghiệp công nghệ cao, nhưng chúng ta còn thiếu một khu thương nghiệp công nghệ cao, cho dù Nam Tích chúng ta sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì cũng không có chỗ tiêu thụ. Tôi cho rằng tư tưởng của Kiều Mộng Viện vừa vặn hoàn thiện với ý tưởng tạo sản nghiệp công nghệ cao hiện đại hóa Nam Tích, chúng ta tự mình có nơi sản xuất công nghệ cao quốc tế hóa, tương lai không lâu cũng có thể trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của toàn quốc. Tôi tin tưởng Nam Tích chúng ta trong phương diện chuyển sản nghiệp hình sẽ đi trước toàn bộ Bình Hải trước, thậm chí đi trước toàn bộ cả nước. Lý Trường Vũ dùng sức gật đầu, Trường Dương nói tuy rằng không nhiều, thế nhưng đã lay động ông, bởi vì Lý Trường Vũ từ khi đi tới Nam Tích, một mực đau khổ suy tư đường lối chuyển hình của Nam Tích, làm sao có thể khiến cho Nam Tích chuyển hình thành công trong thời đại mới, tiến tới chiếm trước tiên cơ cải cách, một lần nữa đi hàng đầu của Bình Hải. Trong khi thảo luận với toàn thể lãnh đạo, trong suy tư, Lý Trường Vũ đã xác định phải đi đường khoa học kỹ thuật, ông đã quyết định muốn quay quanh nơi sản xuất hải ngoại của công ty English Bender ngụ lại Nam Tích. Chế tạo khu công nghệ cao đầu tiên của Bình Hải, người đưa ra ý niệm này đầu tiên thật ra là Đông Giang. Thế nhưng English Bender cuối cùng ở lại Nam Tích, Lý Trường Vũ muốn là người đầu tiên đem ý tưởng này biến thành hiện thực. Chương 766, Phát triển với quy hoạch. 4. Lâu nay, khối đất của sân thể dục cũ đều quay quanh ý niệm chế tạo trung tâm công nghiệp thứ hai tại Nam Tích, Kiều Mộng Viện xuất hiện, cho bọn họ đột nhiên có thêm một suy nghĩ. Nam Tích cũng không thiếu trung tâm thương nghiệp tổng hợp, chân chính thiếu chính là một trung tâm thương nghiệp có lực ảnh hưởng, có tiền cảnh phát triển. Nếu như cái khối đất này xây dựng thành trung tâm thương nghiệp công nghệ cao, tập trung nhân vật lực lại đây, cũng rất có thể trở thành người đứng đầu phía Nam của Trung Quốc. Lý Trường Vũ và Trương Dương bàn rất ăn ý, hai người có cùng kế hoạch quy hoạch phát triển Nam Tích, Lý Trường Vũ thậm chí cười rất tươi, chờ đại hội tỉnh qua đi, để Trương Dương đi phụ trách khu công nghệ cao Nam Tích. Trương đại quan nhân cũng không phải kẻ ngu,
Lý Trường Vũ hiện tại chỉ tăng thêm nhiệm vụ cho hắn, cũng không cho hắn thăng quan, nói cấp chính sử của hắn vừa lên không bao lâu, muốn lập tức thăng quan cũng có chút không thực tế. Cho dù Lý Trường Vũ hứa cho hắn, cũng chỉ bất quá là lời nói ngoài miệng, làm không được gì, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, nhiệm vụ càng nhiều, quyền lực càng lớn, phải kể tới hiện tại trong số các cán bộ cấp chính sử của Nam Tích người có thực quyền nhất cũng chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục hắn. Trương Dương nói, ngài kêu tôi đi phụ trách, cho tôi tiền sao? Lý Trường Vũ trừng mắt liếc hắn nói, tôi nói cậu hiện tại sao trở nên hiện thực như thế? Mở miệng ra lúc nào cũng là tiền, giống như một đảng viên sao? Giống như một cán bộ quốc gia sao? Trương Dương nói, cán bộ quốc gia cũng không thể làm ăn không khí mà sống, trung tâm thể dục mới bên này, tôi đập tường đông đắp tường tây, cầu ông nội bà nội, vất vả mới làm tốt được, đến bây giờ còn thiếu mấy trăm ngàn tiền khoản công trình chưa trả. Ngài cho tôi chủ ý, cho tôi đi làm giải phóng, thành phố trả thù lao sao? Thành phố có tiền sao? Trương Dương nói, chuyện này cũng không phải chủ ý của tôi, Thường Lăng Phong nghĩ đến. Lý Trường Vũ cười nói, lúc ở Giang Thành, hắn cũng là trợ thủ của cậu, đi tới Nam Tích cũng như nhau, làm cho tốt đi, Nam Tích sau khi trải qua một cơn lốc chính trị, hẳn là tới lúc niết bàn sống lại, chúng ta trên dưới một lòng, đồng tâm hợp lực, tranh thủ trong vài năm khiến cho Nam Tích thay đổi dáng dấp, một lần nữa trở thành thành phố giàu có nhất của Bình Hải, thành phố phát triển nhất. Trương Dương gật đầu nói, tôi sẽ tận lực. Lý Trường Vũ nói, năng lực của cậu đã chiếm được sự công nhận của rất nhiều lãnh đạo. Làm xong vài chuyện này, vô luận là kinh nghiệm chính trị hay là thành tích chính trị đều tích lũy không khác biệt, tin tưởng con đường làm quan của cậu cũng sẽ được một lần nữa bay lên. Trương Dương nói, tôi bay thẳng lên sao? Lý Trường Vũ lòng tin tràn đầy nói, bay thẳng lên, hơn nữa càng bay càng cao. Lúc kết thúc nói chuyện, Lý Trường Vũ nhận được điện thoại của con gái nuôi Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh buổi chiều sẽ từ Đông Giang tới Nam Tích, trước đó gọi báo cho cha nuôi. Lý Trường Vũ cũng không có nói Trương Dương ở tại phòng làm việc của mình, buông điện thoại, mới nói với Trương Dương, Tiểu Tĩnh tới, buổi tối đến nhà tôi ăn. Trương Dương vừa nghe liền sửng sốt, em gái làm sao vậy? Từ Đông Giang đến đây cũng không chào hỏi người anh như hắn trước. Chẳng lẽ là muốn làm tập kích đột nhiên, cho mình một kinh hỉ sao? Lý Trường Vũ cười đến ít nhiều có chút thần bí, buổi tối cậu đừng quên đi đến nhà của tôi kêu gì cắt của cậu chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta uống với nhau vài ly. Trương Dương ừ một tiếng, đứng dậy cáo từ. Lý Trường Vũ kế tiếp còn có cuộc họp thường ủy, cũng không giữ hắn. Trong cuộc họp thường ủy, Lý Trường Vũ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đưa ra dự định muốn tại xây dựng khu công nghệ cao Nam Tích, tư tưởng của ông vừa nói xong thì có người đưa ra phản đối. Người đưa ra phản đối là bí thư Mã Thiên Dực của Ủy ban Kỷ luật mới tới. Mã Thiên Dực nói, hiện tại hạng mục xây dựng trọng đại của Nam Tích đã có không ít, cảng nước sâu là thứ nhất, trung tâm thể dục mới vì nghênh tiếp đại hội tỉnh cũng là một cái, vấn đề tài chính của những cái hạng mục này cũng chưa giải quyết thích đáng. Hiện tại lại muốn làm khu thương nghiệp công nghệ cao, làm khu công nghiệp công nghệ cao, tôi muốn hỏi một câu, tài chính của Nam Tích có phải là có thể ủng hộ, tình huống hiện thực của chúng ta có phải là cho phép? Mã Thiên Dực khi đi tới Nam Tích, rất nhanh để người ta lĩnh giáo sự ngay thẳng và thẳng thắn của ông ta, ông đơn giản không lên tiếng, chỉ cần mở miệng nói, rất ít cho người khác mặt mũi, mặc dù là đối mặt với bí thư thị ủy Lý Trường Vũ cũng là như vậy. Thị trưởng Hạ Bá Đạt cũng mở miệng nói, tôi cho rằng Thiên Dực đồng chí nói rất có đạo lý, Nam Tích chúng ta đã có khu khai phá kinh tế, còn muốn làm khu công nghiệp công nghệ cao làm gì, cái này không phải lãng phí sao, so với dùng tiền cố sức đi làm khu công nghiệp công nghệ cao, không bằng nghĩ biện pháp. Làm thế nào đem khu khai phá vực dậy? Hạ Bá Đạt gần đây bình thường trong cuộc họp thường ủy hay đưa ra ý kiến bất đồng, nguyên nhân rất đơn giản, ông đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, thái độ trung dung trên chính trị khiến cho ông mất cơ hội tốt, không chiếm được tán thưởng của lãnh đạo tỉnh, Lý Trường Vũ mưu quyền là chứng cứ rõ ràng nhất, mà Lý Trường Vũ, Cung Kỳ Vĩ đám người này quật khởi lại có ý nghĩa tương lai chính trị của Hạ Bá Đạt hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, những người này đều trẻ hơn ông đã không có cơ hội. Người đang đánh mất hy vọng thì tính cách sẽ phát sinh thay đổi, hiện tại Hạ Bá Đạt ít nhiều cũng có chút mùi vị, ăn không được thì phá cho hôi. Chỉ cần có cơ hội, ông sẽ đứng ra làm trái lại, hiện tại Mã Thiên Dực người đầu tiên đứng ra, ông lập tức đuổi theo. Đa số thường ủy đều không nói gì, thật ra rất trong lòng của nhiều người đều chấp nhận ý kiến của Mã Thiên Dực và Hạ Bá Đạt, không cần phải xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao làm gì, khu công nghiệp công nghệ cao cũng là một loại của khu khai phá, tên khác mà thôi. Với tình trạng tài chính hiện nay của Nam Tích, không có khả năng đồng thời chống đỡ nhiều hạng mục như vậy. Trải qua thời điểm của Từ Quang Nhiên,
cứ thích khai phá, toàn bộ Nam Thích giống như một công trường xây dựng thật lớn, hiện tại thay đổi Lý Trường Vũ, vốn tưởng rằng có thể yên tĩnh vài năm, nhưng ông lên đài không đến vài ngày thì đưa ra khái niệm xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao. Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ nói, thị trưởng Hạ, khu khai phá và khu công nghiệp công nghệ cao là một khái niệm sao? Ông lẽ nào không có tìm hiểu sự khác nhau bên trong? Một câu nói làm Hạ Bá Đạt đỏ bừng mặt, Cung Kỳ Vĩ rõ ràng có vẻ ám chỉ mình không học vấn không nghề nghiệp, Hạ Bá Đạt nói, theo lý giải của tôi thì không khác biệt lắm. Chương 767, anh vợ tiện nghi 1. Cung Kỳ Vĩ nói, khu khai phá lấy truyền thống công nghiệp làm chủ, khu công nghiệp công nghệ cao lấy ngành điện tử công nghệ cao hiện đại làm chủ yếu để xướng khái niệm giảm carbonic bảo vệ môi trường, chế tạo công nghiệp xanh. Bây giờ rất nhiều đồng chí cho rằng đã khai phá liền nhất định phải vung tiền, nhất định phải tăng đầu tư, tôi cho rằng đó là một loại quan niệm lệch lạc, mọi người chắc hẳn đều đã biết, công ty chế tạo máy tính Anh Đức Nhĩ lừng danh thế giới đã quyết định trú tại Nam Thích. Tại dưới kiến nghị của chúng ta, kết hợp với kết quả khảo sát thực tế của bọn họ, sơ bộ tuyển chọn xây dựng khu sản xuất tại Dườn Tây của 7 đập chứa nước của Đông Giao, mà tư tưởng của tân khu công nghệ cao Nam Thích chúng ta là xoay quanh 7 đập chứa nước. Coi đây là trung tâm để mở rộng cùng xây dựng. Tân khu công nghệ cao của Nam Thích chúng ta là một kế hoạch lâu dài, cũng không phải nghĩ chỉ muốn một chỗ, mà là căn cứ quy luật phát triển phù hợp, đi theo nguyên tắc từng bước phát triển, từ từ tích lũy, không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một khu công nghệ cao hiện đại có khoa học kỹ thuật kiểu mới. Thay lời khác mà nói, về phía chính phủ chúng ta sẽ không tiến hành đầu tư quy mô lớn, thế nhưng muốn có một kế hoạch tổng thể, làm tốt các công tác lắp đặt đường, đường ống, cơ sở vật chất. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Minh nói, đồng chí Ngô Minh, ý tứ của ngài là nói chúng ta áp dụng sách lược đi vững từng bước, không cần đầu tư một lần. Cung Kỳ Vĩ gật đầu. Lý Trường Vũ cười nói, tôi biết tất cả mọi người là suy nghĩ vì thành phố, nhưng tài chính của Nam Tích chúng ta bây giờ quả thực đang đối mặt với khó khăn rất lớn. Nếu như không phải khó khăn lớn như vậy, chúng ta đã tự mình tu sửa lại Thâm Thủy Cảng, trung tâm thể dục mới cũng sẽ không phải đến bây giờ còn thiếu nhiều khoản công trình như vậy. Đường xá cùng phủ xanh thành thị đã không thể phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại, chỗ mà phủ thị chính cần thay đổi xây dựng rất nhiều, nhưng tất cả những cái này đều cần dùng tiền. Cũng đều không phải một lần là có thể giải quyết, nhưng mà sợ vung tiền, cũng không có nghĩa là không vung tiền, thời xưa có tích vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tới bây giờ chúng ta không thể bởi vì sợ vung nhiều tiền mà cự tuyệt phát triển. Nếu như vậy, Nam Tích chúng ta sẽ càng ngày càng lạc hậu, chúng ta không nên lạc hậu, chúng ta muốn phát triển. Tuy rằng chúng ta không thể một lần liền giải quyết vấn đề phát triển, nhưng là chúng ta có thể tiêu xái đi từng bước một, ổn định mới đầu tư, tiền nên vung nhất định phải vung, tiền không nên vung thì tuyệt không vung loạn. Chúng ta muốn hấp dẫn bên ngoài đầu tư, nhưng là cái chúng ta bây giờ tự mình có so với các nơi khác chính là chính sách, chúng ta có gì khác thì các thành phố khác đều có, không nói đâu xa, chỉ nói hai thành phố liền nhau, Đông Giang là tỉnh lỵ, là đại ca của chúng ta, tuy rằng Lam Sơn là tiểu huynh đệ. Nhưng mà hai năm nay người ta phát triển rõ như ban ngày, khu khai phá kinh tế Lam Sơn đã là khu khai phá cấp quốc gia, hoàn toàn xứng đáng là số một Bình Hải, so sánh lực hấp dẫn với bọn họ, hình như Nam Tích chúng ta kém một điểm như vậy. Lý Trường Vũ hợp thời dừng lại một chút, nâng chung trà lên uống. Trà, dừng lại lúc này cũng là vì để cho các thường ủy ở đây cơ hội tự hỏi, để cho bọn họ tiêu hóa một chút nội dung mình nói chuyện. Lý Trường Vũ dừng lại sau một lát mới mở miệng nói, cho nên chúng ta phải chiếm trước tiên cơ, sản xuất công nghệ cao đã là điểm nóng phát triển cả thế giới công nhận, tuy rằng hiện nay tại trong nước còn chưa hình thành quy mô quá lớn, nhưng mà tại tương lai không xa nhất định sẽ trở thành đầu tư trọng điểm, mục đích thành lập tân khu công nghệ cao của chúng ta còn hơn thế. Bí thư Kỷ ủy Mã Thiên Dực nói, theo tôi được biết, Đông Giang đã làm tân khu công nghệ cao. Lời y nói chính là lời nói thật. Người đầu tiên đưa ra cái này khái niệm chính là phía Đông Giang. Lý Trường Vũ ý vị thâm trường nói, người đầu tiên nhìn thấy con cua chưa hẳn có thể ăn được con cua. Lần này Triệu Tĩnh đến Nam Tích không chỉ vì thăm cha nuôi Lý Trường Vũ, nàng không nói cho anh trai chuyện mình tới Nam Tích là bởi vì nàng có một số việc không tiện mở miệng, lần này Triệu Tĩnh cũng không phải một mình đi tới, đi theo cạnh nàng là Đinh Triệu Dũng, Triệu Tĩnh thực tập tại công ty của Đinh Triệu Dũng, sau khi nàng chia tay với Đinh Bân. Liền đem toàn bộ tinh lực đều chuyên chú tại trên công tác, cũng làm ra không ít thành tích. Về phương diện khác, trong khi nàng cùng Đinh Triệu Dũng làm việc thời gian dài liền sinh ra cảm tình, cái loại tình cảm huynh muội tổng quá khứ xảy ra chuyển biến, kỳ thực trước khi Đinh Triệu Dũng cùng Lương Thành Long đi Nam Vũ đã xác định quan hệ yêu đương với Triệu Tĩnh, khi Đinh Triệu Dũng đối diện nói chuyện với gia đình, hắn bị người nhà phản đối kịch liệt,
nhưng Đinh Triệu Dũng là một người có chủ kiến, hắn buông lời nói, cho dù người trong nhà phản đối, cùng lắm thì rời nhà trốn đi, nghe dạng lời kiên quyết đói. Lão gia tử Đinh Nguy Phong tự nhiên cũng không tiện nói gì. Triệu Tĩnh Trái lại vẫn không dám đem chuyện này nói cho người nhà của mình, chủ yếu là do quá khứ nàng đã cùng Đinh Bân yêu nhau, bây giờ đối tượng yêu đột nhiên biến thành anh trai của Đinh Bân, huống chi Đinh Triệu Dũng chính là bạn tốt của Trương Dương, Triệu Tĩnh sợ Trương Dương không chấp nhận được, tính tình của người anh trai này cũng không phải kịch liệt bình thường, làm không tốt hắn cùng Đinh Triệu Dũng ngay cả bản thân cũng không còn. Cho nên Triệu Tĩnh mới nghĩ tới cha nuôi Lý Trường Vũ, lần này qua chính là muốn thông qua Lý Trường Vũ làm rõ việc này. Trong lòng Đinh Triệu Dũng cũng là rất thấp thỏm, khi lái xe đi tới cửa nhà Lý Trường Vũ, có vẻ do dự, Tiểu Tĩnh, nếu không để anh trực tiếp đi tìm Trương Dương đi. Triệu Tĩnh nói, anh ấy là một kẻ tính tình nóng nảy, làm không tốt sẽ làm cho anh ăn đòn đau đó. Đinh Triệu Dũng nói, vậy, thực sự phiền phức chính là, hai người khi ở tại Đông Giang đã ở chung với nhau, bởi vì áp dụng biện pháp tránh thai không chu toàn, Triệu Tĩnh hiện nay đã mang thai hơn một tháng. Hai người cũng không đồng nhất ý kiến về vấn đề có lưu lại đứa bé này hay không, ý tứ của Đinh Triệu Dũng là lưu lại, dù sao sau khi Triệu Tĩnh tốt nghiệp cũng không dự định làm giảng viên, còn có mấy tháng nữa liền tốt nghiệp xong bọn họ sẽ kết hôn, hai người cùng nhau kinh doanh công ty máy tính cũng được. Triệu Tĩnh lại không muốn sinh con sớm như vậy, hơn nữa nàng sợ chuyện này truyền ra sẽ mất mặt nhục nhã, dù sao còn chưa kết hôn. Triệu Tĩnh cắn cắn môi nói, đêm nay cái gì cũng nói với anh ấy. Dù sao có cha nuôi em ở đây, anh ấy không dám làm gì anh. Đinh Triệu Dũng nói, anh trái lại không phải sợ hắn, làm bạn thân nhiều năm như vậy, anh chỉ là có chút ngại ngùng. Triệu Tĩnh nói, ngại ngùng cái gì? Mặt Đinh Triệu Dũng có chút phát nóng, mình cả một tiếng bắt chuyện cũng chưa bắt đã làm cho bụng của em gái Trương Dương to ra, điều này làm cho hắn đối mặt Trương Dương ra làm sao? Chuyện này ngoại trừ người nhà ra, hắn chưa từng nói với ai. Bao gồm cả bản thân nhiều năm uống rượu như Lương Thành Long. Đinh Triệu Dũng cũng rõ ràng, nếu như chuyện này để cho đám bạn xấu này biết, 10 có 9 là sẽ cười đến rụng răng. Tên gia hỏa Trương Dương này đã bao giờ ăn phải thiệt thòi lớn như vậy chứ? Đinh Triệu Dũng nhỏ giọng nói, đều nói với anh ta. Hắn chỉ vào bụng của Triệu Tĩnh, bây giờ từ bề ngoài thì cũng không nhìn ra được cái gì. Triệu Tĩnh nói, chuyện này không thể nói. Đinh Triệu Dũng nói, anh trai em rất có tặc nhãn. Lúc Lâm Thanh Hồng mang thai, hắn liếc mắt liền đã nhìn ra. Triệu Tĩnh nghe hắn nói như vậy cũng có chút sợ, vậy phải làm sao? Nếu như anh trai em biết anh với em, anh ấy sẽ không chịu được. Đinh Triệu Dũng nói, đừng nói nữa, em càng nói anh càng không chịu được, để một mình anh tìm hắn nhận đi, chịu dánh chịu giết gì anh cũng đều nhận. Lúc hai người thương lượng ở trong xe, chiếc xe đỏ của Lý Trường Vũ đã đi qua, Lý Trường Vũ xuống xe tại trước cửa. Hướng về chiếc xe trước cửa nhà kia nhìn một chút, hắn nhìn thấy biển số xe của Đông Giang, liền đoán 10 có 9 là con gái nuôi tới. Triệu Tĩnh vội vàng mở cửa xe đi ra, cười nói, cha nuôi. Lý Trường Vũ nói, làm sao lại ở cửa thế, mẹ nuôi của con ở nhà mà. Đinh Triệu Dũng cũng đi tới, cười kêu lên, chú Lý. Chương 768, anh vợ tiện nghi 2. Lý Trường Vũ tại trong điện thoại đã nghe nói qua chuyện của hai người bọn họ. Cho nên nhìn thấy Đinh Triệu Dũng cũng không có cảm thấy kinh ngạc quá lớn, hắn gật đầu nói Trương Dương lát nữa sẽ tới đây, mau. Vào nhà ngồi trước. Lần đầu đến cửa, Đinh Triệu Dũng đương nhiên không thể đi tay không đến đây, hắn mang theo một chai rượu, hai bao thuốc, còn có một chút đặc sản địa phương làm quà gặp mặt với vị nhạc phụ Lý Trường Vũ này. Lý Trường Vũ đối với việc Triệu Tĩnh cùng Đinh Triệu Dũng yêu nhau trái lại lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng Đinh Triệu Dũng cùng Đinh Bân đều là con trai của bí thư chính pháp ủy tỉnh Đinh Nguy Phong, nhưng Đinh Bân nhìn thế nào cũng có chút không vững chắc, Đinh Triệu Dũng này rõ ràng kiên định hơn rất nhiều. Lý Trường Vũ mời bọn họ đến trong nhà, Cát Xuân Lệ đang ở bận việc ở trong bếp, đi ra bắt chuyện chào hỏi một cái lại vội vàng đi vào phòng bếp, Triệu Tĩnh muốn đi hỗ trợ lại bị Lý Trường Vũ gọi lại, để cho mẹ nuôi của con làm việc, gần đây cô ấy thích tố thái, trong góc bếp không thích người khác nhúng tay. Triệu Tĩnh cười cười cũng không đi qua, bởi vì nàng gần đây không chịu được mùi khói dầu, vừa ngửi thấy được cổ mùi vị đó đã muốn nôn mửa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên xem đồng hồ treo tường, đã 6 giờ kém 10 mà anh trai còn chưa tới, trong lòng nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ, cha nuôi, anh con còn chưa tới. Lý Trường Vũ nói, gần đây hắn bận rất nhiều công việc, vừa lo dọn nhà cho Ủy ban Thể dục Thể thao vừa vội vàng kêu gọi đầu tư, này không nói, ngày mai mấy đại sứ hình tượng của Đại hội Thể thao tỉnh lại qua.
Ninh Triệu Dũng nói, Trương Dương làm việc vẫn rất chuyên nghiệp, năng lực cũng tương đối xuất sắc. Lý Trường Vũ cười nói, Tiểu Đinh à, cậu mở công ty máy vi tính phải không? Có một tin tức tốt nói cho cậu biết, Nam Tích chúng ta sẽ lập tức thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công ty Anh Đức Nhĩ sẽ trở thành xí nghiệp nổi danh quốc tế đầu tiên vào trú tại đó, ngay sau đó chúng ta còn muốn xây dựng một khu thương nghiệp IT hàng đầu trong nước tại Nam Tích. Ninh Triệu Dũng vừa nghe quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, Bình Hải vẫn thiếu khuyết một khu giao dịch IT tiên tiến, Nam Tích đi trước tất cả các thành phố khác, chú Lý, ngài thực sự rất tinh mắt, rất có quyết đoán. Lý Trường Vũ ha hả cười nói, đây đều là sáng kiến của Trương Dương, tôi không có ý tứ đoạt công lao của hắn. Trương Dương khoan thai tới muộn, 6 giờ 40 mới đến nhà Lý Trường Vũ, cùng đi với hắn đến còn có Kiều Mộng Việt, hóa ra hắn ở Ủy ban Thể dục Thể thao cùng Kiều Mộng Việt, Thường Lăng Phong cùng nhau bàn bạc chuyện khối đất sân thể dục cũ, khi thảo luận không để ý tới thời gian hẹn, nguyên bản Kiều Mộng Việt là không muốn đi tới cùng hắn. Nhưng Trương Dương nói, dù sao cũng đều phải ăn, đi tới chỗ Lý Trường Vũ ăn thuận tiện liền đem chuyện khai phá khối đất sân thể dục cũ quyết định ra. Trương Dương không nghĩ tới Đinh Triệu Dũng cùng Triệu Tĩnh cùng nhau tới, hắn vui tươi hớn hở gõ một cái tại trên đầu vai của Đinh Triệu Dũng nói, tiểu tử cậu tới Nam Tích cũng không tìm tôi trước. Đinh Triệu Dũng đối mặt với Trương Dương có chút mất tự nhiên, gã cười cười nói, tôi vừa vặn tiện đường. Triệu Tĩnh nghe gã nói như vậy không nhìn được trừng mắt nhìn gã. Trương Dương nói, tiện đường, cậu đi đâu? Lý Trường Vũ cười nói, đều đã đến đông đủ, chúng ta mau ăn thôi, tiểu thư Kiều, mời ngồi. Kiều Mộng Viện là lần đầu tiên đến nhà Lý Trường Vũ làm khách, mỉm cười nói, bí thư Lý, ngày hôm nay tôi không báo trước đã tới có chút mạo muội. Lý Trường Vũ cười nói, bình thường tôi muốn mời cũng không hẳn mời được, tiểu thư Kiều đến làm cho kẻ hèn tôi vẻ vang. Khi nói trong lòng Lý Trường Vũ nổi lên nghi ngờ. Trương Dương không phải cùng Kiều Mộng Viện xác định quan hệ chứ? Nếu như là như thế thì thật tốt quá, trở thành con rể của bí thư tỉnh ủy Kiều, tiền đồ chính trị sẽ là một mảnh tươi sáng. Lý Trường Vũ âm thầm bội phục tiểu tử này, đầu tiên là cùng Sở Yên Nhiên con gái của chủ tịch tỉnh, sau khi chia tay đột nhiên lại hiện ra một cố giai đồng, bây giờ mục tiêu lại tập trung tại trên người con gái của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, chẳng lẽ tiểu tử này là khắc tinh của con gái cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh sao? Có một số việc Lý Trường Vũ chỉ có thể nghĩ, ngay cả hỏi cũng không tiện, hắn là trưởng bối, không tiện hỏi đến chuyện tình cảm của người tuổi trẻ, kỳ thực cho dù hắn nói, Trương Dương cũng khẳng định sẽ đem thành gió thoảng bên tai. Triệu Tĩnh vẫn lảng tránh đối diện cùng anh trai, Đinh Triệu Dũng cũng có vẻ có chút mất tự nhiên, Trương Đại Quan Nhân rất nhanh liền nhận thấy được có chút không đúng, Trương Đại Quan Nhân nhớ tới em gái tới Nam Tích trước tiên thông báo cho Lý Trường Vũ, sau đó mới nghĩ đến mình, bây giờ lại cùng Đinh Triệu Dũng cùng đi đến. Càng đẽo gọt càng là sai, khó phải không? Trương Dương đã tiếp cận chân tướng sự thực. Trương Dương nói, Triệu Dũng, Tiểu Tĩnh biểu hiện tại công ty của cậu thế nào? Ninh Triệu Dũng nói tốt, tốt, tôi đang định cùng cô ấy ký hợp đồng dài hạn đó. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, hắn muốn ký không chỉ có hợp đồng công tác, còn cả hợp đồng sinh hoạt. Ninh Triệu Dũng đã làm tốt chuẩn bị cùng Triệu Tĩnh đăng ký kết hôn, hai người ở cùng cả đời, không phải là hợp đồng dài hạn sao? Trên mặt Triệu Tĩnh lộ ra một tia ngọt ngào, biểu tình này cũng không có giấu giếm được con mắt Trương Dương, trong lòng Trương Dương có chút tư vị không nói nên lời. Đinh Triệu Dũng ơi Đinh Triệu Dũng, tôi bảo anh chiếu cố em gái tôi, không bảo anh chụp lấy em gái tôi, xem tình hình này 10 có 9 là hai người có chuyện. Trước đó ở Nam Vũ Đinh Triệu Dũng cũng không đề cập tới chuyện này, cho dù hắn cùng Triệu Tĩnh nói chuyện yêu đương, dù làm sao cũng phải bắt chuyện một tiếng với mình trước chứ. Trương Dương nói, tôi vẫn phản đối Tiểu Tĩnh đi kinh doanh. Khổ sở học nhiều năm đại học như vậy, đột nhiên đổi nghề, chẳng phải là uổng phí nhiều năm khổ cực như vậy sao? Kiều Mộng Viện nói, cũng không thể nói như vậy, nghề nào cũng có trạng nguyên, nếu như phát hiện chuyên môn mình học tập cũng không phải thứ mình thích, sớm thay đổi cho kịp hẳn là chuyện tốt. Trương Dương nói, thích chưa chắc đã thích hợp chưa chắc đã thích, trên đời này rất nhiều chuyện đều là đạo lý này. Tất cả mọi người đều nghe ra ý của Trương Dương trong những lời này. Triệu Tĩnh nói, anh, em cũng không muốn làm giáo viên. Trương Dương nói, em đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình xử lý, thế nhưng dù sao em mới ra cửa trường, chuyện xã hội rất phức tạp, có rất nhiều thứ không thể chỉ nhìn mặt ngoài, làm việc cũng không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, phải học cách nhìn vấn đề một cách toàn diện. Triệu Tĩnh không nói gì, Đinh Triệu Dũng nói, Trương Dương, kỳ thực Triệu Tĩnh biểu hiện tại trong công ty rất không tồi. Trương Dương bỗng nhiên cau lại khuôn mặt, tôi nói Đinh Triệu Dũng này, tôi nói với em gái tôi, cậu chen miệng cái gì?
Ninh Triệu Dũng bị hắn chặn lời đến nỗi mặt đỏ bừng, đổi thành quá khứ nhất định sẽ không nhìn được muốn tranh chấp vài câu, nhưng hôm nay thì khác, quá khứ Trương Dương là bạn thân của gã, bây giờ là anh vợ tương lai của gã, quan hệ của đột nhiên chuyển biến, làm cho Ninh Triệu Dũng trên tâm lý có chút không thể hoàn toàn thích ứng, chung quy cảm giác giống như kẻ trộm, nhất là sau khi Triệu Tĩnh mang thai, Ninh Triệu Dũng chột dạ, lúc đối mặt với vị anh vợ Trương Dương này càng là chột dạ. Thấy anh trai trước mặt nhiều người như vậy không lưu tình chút nào quát lớn Ninh Triệu Dũng, Triệu Tĩnh lập tức không cam tâm tình nguyện nói anh, em lựa chọn tới chỗ anh Triệu Dũng công tác là quyết định của chính mình, không liên quan tới anh ấy, anh tức giận gì với anh ấy chứ? Trương Dương nói, làm sao không quan hệ tới hắn? Nếu như không phải em trai vô liêm sỉ kia của hắn theo em đi làm việc, làm sao em lại có ý nghĩ như thế? Ngoan ngoãn ở lại trường dạy học không tốt hơn sao? Triệu Tĩnh tức giận đến mặt đỏ bừng, anh có ý tứ gì? Trương Dương nói, không có ý. Ninh Triệu Dũng cười nói, Trương Dương, hai anh em các người đừng nóng giận, đều là tôi không phải, tôi chịu tội với cậu, tôi nhận phạt được không? Kiều Mộng Viện cũng thấy Trương Dương có chút quá phận, giơ tay lôi kéo cánh tay của hắn, Trương Dương không nghe theo không buông tha nói, cậu có gì không phải với tôi? Cậu xin lỗi tôi cái gì? Tôi, Ninh Triệu Dũng nhất thời tắt tiếng. Lý Trường Vũ cũng qua hòa giải, Trương Dương, cậu phát tà hỏa sao? Tiểu Tĩnh tới nhà tôi làm khách, cậu dạy em gái cũng không nên đốt tại trong nhà của tôi đi. Trương Dương nói, tôi chỉ là không rõ, Ninh gia các người muốn bịp tôi sao? Có phải cảm thấy tôi dễ bắt nạt hay không? Mặt Ninh Triệu Dũng đỏ bừng, gã rõ ràng Trương Dương khẳng định đã nhìn ra. Gã biết năng lực của Trương Dương, chắc chắn chuyện Triệu Tĩnh mang thai đã bị hắn nhìn ra, khó trách hắn phát hỏa lớn như vậy. Chương 769, anh vợ tiện nghi 3. Triệu Tĩnh cả giận nói anh ít nhằm vào Triệu Dũng, là hai chúng em yêu nhau, thì thế nào? Em thích anh ấy thì anh làm sao? Cát Xuân Lệ một bên khuyên Triệu Tĩnh, một bên nói, Trương Dương, đây chính là cậu sai, bây giờ đã là thời đại nào rồi, người trẻ tuổi tự do yêu đương, cậu làm anh trai cũng không thể can thiệp. Trương Dương nói, tôi là can thiệp sao? Tôi là vì muốn tốt cho nó, tôi sợ nó có hại. Triệu Tĩnh nói, anh bá đạo, anh độc tài, anh căn bản là chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn. Trương đại quan nhân cả giận nói, mày lặp lại lần nữa. Triệu Tĩnh nổi nóng cũng bấp chất giá nào, tức giận nói, chính anh thì bạn giá thay đổi một người rồi lại một người khác ngay cả tự do yêu đương cũng không cho. Nếu như lén nói cũng không có gì, nhưng ngày hôm nay Kiều Mộng Viện lại bên người, Trương Dương không kìm được tức giận đứng dậy, mày còn dám cãi, đừng nghĩ rằng tao không dám đánh mày. Ninh Triệu Dũng lo lắng thằng nhãi này thẹn quá thành giận chuyện gì cũng làm, vội vàng ngăn ở trước người của Triệu Tĩnh. Trương Dương nói, eo ôi, gan mày cũng đủ lớn nha, hôm nay tao tính sổ với mày. Ninh Triệu Dũng cũng phát hỏa, ai sợ ai, tới đây. Kiều Mộng Viện vội vàng tiến lên kéo tay Trương Dương, Lý Trường Vũ cả giận nói, Trương Dương cậu muốn làm loạn cái gì? Cút xuống cho tôi. Trương Dương nói, ông là cha nuôi của nói, tôi là anh trai nó. Tôi quản em gái tôi không liên quan tới ông. Lý Trường Vũ tức giận đến chỉ vào mũi của Trương Dương, cậu dám động vào một sợi tóc của Tiểu Tĩnh ngày mai tôi liền cách chức của cậu. Trương Dương nói, quan báo tư thù. Lý Trường Vũ nói, tôi cứ quan báo tư thù đó, cậu có thể làm gì? Kiều Mộng Viện lôi kéo tay Trương Dương, khuyên can mãi mới lôi được hắn đi ra ngoài. Triệu Tĩnh ủy khuất ngồi ở chỗ kia bật khóc lên, Đinh Triệu Dũng cuống quýt ôm nàng khuyên giải an ủi. Lý Trường Vũ tức giận đến khuôn mặt cau lại, mắng, hỗn đản, tiểu tử này phát điên cái gì? Kiều Mộng Viện túm Trương Dương đến bên ngoài, hai người ngồi xuống ngay tại công viên trong khu thuộc viện người nhà thành ủy, Kiều Mộng Viện oán trách nói anh làm gì thế? Đó là một việc tốt, không nên làm cho tất cả mọi người đều không vui. Trương Dương vừa rồi còn mặt mày giận dữ, sau khi đi ra biểu tình lại hòa hoãn, hơn nữa khóe môi còn mang theo nụ cười, hắn cười nói, nếu như tôi không ép buộc. Bọn họ có thể thống khoái nói ra quan hệ như thế sao? Kiều Mộng Viện thế mới biết thằng nhãi này vừa rồi là cố ý biểu diễn, tức giận đến huy quyền đánh xuống tại hai đầu vai của hắn, anh thực sự là một tên hỗn đản, tôi còn tưởng rằng anh là thực sự muốn rửa mặt với Đinh Triệu Dũng, xem tình hình là cảm thấy còn muốn thật sự đánh anh ấy. Trương Dương cười nói, nếu như tôi thật sự muốn đánh hắn, 10 tên Đinh Triệu Dũng cũng không phải đối thủ của tôi. Tôi cùng hắn làm bạn tốt nhiều năm như vậy, tôi hiểu rõ người này. Em trai Đinh Bân của hắn không phải là cái thứ tốt gì, đã không có trách nhiệm lại giảo hoạt, tôi lo lắng Tiểu Tĩnh yêu nhau với gã,
nhưng Triệu Dũng là một người đàn ông đích thực, có nguyên tắc, có trách nhiệm, hắn cùng Tiểu Tĩnh yêu nhau, tôi hài lòng đều không kịp, làm sao lại tức giận chứ? Kiều Mộng Viện nói, bọ dạng vừa rồi của anh cũng không sợ dọa bọn họ sợ hết hồn. Trương Dương ha hả cười nói, nhà đầu kia càng ngày càng kỳ cục, cho nó chút giáo huấn cũng là phải làm, nói cái gì chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, hình tượng của người làm anh trai tôi trong lòng nó chính là như vậy sao? Kiều Mộng Viện lại nói, lẽ nào cô ấy nói sai? Trương Dương hơi bị cứng lại, lúc này Đinh Triệu Dũng đi ra, Kiều Mộng Viện thấy Đinh Triệu Dũng đi qua, hướng Trương Dương cười cười nói, cùng anh ấy tâm sự cho tôi, đừng phát giận lung tung, tôi đi xem Triệu Tĩnh, chỉ sợ bị anh dọa sợ đến không nhẹ. Trương Dương gật đầu, Đinh Triệu Dũng đã hướng về phía Trương Dương đi tới, vẻ mặt không biết sợ, trong cái nhìn của Đinh Triệu Dũng xem ra Trương Dương đã nhìn ra hết mọi chuyện, hắn tức giận phát hỏa cũng không chỉ bởi vì gã cùng Triệu Tĩnh yêu nhau, nguyên nhân căn bản là Triệu Tĩnh mang thai. Đinh Triệu Dũng đi tới trước mặt Trương Dương, hai mắt dũng cảm nhìn hắn, anh có tức giận cứ hướng về phía tôi mà phát, Tiểu Tĩnh là vô tội. Trương Dương nói, anh cho là hai người các anh có thể lừa tôi sao? Đinh Triệu Dũng nói, tôi không muốn lừa anh, tôi vẫn đang suy nghĩ tìm cơ hội nói cho anh biết, nhưng thời cơ luôn luôn thiếu. Trương Dương nói, muốn cái thời cơ gì? Tại Nam Vũ nhiều ngày như vậy rồi anh không nói, lúc đó anh có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, anh lại vẫn không nói, anh rốt cuộc nghĩ muốn cái cơ hội gì? Đinh Triệu Dũng nói, Trương Dương, tôi vẫn coi anh là bạn thân tốt nhất. Trương Dương nói, được rồi, anh đối đãi bạn tốt như thế nào? Đinh Triệu Dũng cắn cắn môi, gã có chút xấu hổ nói, anh cũng biết nam nữ cả ngày ở chung, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình, tôi cùng Triệu Tĩnh. Trương Dương nói, tôi không có bất luận cái hứng thú gì với tình sử của hai người, tôi là anh trai của Triệu Tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc anh dự định làm sao bây giờ? Lòng nói của Đinh Triệu Dũng bị phá hủy, rốt cuộc là tất cả đều bị hắn nhìn ra. Có câu là thẳng thắn từ khoan chống cự từ nghiêm mình tốt nhất là thành thật đem mọi chuyện đều nói ra. Đinh Triệu Dũng nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chờ Tiểu Tĩnh tốt nghiệp, tôi liền kết hôn với cô ấy. Tôi đã tính qua, đến lúc đó cô ấy mang thai cũng chỉ là 4-5 tháng, hẳn là không nhìn ra. Tuy rằng Trương Đại Quan nhân y thuật chắc tuyệt nhưng cũng không tới cái loại trình độ cách thật xa cũng có thể nhìn ra người khác mang thai, nhất là loại mới có một tháng như này. Tuy rằng hắn cảm thấy Triệu Tĩnh có chút không đúng, cũng không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì Đinh Triệu Dũng thấy chuyện lần trước Trương Dương nhìn ra Lâm Thanh Hồng, cho nên cho rằng lần này cũng như thế, không lừa được hắn, cho nên tất cả đều nói ra hết. Nhìn lại khuôn mặt Trương Đại Quan Nhân cũng tái đi rồi, căm tức lúc đầu trong hắn bốc lên, nói yêu đương thì cứ yêu đi, hắn cũng không phải thật sự tức giận, nhưng Đinh Triệu Dũng lại đủ bản lĩnh, lại có thể làm cho bụng em gái hắn to ra, phải biết rằng Triệu Tĩnh còn chưa tốt nghiệp đại học đó. Trương Dương oán hận gật đầu, Đinh Triệu Dũng à Đinh Triệu Dũng. Mày mà cũng gọi là bạn tốt sao? Hắn nhấc chân liền đá vào bụng trên của Đinh Triệu Dũng, Đinh Triệu Dũng bất ngờ không đề phòng, bị hắn đạp cái bắn ra, Trương Đại Quan Nhân tung một bước xa lại nhảy lên đi tới, tóm lấy cổ áo của Đinh Triệu Dũng, giơ tay muốn đánh. Dừng tay, Lý Trường Vũ giận dữ quát lên. Nắm tay của Trương Dương giơ lên rốt cục vẫn là không hạ xuống, hắn tức giận đến tại trên đỉnh đầu Đinh Triệu Dũng dừng lại mắng, uổng cho tao vẫn cho mày là một người thành thật. Đinh Triệu Dũng thấy một quyền này của hắn không đánh xuống, trong lòng cũng thoáng yên ổn một chút, thấp giọng nói, chuyện này đừng nói ra bên ngoài, người trong nhà chúng ta tự xử, việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết. Trương Dương thấp giọng mắng, miệng thối không biết xấu hổ, ai cùng mày là người một nhà. Đinh Triệu Dũng đối với tính tình của Trương Dương vẫn là có chút hiểu rõ, đừng thấy hắn chửi đến hăng say, có điều là sau khi đã bắt đầu tiêu giận, Đinh Triệu Dũng cùng hắn làm bạn lâu như vậy. Đương nhiên biết Trương Dương chưa bao giờ ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, nhớ tới mình làm cho em gái hắn to bụng ra, Đinh Triệu Dũng bỗng nhiên có chút đắc chí, mình lại có thể làm cho hắn trở thành một anh vợ tiện nghi, đây cũng là một loại cảm giác thành tựu. Lý Trường Vũ đi tới trước mặt bọn họ, thấy Trương Dương lại có thể giơ tay kéo Triệu Dũng lên, Lý Trường Vũ nói, các cậu làm bạn tốt nhiều năm như vậy, làm sao có thể động tay đại nhân chứ? Trương Dương nói, muốn làm em rể tôi, đương nhiên phải qua một cửa này của tôi trước. Tôi để cho hắn sớm chuẩn bị tâm lý, sau này nếu như dám có lỗi với em gái tôi sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Trên mặt thằng nhãi này lại có thể lộ ra một tia tiếu ý hiếm có, không cười cũng không có biện pháp. Triệu Tĩnh mang thai cũng là chuyện hai bên tình nguyện, Đinh Triệu Dũng cũng không phải không chịu trách nhiệm, mọi người đều nói muốn kết hôn, tuy rằng việc này tới rất đột nhiên, nhưng hắn vẫn phải tiếp thu, ván đã đóng thuyền,
hắn không thể không chấp nhận. Chương 770, đường làm quan rộng mở 1. Triệu Tĩnh thấy hai người anh trai cùng Đinh Triệu Dũng đã cùng nhau trở về, Trương Dương vừa rồi còn quắc mắt nhìn chừng chừng, lúc này lại có thể trở nên chuyện trò vui vẻ, biết rằng khẳng định đã nói rõ chuyện, trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Nàng suy nghĩ xin lỗi anh trai, dù sao vừa rồi không nên chống đối Trương Dương trước mặt nhiều người như vậy, người anh trai Trương Dương này cũng là bởi vì yêu thương nàng, quan tâm nàng, sợ nàng có hại, cho nên mới biểu hiện ra như vậy. Trương Dương nhân cơ hội nắm tay em gái an ủi vài câu, tìm tòi mạch môn, quả là thế, không nhịn được tàn bạo chừng hai mắt liếc tên đầu sỏ Đinh Triệu Dũng này. Đinh Triệu Dũng bây giờ trai lại không sợ liếu, dù sao đã là như vậy, chức anh vợ này của ngươi đã định rồi, ta làm cho bụng em gái ngươi to lên, muốn giết muốn chém tùy ngươi, hắn cũng đoán chắc, Trương Dương không có biện pháp với mình. Một trường phong ba đi qua, chuyện cuối xong đã giải quyết trong hòa bình, cũng làm cho tất cả vui mừng. Lý Trường Vũ cùng Kiều Mộng Viện nói đến vấn đề khai phá khối đất sân thể dục, hắn giống như Kiều Mộng Viện có tư tưởng đem chỗ này tạo thành quảng trường buôn bán hàng đầu Bình Hải. Có điều là tư tưởng mặc dù tốt, nhưng cuối cùng là phải chứng thực trên vấn đề đầu tư. Kiều Mộng Viện đưa ra giá nhượng lại đất là 100 triệu 2.000 vạn đồng, hơn nữa nàng sẽ trả một lần, trên thực tế số này đã cao hơn so với giá của Tinh Toản ra rồi. Càng làm cho Lý Trường Vũ động tâm chính là, món bút tiền này Kiều Mộng Viện cũng không yêu cầu trả theo từng giai đoạn từng món giống như Tinh Toản, mức giá của khối đất này trong lòng lãnh đạo thành phố Nam Thích là 100 triệu, giá chốt trong lòng Kiều Mộng Viện chấp nhận là 100 triệu 5.000 vạn, có thể nói giá 100 triệu 2.000 vạn là tương đối dày rồi, song phương đều tương đối thỏa mãn, Lý Trường Vũ liền đánh nhịp định xuống tại chỗ, quyền khai phá khối đất kia nhượng lại cho Hối Thông. Đêm đó Triệu Tĩnh cùng Đinh Triệu Dũng đều ở lại nhà Lý Trường Vũ, Trương Dương tiến Kiều Mộng Viện trở lại. Trên đường Trương Dương nhớ tới 100 triệu 2.000 vạn này, hướng Kiều Mộng Viện nói, Mộng Viện, em vốn có thể dùng 100 triệu mượn được khối đất, vì sao còn muốn thêm 2.000 vạn? Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, là do anh đem con bài chưa lật của Tinh Toản nói cho em biết, kỳ thực giá chốt trong lòng em là 100 triệu 5.000 vạn, giá hiện nay đã làm cho em rất thỏa mãn rồi, thêm 2.000 vạn là em không muốn chiếm tiện nghi của Nam Tích, cũng không muốn anh mang tiếng lấy việc công làm việc tư, cho dù người khác muốn nói ba nói bốn. Chúng em dùng thực lực chân chính đánh bại Tinh Toản, mà chưa có dùng cái thủ đoạn gì không thể thấy ánh sáng, đi tới đâu đều là lẽ thẳng khí hùng. Nguyên tắc của em trong việc buôn bán là như thế, thắng phải thắng cho đàng hoàng, thua cũng muốn thua bằng phẳng. Trương Dương nói, dù là cùng giá như nhau thì vẫn sẽ tuyển chọn em, kế hoạch của em càng thích hợp với phát triển Nam Tích chúng tôi trong thời gian tới. Kiều Mộng Viện nói, anh là người trong quan trường, trong đối nhân xử thế không thể xen lẫn thành phần tình cảm. Trương Dương nói, lời nói trong lòng nói anh quả thực muốn cùng em thân thiết hơn một chút đó. Mặt Kiều Mộng Viện hơi nóng lên cuống quýt nói tránh đi, 100 triệu 2.000 vạn lần em không lấy ra được nhiều tiền một lần như vậy, muốn dựa vào vốn vay, còn có một bộ phận muốn đi gặp tiểu yêu bàn bạc cùng đầu tư. Trương Dương cười nói, gần đây cô ấy đang bận xây dựng tiểu học Hồng Kỳ, cuối năm nay hẳn là có thể hoàn thành mục tiêu 100 trường tiểu học Hồng Kỳ. An lão trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì cô cháu gái này. Kiều Mộng Viện nói, chúng em hợp tác trong hạng mục quảng trường Nam Lâm tự rất vui vẻ, thái độ làm người của tiểu yêu thực sự là không tồi. Nhắc tới An Ngữ Thần, biểu tình của Trương Dương đã có chút buồn bã, cho đến hôm nay hắn vẫn chưa có phương pháp hoàn toàn trị hết bệnh cho nàng, tính lại, thời gian của An Ngữ Thần chỉ sợ không còn nhiều lắm. Kiều Mộng Viện nhạy cảm liền cảm thấy được tâm tình Trương Dương có chút trầm xuống. Nhẹ giọng nói, thế nào? Anh không vui. Trương Dương miễn cưỡng cười cười. Kiều Mộng Viện còn tưởng rằng là bởi vì chuyện Triệu Tĩnh cùng Đinh Triệu Dũng, nàng cười nói, có phải em gái mình có nơi trốn thì đột nhiên có chút không thích ứng hay không? Trong lòng có cảm giác mất mát đúng hay không? Trương Dương nói, anh có lòng dạ nhỏ như vậy sao? Kiều Mộng Viện nói, đó không phải vấn đề lòng dạ, loại cảm giác mất mát này mỗi người đều có, làm cha mẹ đối với con gái, làm anh cả đối với em gái. Là dễ sinh ra cảm giác mất mát nhất. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới Kiều Mộng Viện trước đây tình cảm lưu luyến cùng với Hứa Gia Dũng đã bị vợ chồng Kiều Trấn Lương cố hết sức ngăn cản, hẳn là trong đó cũng có cảm giác mất mát như lời của Kiều Mộng Viện. Trương Dương cười nói, anh thật sự không có cảm giác mất mát gì, nếu như nó với Đinh Bân thì anh có thể sẽ như vậy, nhưng Triệu Dũng là bạn thân của anh, thái độ làm người của hắn thì anh yên tâm. Kiều Mộng Viện nói, chúc mừng anh. Sau này anh cùng Đinh Triệu Dũng chính là thân càng thêm thân. Trương Dương cười nói, có lẽ bọn họ năm nay sẽ kết hôn, đến lúc đó, nhất định mời em đi qua uống rượu mừng.
Kiều Mộng Viện cười nói, không mời em thì nhất định em tìm anh tính sổ. Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện đến khách sạn quốc tế Nam Dương, Kiều Mộng Viện bảo hắn nhanh trở lại nghỉ ngơi, Trương Dương lại kiên trì muốn đưa nàng trở về phòng, đi tới đại sảnh thì thấy Justin ngồi ở chỗ kia, gã đã đợi Kiều Mộng Viện hơn một tiếng đồng hồ, Kiều Mộng Viện ngày hôm nay đi vội vội vàng vàng, điện thoại di động để quên ở trong khách sạn, Justin vẫn không liên lạc được với nàng. Thấy Kiều Mộng Viện trở về, Justin vui vẻ tiến lên nghênh đón, Mộng Viện, tôi đợi cô cả một buổi tối. Kiều Mộng Viện lúc này mới ý thức được mình không mang điện thoại di động, áy náy nói, ngại quá, tôi quên mang điện thoại di động. Justin nói, không sao, ngày mai tôi sẽ trở lại nước Mỹ, buổi tối ngày hôm nay tôi muốn tìm cô trò chuyện thoải mái. Trương đại quan nhân có chút phiền muộn, tiểu tử người nước ngoài này thật đúng là kiên nhẫn, nhưng làm trò trước mặt Kiều Mộng Viện dù thế nào cũng phải biểu hiện ra một ít phong độ thân sĩ. Trương Dương cười nói, để tôi mời khách, như vậy đi, chúng ta đi ăn khuya một chút. Lời nói trong lòng, Trương Dương cảm thấy Justin vẫn là có chút uy hiếp. Justin hướng Trương Dương cười cười, mang theo vẻ áy náy nói, Trương tiên sinh, ngại quá, tôi có chuyện muốn nói với một mình Mộng Viện, mong ngài không nên chú ý. Chương 771, đường làm quan rộng mở 2. Trương Dương cười nói, ha ha, cũng không phải chuyện gì lớn, tôi mời ăn để tiễn anh đi. Kiều Mộng Viện biết Trương Dương không quá yên tâm với Justin, lôi kéo hắn đi tới một bên, nhỏ giọng nói, Trương Dương, anh trở về đi, Justin ngày mai đã đi rồi, tôi cùng anh ta có chút chuyện cần bàn trên việc kinh doanh. Nhưng, Kiều Mộng Viện cắn cắn môi anh đào nói, em lớn như vậy rồi, em biết chăm sóc chính mình, anh yên tâm. Trương Dương nói, nhưng mà, Kiều Mộng Viện lại nhanh chóng đẩy hắn một cái nói, được rồi, đừng lề mề nữa, em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, không có khả năng có cái gì đâu. Trương Dương cười tủm tỉm nói, em giải thích với anh làm cái gì? Quan tâm ý nghĩ của anh sao? Mặt Kiều Mộng Viện ửng đỏ, đôi môi mềm mại xinh đẹp khả ái cong lên, anh thực sự là phiền muốn chết. Nàng nhẹ nhàng đánh Trương Dương một cái, xoay người đi đến hướng Justin. Đi được vài bước liền hướng Trương Dương quay đầu lại nhìn một cái, Trương Dương hướng nàng làm ra một cái động tác ra hiệu gọi điện thoại, Kiều Mộng Viện nhẹ giọng nói, biết rồi, anh mau trở về đi thôi. Trương đại quan nhân gần đây tại trên sự nghiệp có thể nói là nước lên vui vẻ, đầu tiên là thúc đẩy thành phố New York cùng Nam Tích kết thành hữu hảo, sau đó lại làm cho công ty Bender ngụ lại Nam Tích, tiếp đó chuyện khối đất sân thể dục cũng được giải quyết thuận lợi, bây giờ lại đến phiên hắn mời tập thể đại sứ hình tượng của Đại hội Thể thao tỉnh đi tới Nam Tích, chụp ảnh quay phim tuyên truyền cho Nam Tích. Đạo diễn phim tuyên truyền là Vương Chuẩn, hắn cũng là người đi tới Nam Tích sớm nhất, năm nay Châu Đức Long là diễn viên chính tại liên hoan phim Hồng Kông. Gã cũng càng rực rỡ lên, hôm nay đi tới Nam Tích, ba tầng bên trong bên ngoài khách sạn quốc tế Nam Dương đứng đầy thiếu nam thiếu nữ hoa si. Trương Dương đối với việc Châu Đức Long đến đây có thể gây ra ảnh hưởng cũng có phỏng đoán trước, nhưng mà hắn vẫn không nghĩ tới Châu Đức Long lại có thể gây hiệu ứng oanh động như vậy, một minh tinh Hồng Kông lại có thể vượt qua cả một đội bóng. Lúc cùng Vương Chuẩn với Châu Đức Long đi tới khách sạn quốc tế Nam Dương, thấy một màn người người tấp nập trước mắt không khỏi cảm thấy có chút chấn kinh rồi. Vương Chuẩn kêu khổ không thôi nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã nói với anh rồi, phải bảo mật, hành trình của Long Tử nhất định không thể công khai. Trương Dương đích xác không chuẩn bị đủ đối với tràng diện ngày hôm nay, hắn biết Châu Đức Long rực rỡ, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại rực rỡ tới như vậy, từ xa xa thấy trên khách sạn quốc tế Nam Dương kéo theo tranh hoặc chữ viết, hoan nghênh siêu sao quốc tế Châu Đức Long, băng công chúa Quan Chỉ Tình, công chúa thể thao Hứa Di, Ngưu Gia Quân vào ở khách sạn quốc tế Nam Dương. Trên quảng cáo cũng đem Châu Đức Long đặt ở vị trí thứ nhất, kỳ thực trong đại sứ thể dục, người duy nhất không phải là vận động viên thể dục chuyên nghiệp cũng chính là gã. Tại thời đại này, minh tinh vui chơi giải trí còn rực rỡ hơn so với minh tinh thể thao, lực ảnh hưởng càng lớn hơn nữa. Châu Đức Long thở dài nói, xem ra phiền phức rồi, chủ nhiệm Trương, có thể đổi một chỗ khác hay không? Trương Dương nói, đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ thay đổi chỗ ở nói không chừng sẽ tạo thành hỗn loạn. Anh lần này tới chính là giúp Nam Tích chúng tôi tạo thanh thế, yên tâm đi, tôi sẽ an bài thêm nhân viên bảo vệ, nhất định bảo đảm an toàn cho các anh. Quá khứ đã ngã trên vấn đề minh tinh Hồng Kông, Trương đại quan nhân lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Châu Đức Long trái lại không phải sợ an toàn của mình không được bảo đảm, hắn bây giờ đích thật là không thích tràng diện người người như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt như thế, con người thực sự là một loài động vật mâu thuẫn, trước đây khi chưa nổi tiếng. Rất sợ người khác không chú ý đến mình,
nhưng bây giờ rực rỡ rồi lại không muốn cả ngày sống ở trong vòng vây của người khác. Vương Chuẩn hiện nay đang quay một bộ phim nhựa, thương nhân đầu tư chủ yếu chính là công ty thuốc lá Nam Tích, đem Châu Đức Long làm đại sứ hình tượng cũng là vì còn nhân tình của Trương Dương. Hắn cười khổ nói, chỉ có thể như vậy, chủ nhiệm Trương, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Long Tử. Trương Dương ở trên xe gọi điện thoại cho Trình Diễm Đông, bảo gã tăng cường phái thêm một ít cảnh sát qua duy trì trật tự. Bên Trình Diễm Đông đương nhiên không có vấn đề, rất nhanh liền phái thêm 10 cảnh sát đi tới hiện trường. Châu Đức Long xuống xe một chút, bên kia các fan điên cuồng liền bắt đầu vọt qua, tiếng thét chói tai, tiếng khóc tiếng la vang loạn thành một mảnh. Trương Dương nhìn thiếu nữ bởi vì kích động mà khóc giống rơi nước mắt kia, từ đáy lòng mắng một câu có bệnh hả, không phải chỉ là một ngôi sao Hồng Kông thôi sao? Tại sao mê thành như vậy? Trương Dương nhìn Châu Đức Long mang theo kính râm bên cạnh một chút, cũng không cảm thấy đẹp trai hơn so với chính mình bao nhiêu, làm sao mình cùng hắn đứng ở một chỗ, lại có thể bị nhiều thiếu nữ không nhìn tới như vậy chứ? Trương đại quan nhân rất nhanh thì tự giải thích có lý, mình cùng Châu Đức Long thuộc về hai loại hình khác nhau, chỉ có nữ nhân thật sự hiểu được mặt bên trong của đàn ông mới thích hắn, đám thiếu nữ xung quanh này gào to gọi nhỏ, nông cạn, thật sự là quá nông cạn. Con gái nông cạn đương nhiên không biết thưởng thức loại đàn ông chân chính, đàn ông tinh khiết như hắn. Quẹ quẹ mặt cười. Tại dưới sự hộ vệ của 8 gã cảnh sát, Châu Đức Long cười cười tới đi hướng khách sạn quốc tế Nam Dương, gã tại trên phương diện giao lưu fan điện ảnh chính là rất có kinh nghiệm, sau khi đi vài bước, liền bỏ kính râm ra, liên tiếp hướng fan mê điện ảnh vẫy tay, thỉnh thoảng tung mấy cái hôn gió, tuy rằng như vậy cũng đã có vài thiếu nữ đã hạnh phúc tới hôn mê bất tỉnh. Trương đại quan nhân đi ở bên cạnh Châu Đức Long, lần đầu tiên có loại cảm giác phối hợp diễn cho người khác. Xét đến cùng, trường hợp này cũng không phải sân khấu thuộc về hắn. Có thiếu nữ khóc kêu lên, Long Tử, em yêu anh. Châu Đức Long hướng nàng phất phất tay, tôi yêu em, tôi yêu mọi người. Long Tử, em yêu anh. Thanh âm của thiếu nữ Hoa Si liên tiếp vang lên, Trương đại quan nhân nghe được toàn thân đều nổi lên da gà, tại thời đại tùy lúc ấy chính là không thấy được loại bệnh tâm thần này. Vài thiếu nữ liều lĩnh hướng Châu Đức Long vọt qua, may mà phía khách sạn cũng có chuẩn bị, tất cả bảo an đều được phái ra, ngăn cản bọn họ trên đường. Bầu không khí hiện trường trở nên càng ngày càng nóng, vài tên cảnh sát cũng thấy chuyện có chút không đúng, vội vàng giục Châu Đức Long đi mau, tâm tình người ở hiện trường kích động như vậy, lại dừng thêm một hồi nữa, chỉ sợ sẽ không khống chế được cục diện. Nhóm Châu Đức Long đi vào đại sảnh của khách sạn quốc tế Nam Dương. Lập tức bảo vệ của khách sạn tạo thành tường ngăn tại ngay trước cửa, đem đám thiếu nam thiếu nữ đuổi theo ngôi sao ngăn trở tại bên ngoài khách sạn. Chương 772, đường làm quan rộng mở 3. Trương Dương nhìn thấy Lý Quang Nam, câu nói đầu tiên không nhìn được oán giận lên, Tổng Giám Đốc Lý, làm sao anh lại treo tranh ảnh bắt mắt như thế, e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Cái này được rồi, đem cả tất cả tộc truy tinh đuổi theo sao, đều dẫn qua rồi đó. Lý Quang Nam kêu khổ bất diệt nói, chủ nhiệm Trương, tôi làm cái này không phải muốn giúp đỡ các anh tạo chút ảnh hưởng sao? Ai có thể nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ điên cuồng như thế, đám fan đại lục này đuổi theo sao còn ghê hơn cả Hồng Kông? Trương Dương nói, hôm nay có chút phiền phức, khách sạn đều bị người vây quanh. Hắn đối với việc làm của Lý Quang Nam cũng có chút khó chịu, nhưng việc đã đến nước này cũng không tiện trách cứ gã cái gì. Lý Quang Nam biểu hiện ra kêu khổ, thật ra trong lòng vui mừng không ngớt. Khách sạn quốc tế Nam Dương này rốt cuộc kiếm đủ ánh mắt, gã muốn chính là nương theo đi nhờ xe đại sứ hình tượng đem chiêu bài của mình lau đến càng sáng. Thương nhân không sợ phiền phức, chỉ sợ là không có lợi nhuận, gã chính là muốn chế tạo hiệu ứng có tính bùng nổ, lần này tiếp đãi mấy đại sứ hình tượng, bằng là quảng cáo miễn phí cho khách sạn quốc tế Nam Dương. Trương Dương không có thời gian đi tính toán với Lý Quang Nam, lúc này điện thoại của hắn vang lên, sau khi nhận thì được biết băng công chúa Quan Chỉ Tình cũng đã tới Nam Tích rồi. Nàng ở ngay chỗ cách khách sạn quốc tế Nam Dương không xa, nhìn thấy tình cảnh fan điên cuồng tràn tới cửa làm cho hoảng sợ, tính tình của Quan Chỉ Tình này không thích náo nhiệt, tuy rằng Trương Dương trước đó đã an bài nàng vào ở chỗ này, thấy loại tình huống này, nàng liền lập tức thay đổi chủ ý. Quan Chỉ Tình nói, Trương Dương, ở đây quá lộn xộn, tôi không tiến vào, tìm khách sạn khác ở lại rồi lại cùng anh liên hệ. Trương Dương nói, cô chờ một chút, tôi đi ra ngoài ngay. Hắn hỏi rõ địa điểm bây giờ của Quan Chỉ Tình, vội vã đi ra khách sạn, lúc này cửa lớn của khách sạn đều bị chen lấn muốn vỡ, hơn 10 cảnh sát cùng tất cả bảo vệ của khách sạn quốc tế Nam Dương đều xuất động, ngăn chặn giữ cửa, không cho đám fan điên cuồng kia chạy ào tới. Trương Dương không ra được bằng cửa chính,
chỉ có thể từ cửa hông rời khỏi khách sạn quốc tế Nam Dương, hắn đi một vòng tròn mới đến bên cạnh Quan Chỉ Tình. Quan Chỉ Tình vừa đưa tiền phí taxi, tài xế đang giúp nàng đem hành lý lấy xuống. Trương Dương đi qua, đầu tiên nhìn một chút xem tài xế kia có lấy thêm tiền hay không, sau khi vững tin tiền xe chính xác không lầm, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xem ra gần đây chỉnh đốn của thành phố Nam Tích đối với ngành dịch vụ cho thuê chính là rất có hiệu quả, tài xế taxi tại mặt thu phí đều quy củ hơn rất nhiều. Trương Dương nâng hành lý của nàng lên, chỉ vào xe Jeep của mình cách đó không xa. So sánh với Châu Đức Long tùy tùng đông đảo mà nói, Quan Chỉ Tình lần này có thể nói là cực kỳ đơn giản, nàng là một mình một người đến Nam Tích, phải nói Quan Chỉ Tình mới thực sự là đại minh tinh có lực ảnh hưởng quốc tế, có điều là nàng hành sự đè thấp, ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản, để tận lực tránh cho người chú ý, còn đặc biệt mang một cái kính không khuôn mắt. Nàng nhìn đám người đang náo loạn ở cửa khách sạn quốc tế Nam Dương, nhẹ giọng nói, tôi không thích ở đó, có thể đổi một chỗ ở khác hay không? Hay nhất là thanh tĩnh một chút. Trương Dương cười nói, tôi cũng không nghĩ tới sẽ náo thành như vậy, đi thôi, tôi đưa cô tới Hải Thiên. Quan Chỉ Tình cùng Trương Dương cùng nhau đi tới trong xe Jeep, Trương Dương lại nhận được điện thoại của Hứa Di cũng phải buổi tối mới có thể đến Nam Thích, bảo hắn không nên gấp gáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương xuyên qua cửa sổ xe nhìn trước cửa khách sạn quốc tế Nam Dương một chút, tình trạng hỗn loạn vẫn đang không có dấu hiệu được dẹp loạn. Lần này hắn quá thực thiếu chu đáo trên công tác an bài. Chủ yếu chính là không đoán được Châu Đức Long trong khoảng thời gian này lại được thăng lên một bậc thang, dùng vinh quang tột đỉnh để hình dung gã cũng tuyệt không quá đáng. Sau khi khởi động xe Jeep, Trương Dương hướng Quan Chỉ Tình nhìn thoáng qua nói, thế nào? Lần này một mình từ nước Mỹ bay về sao? Quan Chỉ Tình nói, tôi cùng Yên Nhiên cùng nhau trở về. Nghe được tên của Sở Yên Nhiên, Trương Dương không khỏi ngẩn ra, hắn không thể lập tức nói gì. Quan Chỉ Tình quan sát được biểu tình biến hóa vi diệu của hắn, nhẹ giọng nói, có chuyện tôi vẫn luôn không rõ, hai người đều nghĩ tới đối phương, vì sao lại muốn tránh mà không gặp. Trương Dương cười khổ nói, cũng không phải tôi tránh né cô ấy. Quan Chỉ Tình đem một tấm giấy viết từ trước đặt ở trên đài điều khiển, Yên Nhiên đi Bắc Nguyên rồi, nói là muốn gặp ông ngoại của cô ấy, tôi bảo cô ấy cùng nhau qua đây với tôi, cô ấy cự tuyệt, phía trên đó có số điện thoại cô ấy, tôi nghĩ... con trai chung quy hẳn là chủ động một ít. Trương Dương nói, cảm ơn. Quan Chỉ Tình mỉm cười nói, anh cùng Yên Nhiên đều là bạn tốt của tôi, theo ý tôi, hai người là một đôi cực xứng. Lúc ở nước Mỹ, nàng liều lĩnh nhảy vào lãnh sự quán đi cứu anh, đã nói rõ tất cả, tôi vốn tưởng rằng từ đó anh sẽ rất nhanh sẽ đi tìm cô ấy, nhưng mà anh không làm thế. Trương Dương lặng lẽ không nói gì, sau khi từ nước Mỹ trở về, hắn vẫn chìm đắm tại trong nỗi đau đớn mất đi Cố Giai Đồng. Cho dù là bây giờ, hắn cũng vẫn ép buộc mình không được nghĩ về Cố Giai Đồng nữa, hắn chẳng biết mình nên đối mặt với Sở Yên Nhiên như thế nào. Chính như lời Quan Chỉ Tình nói, từ lúc Sở Yên Nhiên nhảy vào lãnh sự quán cứu hắn, hắn cũng đã rõ ràng, từ đáy lòng của Sở Yên Nhiên chưa bao giờ quên hắn, tình cảm của bọn họ cũng không vì biệt ly mà đến đây gián đoạn. Ô tô đi tới khách sạn Hải Thiên, Trương Dương mở cửa xe, dẫn đầu nhảy xuống. Bởi vì trước đó cũng không có an bài đại sứ hình tượng vào ở Hải Thiên. Ở đây tự nhiên không có người quan tâm nhiều như vậy, Trương Dương liên hệ với Viên Ba, bảo gã an bài cho Quan Chỉ Tình gian phòng tốt nhất khách sạn, rồi tự mình đưa Quan Chỉ Tình vào trong gian phòng, khi rời khỏi, Quan Chỉ Tình không quên nhắc nhở hắn nói, đừng quên liên hệ với Yên Nhiên đó. Trương Dương cũng không phải là không muốn liên hệ với Sở Yên Nhiên, mà là hắn không biết nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào, từ sau khi Cố Giai Đồng rời đi, tình cảm của Trương Dương liền lâm vào một loại trạng thái hoang mang chưa từng có. Hắn biết Sở Yên Nhiên muốn không chỉ có là tình cảm, nàng cần chính là một cái hứa hẹn vĩnh hằng, mà trước mắt hắn lại không cho được. Mỗi khi đến loại lúc như này, Trương Dương cuối cùng sẽ trở nên cực kỳ mâu thuẫn, cầm lấy số điện thoại Quan Chỉ Tình lưu cho hắn, Trương Dương ngóng nhìn một lúc lâu, rốt cục hạ quyết định đặt quyết tâm, gọi thông tới điện thoại của Sở Yên Nhiên. Chương 773, đường làm quan rộng mở 4. Điện thoại vang lên vài tiếng, ngay lúc Trương Dương chuẩn bị buông tha. Sở Yên Nhiên tiếp được điện thoại, alo. Trương Dương nói, anh là Trương Dương. Nói xong câu đó, hắn lập tức lại cảm thấy mình rất ngu xuẩn, Sở Yên Nhiên làm sao không nghe ra thanh âm của hắn chứ? Tôi biết. Trương Dương cười cười, trong tiếng cười có vẻ có chút xấu hổ, ân, em. Ở Bắc Nguyên. Vừa đến, Chỉ Tình nói cho anh sao? Trương Dương nói, vì sao không cùng tới Nam Thích, bên này có phong cảnh không tồi,
tôi có thể cùng các em đi khắp nơi xem. Ngay cả chính Trương Dương cũng cảm giác được đối thoại của hắn cùng Sở Yên Nhiên lộ ra vài phần xa lạ. Sở Yên Nhiên nói, tôi muốn ở bên ông ngoại thêm một chút thời gian. Nàng nói xong câu đó, hai người đều rơi vào trong một khoảng trầm mặc rất dài, qua hồi lâu, bọn họ lại cùng mở miệng nói, anh em. Trương Dương cười nói, em nói trước đi. Sở Yên Nhiên nói, đồ anh ủy thác tôi đã nghĩ biện pháp giúp anh mang về, lúc đầu muốn đưa cho Chỉ Tình giao cho anh, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do tôi trực tiếp giao cho anh mới thỏa đáng. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng mừng thầm, Sở Yên Nhiên bằng là uyển chuyển nói cho hắn biết, lần này sẽ cùng hắn gặp mặt một lần. Trương Dương cuống quýt nói, nếu không thì chờ anh làm xong phim tuyên truyền hình tượng kia, anh sẽ tới tìm em. Sở Yên Nhiên lại trầm mặc tiếp nữa, tựa hồ đang do dự. Trương Dương nói, được không? Vậy để cuối tuần đi, tôi ở Tĩnh An chờ anh. Trương Dương nói, vào giữa buổi trưa, anh nhất định đến. Sở Yên Nhiên dịu dàng nói, tôi chờ anh. Trương đại quan nhân dập điện thoại, hưng phấn nắm chặt song quyền, mạnh mẽ giống lớn một tiếng, nan đề đọng lại đã lâu trong lòng theo câu nói tôi chờ anh này của Sở Yên Nhiên nhất thời có thể giải quyết dễ dàng, có lẽ là giữa bọn họ thực sự cần mặt đối mặt nói chuyện cho tốt. Bọn họ đã xa cách rất lâu rồi. Nếu thật sự không tiêu trừ hiểu lầm giữa hai bên, sẽ chỉ làm ngăn cách giữa bọn họ càng ngày càng sâu, nếu như không phải chưa xử lý xong xuôi chuyện trên tay, Trương Dương hận không thể lập tức đi tới Tĩnh An, đi gặp Sở Yên Nhiên, làm tỉnh lại ký ức bọn họ chôn giấu dưới đáy lòng, đoạn ký ức tươi đẹp mà trong sáng kia. Ngưu Gia Quân trong buổi chiều cùng ngày đã đến Nam Tích, tại dưới sự cộng đồng nỗ lực của cảnh sát cùng bảo vệ khách sạn, đa số fan điên cuồng kia đều đã rời đi. Chỉ có một ít người con gái vẫn đứng ở trước cửa lớn khách sạn nhìn vào mà ngẩn người. Sau khi Ngưu Gia Quân đi tới trước cửa khách sạn quốc tế Nam Dương, trời nổi lên cơn mưa nhỏ, mấy fan vốn đang ngẩn người cũng không chịu được khảo nghiệm của cơn mưa xuân này, một bên đánh hắt xì một bên đội mưa chạy về nhà. Ngưu Tuấn Sinh cùng các đội viên trong ba xe liền đã được Phó Bí Thư Thành ủy Nam Tích Ngô Minh, trưởng ban tuyên truyền Thành ủy Nam Tích Lương Tùng hoan nghênh, hai vị thường ủy này là đặc biệt qua để gặp mặt mấy đại sứ hình tượng thể dục. Nhưng vừa khéo là lúc bọn họ đi tới khách sạn quốc tế Nam Dương thì Ngưu Gia Quân vừa vặn đến nơi. Tuy rằng Ngưu Tuấn Sinh là huấn luyện viên chứ danh trong nước, nhưng mà dù sao cũng không phải là quan viên gì, thấy Phó Bí Thư Thành ủy Nam Tích cùng trưởng ban tuyên truyền đều tự mình đến nghênh tiếp bọn họ, tự nhiên cảm thấy rất có mặt mũi. Ngô Minh nắm lấy tay của Ngưu Tuấn Sinh nói, huấn luyện viên Ngưu, anh chính là thần tượng của tôi, chỉ cần là trên TV có chương trình Ngưu Gia Quân các anh thi đấu, tôi nhất định sẽ xem toàn bộ từ đầu tới cuối. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, vừa nghe đã biết Bí Thư Ngô là một người kiên trì, chúng tôi thi đấu là trong cự ly dài, thời gian đều tương đối dài, thoạt nhìn cũng khô khan chán nản, ngài có thể kiên trì xem hoàn toàn cả trận thực sự là không dễ dàng. Mọi người đều nở nụ cười. Lương Tùng nói, Ngưu Gia Quân là niềm kiêu ngạo của quốc gia chúng ta, cảm ơn các anh có thể tới làm công tác tuyên truyền cho Nam Tích. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, Trương Dương là hảo huynh đệ của tôi, hắn bảo tôi tới, tôi đương nhiên phải tới. Hắn chỉ vào Trương Dương trong đám người, lúc này Trương Dương mới cười đi tới, vươn hai tay ra dùng sức bắt tay cùng Ngưu Tuấn Sinh. Ngô Minh cùng Lương Tùng liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng hai người không nói cái gì, nhưng trong lòng đều là có chút cảm thán, Trương Dương gần đây nở mày nơ mặt có một không hai, cái danh tiếng gì cũng đều bị hắn chiếm hết, thực sự là không nghĩ tới hắn cũng có thể đặt giao tình với Ngưu Gia Quân. Rất nhiều người cũng không biết, phần giao tình giữa Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh ban đầu chính là khởi nguồn từ một hồi hiểu lầm. Hai người đều là loại người tương đối tự tin mà cường thế, lúc ban đầu đều xem đối phương không vừa mắt, Trương Dương lúc ở Nam Vũ tổ chức tranh giải thi đấu điền kinh toàn quốc đã lợi dụng châm cứu đâm huyệt, trợ giúp Ngưu Trấn Vĩ trở thành hắc mã trong hạng mục cự ly dài 1.500m, chạy thắng Ngưu Gia Quân, cũng thắng được đánh cuộc giữa hắn cùng Ngưu Tuấn Sinh, đánh cuộc lúc đó chính là Ngưu Gia Quân làm đại sứ hình tượng miễn phí cho Nam Tích, có điều là sau đó lại thình lình xảy ra hỏa hoạn, Ngưu Tuấn Sinh cùng Trương Dương tỉnh táo trợ giúp lẫn nhau. Từ đó kết thành tình hữu nghị sâu đậm. Bây giờ Ngưu Trấn Vĩ huấn luyện các đội viên khác của Nam Tích cùng nhau huấn luyện ngay trong Ngưu Gia Quân, tổng hợp lại thành tích được đề thăng rất nhanh. Trương Dương cười nói, Ngưu đại ca, lần này tới Nam Tích, chúng ta nhất định phải uống vài trận cho thoải mái. Ngưu Tuấn Sinh ha hả cười nói, ai sợ ai chứ? Chúng ta huấn luyện tại cao nguyên lâu như vậy, các đội viên cũng nên được thả lỏng một chút, tới Nam Tích các cậu chính là vì du ngoạn. Thuận tiện giúp các cậu làm tuyên truyền. Trương Dương nói, anh yên tâm, chuyện du ngoạn cứ để cho tôi, thả lỏng thư giãn là việc chính, tuyên truyền là phụ,
đi, chúng ta đi tới phòng trước. Trương Dương dẫn Ngưu Gia Quân tiến vào khách sạn quốc tế Nam Dương, hai cánh cửa thủy tinh của khách sạn quốc tế Nam Dương vẫn đang sửa chữa, trưởng ban tuyên truyền Lương Tùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài, y hướng Trương Dương nói, mấy năm nay các fan theo đuổi minh tinh trở nên cực kỳ điên cuồng, tiểu Trương, nhất định phải làm tốt công tác trị an bên này. Chương 774, Quân tử hảo cầu 1. Trương Dương cười nói, tôi vừa rồi đã nói qua với lãnh đạo của khách sạn, bảo bọn họ tăng mạnh công tác bảo an, bảo đảm bình ổn trật tự của khách sạn quốc tế Nam Dương trong mấy ngày này. Hắn đương nhiên hiểu rõ vì sao Lương Tùng lại lo lắng, trước đây cháu gái của Lương Tùng là Lương Nguyệt Linh chính là vì đuổi theo minh tinh Hồng Kông tới trong phòng của Khâu Tử Kiện, kết quả bị Khâu Tử Kiện lừa lên giường, nháo ra một hồi phong ba. Có điều là cũng may chuyện đó cũng được giải quyết trọn vẹn, cuối cùng Khâu Tử Kiện cùng Lương Nguyệt Linh kết hôn, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Phó Bí Thư Thành ủy Ngô Minh nói, lần này mời minh tinh như thế, nhất định phải chú ý vấn đề an toàn của bọn họ. Tiểu Trương, sao không báo trước cho tôi? Về phương diện an toàn cần điều thêm người một chút, bảo Triệu Quốc Cường phái thêm cảnh sát qua đây đi. Tại trường hợp trước công chúng, Ngô Minh rất thích phát lệnh sai khiến. Trương Dương trong lòng thầm nói chuyện này có quan hệ chó gì với ngươi? Ngươi xuất lực sao? Có cái tư cách gì mà nói? Có điều là cuối cùng cũng bận tâm Ngô Minh là lãnh đạo cao nhất ở đây, không chống đối trước mặt y, cái đó và tâm tình rất tốt của Trương Đại Quan Nhân có liên quan. Công tác liên tục có thành tích tốt, tình cảm dàn xếp với Sở Yên Nhiên cũng có xu thế ấm lại, chính là vì đường làm quan rộng mở móng ngựa tung bay, Trương Đại Quan Nhân lười tính toán với Ngô Minh. Ngô Minh bây giờ tại trên tình cảnh chính trị của Nam Tích cực kỳ bất tiện, Bí Thư Thành ủy Lý Trường Vũ cũng không coi trọng y. Công tác giao cho y đều là một ít việc nhỏ đau khổ không liên quan gì. Thấy Trương Dương phong quang như vậy, trong lòng Ngô Minh cũng rất nhiều tư vị, y cảm giác mình giống như bị bài trừ ra ngoài tầng lãnh đạo, quyền lực thực sự của mình thậm chí còn không bằng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Trương Dương này, nói là phó bí thư thành ủy, đơn giản là một cái nhãn hiệu mà thôi. So sánh với Trương Dương một lòng hướng lên trên, thu được chức quan càng cao hơn, Ngô Minh lại càng coi trọng quyền lực hơn, quyền lực thực sự, y cho rằng, một người bất luận ở vị trí như thế nào. Nếu như không có quyền lực, cho dù hắn làm quan lớn cũng chỉ đại biểu cho một cái nhãn hiệu, bây giờ mình chính là một cái nhãn hiệu. Đêm đó Ngô Minh cùng Lương Tùng đại biểu cho lãnh đạo thành ủy Nam Tích tổ chức tiệc rượu hoan nghênh quan khách tại khách sạn quốc tế Nam Không, long trọng mở tiệc chiêu đãi đại sứ hình tượng thể dục cho Nam Tích đến từ khắp nơi, Trương Dương đặc biệt tới Hải Thiên đón quan chỉ tình, quán quân thể dục nhịp điệu thế giới Hứa Di Khoan thai tới chậm. Làm cho Trương Dương không nghĩ tới chính là, lần này Giang Quang Á lại có thể cũng theo nàng cùng nhau tới, nói là vừa vặn tới Nam Tích du ngoạn, thuận tiện thăm anh họ Triệu Quốc Cường của gã. Kỳ thực dụng tâm của gã rất rõ ràng, sau khi bị Cố Dưỡng Dưỡng thủy chung cự tuyệt, Giang Quang Á rốt cục tâm tàn ý lạnh, bây giờ một lòng chuyển rời đến trên người Hứa Di, mục đích của gã tới Nam Tích chính là truy cầu Hứa Di, có điều là Hứa Di hiện nay cũng không chấp nhận cảm tình của Giang Quang Á, thế nhưng cũng không có chân chính cự tuyệt. Lúc Hứa Di đi vào đại sảnh yến hội, thấy Trương Dương và quan chỉ tình đang cùng nhau bắt chuyện với Kiều Mộng Viện, nàng sở dĩ trở thành đại sứ hình tượng thể dục cho Nam Tích, chính là vì Kiều Mộng Viện ở giữa giật dây bắc cầu, Hứa Di cười đi qua cùng Kiều Mộng Viện chào hỏi. Kiều Mộng Viện mỉm cười đón chào, hai người giơ tay bắt lấy tay nhau, Kiều Mộng Viện nói, Hứa Di, cô thực sự là càng ngày xinh đẹp. Chị Mộng Viện mới đẹp. Trương Dương bưng chén rượu đi tới, ha hả cười nói, làm sao giờ mới đến. Hứa Di nói, do tham gia thi đấu nên trễ giờ xe lửa, vừa vặn Quang Á tới Nam Tích công tác, tôi đi nhờ xe của anh ta. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến Giang Quang Á đứng ở phía sau, Trương Dương vui tươi hớn hở đi qua, đánh một quyền lên vai của Giang Quang Á, từ kinh thành truy đuổi con gái tới tận Nam Tích, tinh thần rất cao, Trương Dương nói, tới Nam Tích công tác sao, thật khéo đó. Giang Quang Á biết bị hắn nhìn xuyên qua dụng tâm, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên. Thấp giọng nói, tôi đến thăm anh họ của tôi. Trương Dương lại bĩu môi. Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Tích Triệu Quốc Cường đang ở bên kia. Đêm nay Triệu Quốc Cường cũng đi tới tiệc rượu. Y cũng không ngờ em họ lại từ kinh thành đi qua. Thấy Giang Quang Á xuất hiện ở chỗ này. Ít nhiều có chút kinh ngạc. Đi tới trước mặt của Giang Quang Á. Quang Á. Em qua cũng không nói trước một tiếng. Giang Quang Á có chút cảm thấy khó xử nói. Em đi công tác. Vừa vặn đi qua Nam Tích. Nhớ tới anh ở chỗ này. Tiện đường đến thăm. Mặt mũi gã mỏng, đến bây giờ còn đang tìm lý do. Trương Dương thấp giọng nói, tôi thấy cậu là hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Khóe mắt lại liếc mắt qua chỗ Hứa Di.
khuôn mặt của Giang Quang Á càng đỏ lên. Lúc này lối vào lại nổi lên một trận oanh động, cũng là Châu Đức Long tới rồi, Trương Dương lại nói với Triệu Quốc Cường, cục trưởng Triệu, hãy điều thêm người tới duy trì hạ trật tự, chủ yếu là Châu Đức Long này thôi, những người khác không phiền phức như vậy. Hắn cùng Triệu Quốc Cường rất ít giao lưu, chủ yếu là vì Triệu Quốc Cường cho rằng Trương Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên quan tới cái chết của em trai y, từ khi y đi tới Nam Tích, càng hiểu thêm một chút đối với người thanh niên Trương Dương này. Y phát hiện Trương Dương chính là một người dám làm dám chịu, tại trong bất chi bất giác cái nhìn của Triệu Quốc Cường đối với hắn có chút thay đổi, tuy rằng như vậy, Triệu Quốc Cường cùng Trương Dương vẫn là tận lực lảng tránh gặp mặt, bất luận em trai có phải bị Trương Dương đâm chết hay không. Khi y nhìn thấy Trương Dương luôn luôn không nhịn được sẽ nhớ tới cái chết thảm của em trai. Triệu Quốc Cường gật đầu, nhìn các fan như sao vây quanh trăng sáng xung quanh Châu Đức Long, thấp giọng nói, thật không hiểu vì sao lại mời một minh tinh Hồng Kông lòe loẹt như thế làm gì. Chúng ta là làm tỉnh vận hội, không phải làm hội diễn văn nghệ. Trương Dương từ lời nói của Triệu Quốc Cường nhìn ra bất mãn đối với mình, Trương Dương cười cười không nói chuyện, hắn lời cùng Triệu Quốc Cường lý luận, công tác cần hai người cùng xuất hiện cũng không nhiều. Phó Bí Thư Thành ủy Ngô Minh bưng chén rượu qua cùng Hứa Di gặp mặt. Vương Chuẩn tìm được Trương Dương, gã không khỏi lại lẩm bẩm vài câu, chủ nhiệm Trương, lần này công tác bảo mật không được làm tốt. Trương Dương không động sắc thản nhiên nói. Mục đích của đại sứ hình tượng chính là để cho hắn hỗ trợ làm tuyên truyền, nếu như làm công tác bảo mật thì vì sao tôi không đi tìm đặc công? Vương Chuẩn bị hắn trách móc không tiện nói chuyện, đối với Trương Dương, Vương Chuẩn vẫn đều là kính nể phát ra từ nội tâm, gã hắc hắc nở nụ cười, khuôn mặt mập mạp tràn ngập vẻ giảo hoạt. Trương Dương thấy gã cười, liền cảm thấy thằng nhãi này cười ẩn ác ý, chẳng biết lại nổi lên cái tính toán gì rồi, tôi nói anh có thể đừng cười như thế được không? Rất gạt người. Vương Chuẩn nói, chủ nhiệm Trương, Châu Đức Long đã đặc biệt viết ca khúc chủ đề cho tỉnh vận hội, đêm nay biểu diễn cho mọi người xem, thế nào? Trương Dương nói, tốt, trong lòng nói Vương Chuẩn sẽ không chỉ có chuyện này, lấy tính tình của thằng nhãi này khẳng định sẽ không nỗ lực không công. Quả nhiên, Vương Chuẩn tiếp tục lại nói, chủ nhiệm Trương, gần đây tên Ấn Độ kia lại tới tìm tôi. Trương Dương biết rõ còn cố nói, ai? Lạp Tư, hắn muốn đầu tư quay một bộ phim điện ảnh. Trương Dương nói, chuyện tốt, anh không phải vẫn muốn tìm đầu tư sao? Vương Chuẩn nói, vấn đề là hắn muốn tôi lăng xê bạn gái của hắn. Người nào? Trác Đình, Vương Chuẩn thở dài nói, cô gái kia lớn lên cũng coi như không tệ, có điều là khuyết thiếu linh khí, căn bản không diễn được thành diễn viên. Trương Dương nói, anh để ý làm cái gì, chỉ cần hắn khẳng khái xuất tiền, anh cứ quay đi. Vương Chuẩn nói, tôi lo lắng đối với người này, cảm thấy hắn quá dối trá. Trương Dương ha hả nở nụ cười, Vương Chuẩn lại có thể nói thế, nếu nói đến ai là kẻ dối trá thì thực sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Vương Chuẩn bị hắn cười đến có chút cảm thấy khó xử, thấp giọng nói, hắn ngày mai sẽ đặc biệt đi tới Nam Tích cùng ta thấy mặt, ta nghĩ ngươi ở đây. Trương Dương nói, anh có lầm hay không, tôi là cán bộ quốc gia, các anh nói chuyện buôn bán, tôi theo vào cùng làm cái gì? Vương Chuẩn nói, chúng ta làm bạn nhiều năm như thế. Vô luận như thế nào anh cũng đều phải giúp tôi việc này, hơn nữa, Lạp Tư là do anh giới thiệu cho tôi, anh hỗ trợ nói một hai câu cũng là nên làm. Trương Dương bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Vương Chuẩn nói, người này thật không tốt, hắn còn muốn tôi giúp bạn gái hắn tranh thủ một vai diễn tại trong phim tuyên truyền của các anh. Trương Dương nói, tốt, chỉ cần hắn khẳng khái xuất tiền, liền cho tiểu tình nhân của hắn một vai chính diện đặc tả. Chương 775, Quân tử hảo cầu 3. Sau khi nhảy liền hai điệu múa, Trương Dương cùng Quan Chỉ Tình trở lại bên sân nghỉ ngơi, Kiều Mộng Viện cũng đã đi tới, có chút bất đắc dĩ nói, Trương Dương, anh có thể nói hai người bọn họ thôi đi không, cứ luôn quấn quýt lấy Hứa Di như thế, Hứa Di cũng sắp không chịu nổi rồi. Trương Dương ha hả cười nói, người người đều có lòng thích Trương Diện, tôi nói phụ nữ các cô này, lúc thì ngại người theo đuổi là phiền, lúc không ai theo đuổi lại muốn người quấn quýt, các cô thấy có mâu thuẫn hay không a? Kiều Mộng Viện nói, theo đuổi con gái cũng phải xuất ra phong độ, không thể giống như con ruồi ong ong vây quanh như vậy chứ. Hai người nói tựa hồ đều có lý. Quan Chỉ Tình nở nụ cười. Trương Dương nói, các cô cho rằng Hứa Di phiền muộn, kỳ thực nàng chỉ là mặt ngoài phiền chán, trong lòng thì không biết vui mừng hưởng thụ bao nhiêu đó, cảm giác có người theo đuổi đó là thực sự bất đồng. Kiều Mộng Viện nhìn Hứa Di ở bên kia một chút cũng không nhịn được nở nụ cười. Quan Chỉ Tình nói, chúng tôi không ai theo đuổi chẳng phải là rất thảm sao?
Trương Dương nói, không phải không ai theo đuổi, mà là các cô quá ưu tú, không phù hợp với họ, đàn ông bình thường đều tự ti mặc cảm, ai còn dám chủ động trêu chọc các cô, ngoại trừ cái loại không sợ chết như tôi, có ai cam tâm tình nguyện phiêu lưu mạo hiểm đứng ở bên cạnh các cô chứ? Kiều Mộng Viện nói, anh phiêu lưu mạo hiểm cái gì? Trương Dương nói, hai người các cô là hai đóa tiên hoa được người toàn trường chú ý nhất, ai đứng ở bên cạnh các cô, trong lòng những người khác khẳng định sẽ nghĩ, hai đóa tiên hoa này làm sao lại cắm ở? Dì Châu? Quan Chỉ Tình nói, Cứt Châu. Trương Dương nói, tôi dám đánh cuộc, đêm nay chẳng biết có bao nhiêu người từ đáy lòng nguyền rửa cục Cứt Châu là tôi đâu. Quan Chỉ Tình cùng Kiều Mộng Viện đều nở nụ cười, Kiều Mộng Viện trách mắng, thật ác tâm, đừng nói nữa. Trương Đại Quan Nhân lấy Cứt Châu tự so sánh, có khối người muốn làm Cứt Châu, thế nhưng người có dũng khí thực sự làm Cứt Châu cũng không nhiều, Trương Dương là một người. Sau khi Châu Đức Long diễn xuất cũng thành một người đơn độc, gã đi tới trước mặt Quan Chỉ Tình mời Quan Chỉ Tình khiêu vũ. Phản ứng của Quan Chỉ Tình có chút ngoài dự đoán của Châu Đức Long, nàng thản nhiên nói, xin lỗi, tôi đã đáp ứng Trương Dương rồi. Châu Đức Long vẫn là tương đối tự tin đối với sức hấp dẫn của mình, không nghĩ tới tại chỗ nàng chọc phải một cái đinh không cứng không mềm, hắn cười cười, muốn tìm Kiều Mộng Viện nhưng Kiều Mộng Viện cũng đã chạy đến một bên nghỉ ngơi, Châu Đức Long ngượng ngùng lui trở lại. Có điều là người giống như gã đã định trước sẽ không tẻ ngắt, rất nhanh thì có vài cô gái trẻ tuổi vây quanh đi tới. Trương Dương cùng Quan Chỉ Tình đi xuống sân nhảy, có chút kỳ quái hỏi, vì sao cự tuyệt người ta? Quan Chỉ Tình nói, tôi không thích khiêu vũ cùng người xa lạ. Một lời giải thích rất đơn giản lại rất hợp lý. Tiệc rượu tổ chức cùng ngày phi thường thành công, buổi sáng ngày thứ hai Vương Chuẩn tập hợp đám đai sứ hình tượng tại các địa điểm hấp dẫn mang tính tiêu chí của Nam Tích quay phim tuyên truyền. Trong đó một cảnh là quay ở trước sân thể dục chính của trung tâm thể dục, những đại sứ hình tượng này đều đã quen đối mặt với ống kính nên tiến hành quay tương đối thuận lợi, gần một buổi sáng liền đã hoàn thành phần lớn quá trình quay chụp, cảnh của Châu Đức Long cùng Hứa Di đã quay xong toàn bộ, buổi chiều có thể nghỉ ngơi. Về phía Ngưu Gia Quân cùng Quan Chỉ Tình còn phải tiến hành một ít cảnh quay nữa. Trương Dương đồng hành trong toàn bộ hành trình quay buổi sáng, Vương Chuẩn tại sau khi quay xong, liền cùng Trương Dương đi tới Hồ Phượng Nhãn. Đi tới hồ nước là vì gặp mặt với Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm cùng bạn gái Trác Đình đã chờ tại nhà hàng Thủy Tạ, gã cũng không biết Vương Chuẩn sẽ gọi cả Trương Dương tới, cười đem bọn họ đón vào trong phòng. Trương Dương nói, Lạp Tư tiên sinh, sao tới Nam Tích lại không tìm tôi? Chu Vân Phàm ha hả cười nói, lần này tới một là vì đưa ngã Tây Ngói Á qua, hai là muốn gặp mặt đạo diễn Vương. Trương Dương biết ngã Tây Ngói Á được Chu Vân Phàm đưa đến bệnh viện Danh Thành tiến hành kiểm tra cùng trị liệu khôi phục, sau khi từ hắn trở về từ nước Mỹ cũng không gặp nàng, Trương Dương nói, tình huống thế nào? Chu Vân Phàm cười nói, bác sĩ Vu nói tình huống khôi phục tương đối tốt, hiện nay các bộ phận thân thể đã có chi giác, các đốt ngón tay cũng có thể hoạt động yếu, có điều là muốn khôi phục hành động như bình thường có thể còn cần một đoạn thời gian nữa. Trương Dương cười nói, để tôi tới thăm cô ấy đi. Chu Vân Phàm mang đồ ăn lên, đôi mắt quyến rũ của Trác Đình nhìn Trương Dương, nũng nịu nói, chủ nhiệm Trương, nghe nói các anh quay một bộ phim tuyên truyền tại Nam Tích, tôi cũng muốn giúp các anh một phần lực. Trương Đại Quan Nhân cũng không cho cô ta mặt mũi, hỏi ngược lại cô là người Nam Tích sao? Trác Đình bị hỏi ngẩn ra, không phải quay phim tuyên truyền cho tỉnh vận hội sao? Trương Dương nói, tỉnh vận hội sẽ ở tổ chức ở Nam Tích, đương nhiên phải hướng tới chủ đề của Nam Tích. Lần này đều đã quay xong, chờ lần tới có cơ hội đi. Trác Đình có chút mất hứng cong môi lên, ôm lấy cánh tay của Chu Vân Phàm, cố sức lắc lắc, cô ta là muốn Chu Vân Phàm nói giúp. Vương Chuẩn âm thầm buồn cười, Trương Dương thực sự là đủ mặt mũi, đổi thành mình thật sự không thể có ý tứ cự tuyệt. Chu Vân Phàm với vẻ mặt tươi cười nói, chủ nhiệm Trương, nếu là quay phim tuyên truyền cho tỉnh vận hội thì anh hãy cho Trác Đình một cơ hội đi, dù sao cô ấy cũng là người Bình Hải. Cũng muốn vì Bình Hải xuất ra một phần lực. Chu Vân Phàm là một lão dối trá, nói lên suy nghĩ rất chu đáo, làm cho người khác cũng không tiện cự tuyệt. Trương Dương cũng là tương đối hiểu rõ y, cười tủm tỉm nói, đạo diễn Vương, không phải chúng ta muốn quay khuôn mặt tươi cười của các ngành các nghề sao? Tôi thấy Trác Đình cười rất ngọt ngào, lưu cho cô ấy một chỗ đi. Vương Chuẩn nói, nếu chủ nhiệm Trương đã nói, tôi liền nghe theo. Chu Vân Phàm mừng rỡ bưng lên chén rượu nói, chủ nhiệm Trương, tôi biết anh là bạn chí cốt mà. Trương Dương nói, anh đừng vội, tổng đầu tư cho bộ phim tuyên truyền này là hơn 500 vạn đó, có lẽ anh muốn tham gia một phần chứ. Chu Vân Phàm thầm mắng, Trương Dương à Trương Dương,
đều nói thương nhân chúng ta sẽ tính toán buôn bán, người con mẹ nó lại còn có thể tính toán hơn cả ta. Trong lòng y khó chịu, lại vẫn là mặt tươi cười, chủ nhiệm Trương, anh cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp. Vương Chuẩn thiếu chút nữa cười ra tiếng, loại quan viên như Trương Dương thực sự là tài ba, cái gì hắn cũng đều có thể nói được lên trên bàn, hơn nữa nói còn có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy. Trương Dương chậm rãi buông chén rượu xuống, chậm rãi nói, 50 vạn đi, tôi đem cả tên của anh cho lên. Chu Vân Phàm nghe con số đó không khỏi đau lòng, vì Trác Đình ở trên đó lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ, liền muốn xuất ra 50 vạn, một bộ phim tuyên truyền mà nói đầu tư 500 vạn, hù ai chứ? Y đang nghĩ ngợi có nên có kè mặc cả hay không? Trương Dương nói, có người ra giá 200 vạn muốn tôi đem khuôn mặt tươi cười của hắn đặt ở vị trí thứ nhất, tôi chưa đáp ứng, nếu không phải tiểu thư Trác xinh đẹp như thế, cười đến mê người như thế, tôi để khuôn mặt ở vị trí thứ nhất cùng khuôn mặt cuối cùng. Tất cả đều đổi thành của cô ấy, chúng ta là bạn cũ, anh nên ủng hộ 80 vạn, tôi cũng dễ ăn nói với bên ngoài. Giỏi a, giá cả trong vài giây đã phình to biến thành 80 vạn rồi. Chu Vân Phàm không phải không xuất ra nổi số tiền này, y chủ yếu là không cam lòng bị Trương Dương giết mổ rõ ràng như thế. Chu Vân Phàm cười nói, 80 vạn à. Trương Dương hướng Trác Đình nói, tiểu thư Trác, cơ hội mặt mày rạng rỡ khó có được như thế không nhiều lắm đâu, ở quê hương. Tại trước mặt người thân bạn bè biểu diễn mình, tuyên truyền cho tỉnh vận hội, cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông đó. Trác Đình nghe vậy hai mắt rực sáng, lại lắc lắc cánh tay của Chu Vân Phàm. Trong lòng Chu Vân Phàm có chút bất đắc dĩ, 80 vạn thì 80 vạn, ngàn vàng khó mua được nụ cười, chỉ cần Trác Đình hài lòng, tốn chút tiền cũng đáng. Chu Vân Phàm luôn bỏ được đầu tư tại trên người phụ nữ, hơn nữ y cũng không thiếu chút tiền này, Chu Vân Phàm cũng không phải loại người tốn tiền ngu. Y còn có rất nhiều chỗ cần tới Trương Dương của địa phương, biết rõ là một cái bẫy, cũng phải nhảy xuống. Chu Vân Phàm cười nói, 80 vạn thì 80 vạn, thế nhưng nhất định phải bảo đảm Trác Đình đủ bắt mặt tại trong phim tuyên truyền. Trương Dương cười gật đầu, trong lòng lại lơ đỉnh, tối đa cũng chỉ là làm cho Trác Đình lộ ra một khuôn mặt nhỏ, căn cứ theo tư tưởng lúc đầu của bọn họ, ngoại trừ đại sứ hình tượng ra, sẽ áp dụng khuôn mặt tươi cười của mấy trăm người, tập trung lại không tới nửa phút chợt hiện quay nhanh. Cuối cùng tụ lại trở thành tiêu chí của tỉnh vận hội đang tiến hành, bình quân một giây đồng hồ đều quay mấy người, ai nhận ra được cô là ai? Trương Dương nói, chuyện này giao cho đạo diễn Vương. Chương 776, Quân tử hảo cầu 4. Vương Chuẩn biết thằng nhãi này tại ném qua người mình để trốn tránh trách nhiệm, cho dù sau đó Chu Vân Phàm trách tội, cũng sẽ đem khoản nợ đó tính toán trên đầu của mình. Nhưng gã cũng không thể lý luận ngay trước mặt cùng Trương Dương, chỉ có thể đành ngậm bồ hòn. Cười tủm tỉm không nói chuyện. Chu Vân Phàm nói, ngày hôm nay tôi mời đạo diễn Vương tới đây, là làm một bộ phim điện ảnh cho bạn giá của tôi. Vương Chuẩn nói, tôi đang muốn nói với anh chuyện này, trong đầu tôi có một kịch bản là điện ảnh tình yêu đô thị, lúc đầu muốn mời Lưu Đức Chính cùng Tịch Nhược Lâm làm diễn viên chính, trong đó có một vai rất thích hợp với tiểu thư Trác, Lạp Thư Tiên Sinh, tôi có mang kịch bản đến, mời anh xem trước. Chu Vân Phàm khoát tay áo nói, không cần xem. Phương diện này cũng không phải chuyên môn của tôi, nói chung tôi đầu tư chỉ có một nguyên tắc, đó chính là muốn lăng xê Trác Đình rực rỡ. Trác Đình bổ sung nói, tôi muốn diễn vai nữ diễn viên chính, trong phim này tôi cùng Lưu Đức Chính diễn làm người yêu sao. Đừng nói Vương Chuẩn nghe lời này muốn cười, ngay cả Trương Đại Quan Nhân cũng không nghe nổi, khốn kiếp thật, không phải có tiền là có thể đối phó tất cả, cô cũng không tự xem lại hình dạng của mình, vừa lên tới liền muốn diễn vai nữ diễn viên chính, có khả năng sao? Có điều là chuyện này hắn là người đứng xem, cũng không thích hợp phát biểu ý kiến. Vương Chuẩn nói, có thể rực rỡ hay không cũng không có quan hệ trực tiếp đến có phải là nữ diễn viên chính hay không, phải xem sức diễn của nhân vật có thể xuất màu hay không. Tiểu thư Trác, không bằng cô xem trước kịch bản, vai thi tình này là đặc biệt tạo ra cho cô. Gã đem cuốn vở đưa cho Trác Đình. Trác Đình căn bản là không có ý tiếp lấy, rất khí thế của nói, tôi nói cho anh biết, nếu như không phải nữ diễn viên chính. Tôi sẽ không nhận bộ phim này. Trong lòng Vương Chuẩn tức giận, cuồng ngạo con mẹ mày. Nếu như không phải bởi vì lão tử thiếu tiền, nếu như không phải mày ôm được một thằng bồ nhiều tiền, tao mẹ nó sao lại phải ở chỗ này nén giận nói tốt với mày chứ? Chơi trứng thối đi, nhưng gần đây kinh tế điện ảnh Hồng Kông đình trệ là một chuyện thực, Vương Chuẩn chỉ có thể nhẫn nại nói, bộ phim này là hai nữ chính. Chu Vân Phàm nói, đạo diễn Vương, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai. Tôi cũng hiểu chuyện phim điện ảnh một chút, nào có gì hai nữ chính.
Nói chung tóm lại muốn tôi đầu tư nhất định phải lấy Trác Đình làm diễn viên chính duy nhất, bằng không thì không bàn nữa. Trác Đình có chút hít đắc ý hướng Vương Chuẩn ngẩng đầu lên, không thì anh bảo Tịch Nhược Lâm đổi vai với tôi đi. Vương Chuẩn trong lòng nói con bé này một chút cũng không hiểu gì, tuy rằng Chu Vân Phàm muốn đầu tư bộ phim này, nhưng Vương Chuẩn cũng là đạo diễn nổi danh, quay phim chính là vì kiếm tiền, nếu như để cho Trác Đình làm nữ chính, sợ rằng cả một minh tinh lớn như Lưu Đức Chính, Tịch Nhược Lâm cũng đều không mời được. Bộ phim này còn chưa chắc thu đủ vốn gốc về, cho dù bồi tiền chính là Chu Vân Phàm nhưng danh tiếng mình vất vả lắm mới tích lũy được cũng phải bồi theo, Vương Chuẩn cũng không phải kẻ ngu si, việc vô dụng gã sẽ không làm, Vương Chuẩn nói, tôi phải suy nghĩ một chút. Trác Đình rất kiêu ngạo nói một câu, nhanh lên một chút, thời gian của chúng tôi rất quý giá, Trương Dương đối với cái này là không nói được một lời, áp dụng thái độ treo cao đối với việc không liên quan tới mình. Lúc ăn cơm chưa xong, Vương Chuẩn còn phải đi về quay phim tuyên truyền, Chu Vân Phàm xuất ra 80 vạn, Trương Dương đáp ứng cho Trác Đình hai chỗ trên màn ảnh, cho nên Trác Đình cũng vui mừng đi theo Vương Chuẩn. Trương Dương cùng Chu Vân Phàm cùng nhau đi tới biệt thự bên Hồ Phượng Nhãn đi thăm ngả Tây Ngói Á. Khi hai người đi dọc theo bờ đê hồ trở về, Chu Vân Phàm cười nói, chủ nhiệm Trương, anh chính là đùi độc, hai chỗ trên màn ảnh mà muốn của tôi 80 vạn. Trương Dương ha hả cười nói, tỉnh vận hội của tỉnh Bình Hải. Anh là một phần tử của Bình Hải, làm sao cũng nên hiến chút ái tâm, cứ như vậy, anh nhiệt tình hiến, lòng hư vinh của bạn gái anh cũng được thỏa mãn, lưỡng toàn tề mỹ, anh không nên oán giận tôi, phải là cảm tạ tôi mới đúng. Chu Vân Phàm cười nói, lòng hư vinh của cô ấy đích thật là quá mạnh mẽ, phụ nữ đại đô đều là động vật nông cạn. Trương Dương nghe ra trong lời nói của Chu Vân Phàm tựa hồ có phê bình kín đáo đối với Trác Đình. Trương Dương nói, nếu đã biết cô ta ham hư vinh còn muốn chế tạo hình tượng điện ảnh cho cô ta làm gì? Chu Vân Phàm nói, Vương Chuẩn gọi anh tới, có phải muốn anh khuyên tôi nhượng bộ hay không? Hắn thật sự cho tôi là tên ngốc nhiều tiền sao? Trương Dương nhìn vẻ tươi cười giảo hoạt của Chu Vân Phàm bỗng nhiên hiểu ra, Chu Vân Phàm mới vừa rồi kiên trì muốn cho Trác Đình làm nữ diễn viên chính duy nhất, nguyên nhân chân chính là đàm phán khoản đầu tư này, nhưng mà y lại muốn có thể ăn nói đối với Trác Đình. Cho nên cố ý diễn xuất ra màn kịch này cho Trác Đình xem. Chu Vân Phàm nói, gần đây kinh tế điện ảnh đình trệ, nếu như Vương Chuẩn có thể kéo tới đủ tài chính quay phim, hắn sẽ không tìm tôi, mặc dù tôi có tiền nhưng mà tôi cũng không thể đem tiền tùy tiện ném vào trong nước, Trác Đình có cái tài gì tôi cũng rõ ràng, cô ta có thể diễn hay. Lợn mẹ đều có thể leo cây, vì sao Vương Chuẩn không dám tiếp chiêu? Là bởi vì hắn nhìn ra nếu như để Trác Đình làm nữ diễn viên chính, vậy phim khẳng định phải lỗi. Dù tiền đầu tư là của tôi nhưng hắn cũng không dám tiếp, đó là bởi vì hắn sợ đem cả danh tiếng tích lũy nhiều năm bồi đi vào, ngay cả Vương Chuẩn cũng không xem trọng cô ta, tôi khờ sao? Không có việc gì lại đem ngàn vạn cho cô ta tiêu xài. Trương Dương nở nụ cười, Chu Vân Phàm thực sự là một con cáo giá không hơn không kém, y nghĩ chuyện gì cũng đều nghĩ được rất rõ ràng. Chu Vân Phàm nói, Trương Dương, chúng ta quen biết lâu như vậy, tuy rằng chúng ta không phải bạn bè cởi mở. Nhưng chúng ta cũng không phải địch nhân, chí ít chúng ta đối với Hồ Nhân đều rất không tồi. Chu Vân Phàm nhắc tới Hồ Nhân rõ ràng là muốn cùng Trương Dương kéo gần cảm tình. Trương Dương không nói tới hảo cảm đối với Chu Vân Phàm này, thế nhưng cũng chưa nói tới hảo cảm, chỉ từ chuyện Chu Vân Phàm đối đãi với Hồ Nhân là có thể thấy được người này chính là có lương tâm, cho nên cái này cũng là nguyên nhân Hồ Nhân coi Chu Vân Phàm như cha mà đối đãi. Chu Vân Phàm nói, mấy năm nay trong tay tôi đích xác tích lũy được không ít tiền. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, rốt cục tôi biết rõ ràng có chút tiền có thể cầm, mà có chút tiền là tuyệt đối không thể cầm, việc tôi bây giờ làm tuyệt đối đều là làm được. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, Lạp Tư tiên sinh, hình như anh không cần giải thích với tôi. Chu Vân Phàm nói, kiếm tiền không dễ dàng, cho nên tôi bây giờ đầu tư mỗi một lần đều rất cẩn thận, tôi là bị cô ta cuốn lấy không có cách nào, cho nên mới đáp ứng cô ta đầu tư điện ảnh. Tôi không phải kẻ ngu si, tiền dù nhiều nữa cũng không thể múc nước chơi đùa được. Trương Dương cười nói, đã như vậy, vì sao không nói rõ với cô ta? Chu Vân Phàm nói, nữ nhân đối mặt với tài phú của mình thì có thể làm được lý trí, nhưng khi đối mặt với tài phú của người khác, hắc hắc, chỉ có tới khi đem tài phú của người khác biến thành tài phú của mình thì các nàng mới có thể khôi phục lý trí. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện trên người của Chu Vân Phàm chính là không hề thiếu tinh tế. Người này có cái nhìn đối với chính mình hay đối với người khác đều rất thấu triệt. Chu Vân Phàm nói, tôi không dối gạt anh, tôi cho tới bây giờ cũng không phải là một người thích để tiền một chỗ, tôi thích đầu tư, thế nhưng nhất định phải tìm được phương hướng ổn thỏa,
tôi có cổ phần tổng công ty quảng cáo Nhân Như, mà sự thực chứng minh, các cô ấy có thể mang đến cho tôi hồi báo xa xỉ. Trong khoảng thời gian này bởi vì trợ giúp ngả Tây Ngói Á chữa bệnh cùng khôi phục, tôi tới Nam Thích nhiều hơn một chút, bỗng nhiên phát hiện hồ phượng nhãn này chính là rất không tồi, tôi sinh ra hứng thú rất lớn đối với chỗ này. Chu Vân Phàm dừng lại bước chân, y chỉ vào con đường bên hồ phượng nhãn thẳng đến vùng nước lớn, nhẹ giọng nói, hoàn cảnh ở đây không tồi, đáng tiếc còn thiếu khuyết quản lý hữu hiệu, tôi muốn nhận thầu ở đây, chế tạo một cái thủy nhai phong tình, chủ nhiệm Trương, tôi chính là rất nghiêm túc. Tôi biết anh rất quen thuộc với thành phố, nhất định có thể hỗ trợ giải quyết chuyện này. Trương Dương này mới hiểu được vì sao Chu Vân Phàm thoải mái xuất ra 80 vạn như vậy, cũng không phải đơn thuần chỉ muốn lăng xê Trác Đình đơn giản như vậy. Phía sau mỗi chuyện Chu Vân Phàm làm đều tràn ngập tính mục đích, có điều là điều này cũng không gì đáng trách, y là thương nhân trục lợi là của bản tính y. Chương 777, nhập vai cùng xuất vai 1. Trương Dương cũng không lập tức cho Chu Vân Phàm câu trả lời khẳng định thuyết phục, Chu Vân Phàm cũng rất kiên trì, y nhìn hồ phượng nhãn trước mắt, nhẹ giọng than thở nói, nếu như không phải ngẫu nhiên tới đến, tôi sẽ không sinh ra hứng thú với nơi này, hồ phượng nhãn có tài nguyên tốt, tuy rằng diện tích mặt hồ không lớn, nhưng thắng tại chỗ tươi mát lịch sự tao nhã, thủy nhai, đường bên hồ bây giờ là công trình của chính phủ, xây đã 5 năm mà vẫn khuyết thiếu sự quản lý hữu hiệu cùng quy hoạch thống nhất. Nhìn như náo nhiệt. Thế nhưng cả thủy nhai lại không có một nhà nào giống nơi tiêu dùng, nếu như tôi có thể tiếp nhận được khối địa phương này, tôi sẽ gia tăng đầu tư, tại trên mặt văn hóa cùng cách điệu, làm cho thủy nhai hồ phượng nhãn chế tạo trở thành một trong những nơi thưởng thức tiêu phí hiệu quả nhất Bình Hải. Trương Dương vẫn bảo lưu không nói gì với thái độ thưởng thức của Chu Vân Phàm, một thương nhân con buôn, tất cả lấy tiền tài làm trên hết, trông cậy vào y làm ra cái thưởng thức gì, hầu như là tìm ma ban ngày. Thế nhưng tình hình của hồ phượng nhãn hiện nay đích thật là có chút hỗn loạn, Chu Vân Phàm nguyện ý đầu tư ở đây dù sao cũng là chuyện tốt, Trương Dương gật đầu nói tôi đoán vấn đề chuyện này không lớn. Chu Vân Phàm nghe Trương Dương nói như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cười hiểu ý, Trương Dương nói vấn đề không lớn, liền chứng minh chuyện này tuyệt không vấn đề, y tin tưởng vào năng lực của Trương Dương. Từ sau khi về nước, Trương Dương còn chưa gặp qua ngả Tây Ngoã Á, khi đi tới đình viện trong biệt thự. Nhìn thấy ngả Tây Ngoã Á mặc trang phục màu đỏ của dân tộc Ấn Độ ngồi ở trên xe đẩy, đắm chìm trong ánh mặt trời giữa trưa, lẳng lặng ngắm hoa hồng trong đình viện. Cậu của nàng là Lạc Hố Mã đã ở Nam Tích, đang gọi điện thoại ở trên lầu 2, nhìn thấy Trương Dương cùng Chu Vân Phàm cùng nhau tiến đến, cười cười hướng bọn họ phất phất tay. Sau đó chỉ vào điện thoại, ý bảo mình còn chưa nói chuyện xong. Trương Dương cười cười, ánh mắt trở lại trên người của ngả Tây Ngoã Á quay đầu. Đôi mắt đẹp như lục bảo thạch bởi vì thấy Trương Dương mà lộ ra thần thái khác lạ. Nàng ngạc nhiên nói, anh đã đến rồi. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện ra một cái hiện tượng rất kỳ quái, khi ngả Tây Ngoã Á nhìn thấy mình rất ít khi dùng Trương tiên sinh, chủ nhiệm Trương thậm chí Trương đại ca để xưng hô, phương thức nói như vậy làm cho bọn họ cảm thấy giác được bọn họ rất quen thuộc, rất thân cận. Trương Dương nở nụ cười, có khỏe không? Ngả Tây Ngoã Á cố sức gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp. Giống như ngôi sao lóe ra, ngón tay thon dài tuyết trắng nỗ lực giật giật, nàng đang hướng Trương Dương biểu diễn thành quả khôi phục của mình. Trương Dương đi qua, ngồi xổm xuống, cầm lấy tay phải của nàng, dò xét mạch đập của nàng một chút, ngả Tây Ngoã Á cảm thấy một cổ khí lưu ấm áp lưu động tại bên trong thân thể của mình, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trương Dương, trong lòng ngả Tây Ngoã Á cũng tùy theo đó ấm áp lên. Người ở bên ngoài nhìn thì xem ra tốc độ khôi phục của ngả Tây Ngoã Á tương đối kinh người. Nhưng mà tại trong cái nhìn của Trương Dương, tốc độ khôi phục thân thể của ngả Tây Ngoã Á còn chậm hơn so với tổng dự đoán của hắn. Trương Dương nhiều lần suy nghĩ rồi cho ra một cái suy luận. Điều này rất khả năng có liên quan với việc ngả Tây Ngoã Á tu tập yoga từ thuở nhỏ. Yoga trì hoãn tốc độ trao đổi chất của cơ thể nàng. Sau khi nàng bị thương, kích phát tác dụng tự bảo vệ của thân thể, bây giờ tuy rằng được trị liệu hữu hiệu. Nhưng công pháp bảo hộ bản thân của nàng vẫn đang bị vây trong một loại trạng thái bảo hộ. Sinh ra phản ứng bài xích đối với trị liệu của bên ngoài, chính là thành cũng chết mà bại cũng chết, yoga vào lúc này ngược lại làm trì hoãn sự khôi phục của ngả Tây Ngoã Á. Trương Dương nói, gần đây thân thể có cái gì khác thường hay không? Ngả Tây Ngoã Á nói, gần đây khi dùng thuốc anh kê cho em, sau mỗi lần dùng tầm nửa giờ thì tiểu phúc sẽ đau đớn, sau đó mở rộng đến thân thể và tứ chi, hai ngày này đau đớn qua đi liền thấy cơ thể cứng ngắc, có lẽ là phản ứng bình thường của cơ thể trong quá trình khôi phục đi. Trương Dương lắc đầu. Ngả Tây Ngoã Á thấy biểu tình ngưng trọng của Trương Dương, trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng quá khát vọng khôi phục khỏe mạnh,
quá khát vọng đi lại bình thường, trong quá khứ nàng đã một lần tuyệt vọng, chính là Trương Dương làm tỉnh lại hy vọng trong lòng nàng, tứ chi có cảm giác từ từ khôi phục, làm cho lòng tin của nàng từng chút một nổi lên, nhưng chính là vì nguyên nhân như vậy, nàng càng phát ra nỗi sợ hãi thất bại, nếu như lần này là lần thứ hai thất bại, nàng sẽ đánh mất dũng khí sống sót. Ngả Tây Ngoã Á run giọng nói, có phải? Em? Trương Dương cười nói, đừng sợ, anh đã tra được nguyên nhân rồi. Lạp Khố Mã đi tới bên cạnh Trương Dương, tình huống khôi phục của Ngả Tây Ngoã Á làm cho hắn cực kỳ vui mừng, hắn mở miệng biểu đạt lòng biết ơn đối với Trương Dương. Trương Dương nói, khôi phục là một quá trình dài, có khả năng còn phải chờ mấy tháng, có thể còn phải chờ vài năm, có điều là tôi có thể xác định chính là Ngả Tây Ngoã Á nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh. Lần này hắn dùng từ rõ ràng trở nên cẩn thận hơn, bởi vì Trương Dương cũng không biết loại công pháp yoga kia, cho nên hắn chẳng biết trong quá trình khôi phục kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trong đôi mắt đẹp màu lục của Ngả Tây Ngoã Á hiện lên một tầng che giấu không thể phát hiện. Trương Dương nói, nếu như không ngại, tôi muốn cùng Ngả Tây Ngoã Á cùng đi tới bên hồ một chút. Lạp Khố Mã cười gật đầu. Trương Dương thúc xe đẩy Ngả Tây Ngoã Á rời khỏi cửa, đi tới hướng hồ Phượng Nhãn. Vẻ mặt của Ngả Tây Ngoã Á rất khẩn trương, nàng nhỏ giọng phỏng đoán nói, có phải anh có gì muốn nói với em hay không? Trương Dương nhìn ra được sự căng thẳng của nàng, cười vỗ vỗ đầu vai của nàng nói, sở dĩ anh mang em đi ra, là muốn hỏi riêng em một việc, em đã từng nói cho anh biết là từ nhỏ đã tu luyện yoga, có thể đem chuyện em tu luyện kể lại cho anh biết không? Ngả Tây Ngoã Á nói, em là từ chỗ ông nội học được yoga, đó là lúc 5 tuổi, sau khi học tập 3 năm, ông mang em đi tới Lôi Ân Cổ Tự đi tham Phật, nhân duyên vừa khớp kết bạn với Đại sư Phật học Ma Kha Đa, ông ấy đưa cho em một quyển kinh Phật, ở phía sau của kinh Phật có ghi chép một loại thuật yoga từ xưa, lúc đó em cũng không có lưu ý, tới năm thứ 2, ông nội em vào chùa tu hành, em khóc cùng ông ấy đi tới Lôi Ân Cổ Tự, lại gặp được Đại sư Ma Kha Đa, ông ấy một bên an ủi em, một bên nói cho em biết cần nghiên cứu học tập kinh Phật cho tốt. Trong lòng có Phật tự nhiên sẽ không sợ cô đơn. Nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt đẹp của Ngả Tây Ngoã Á hơi có chút đỏ lên, cái mũi khả ái của nàng co lại thở ra, tiếp tục nói, từ đó về sau ông nội hoàn toàn rời khỏi em. Mỗi khi nhớ tới ông, em liền lật xem bản kinh Phật kia, nhưng mà Đại sư Ma Kha Đa lừa em, tuy rằng xem đã hiểu kinh Phật, em vẫn không cách nào buông bỏ nỗi nhớ đối với ông nội, em bắt đầu dựa theo cổ pháp trên sách tu luyện yoga. Lúc bắt đầu tiến triển rất chậm, nhưng tới sau này em từ từ có thể bài trừ tạp niệm tiến vào trong trạng thái vong ngã. Chỉ tại lúc tu luyện, em có thể quên đi nỗi nhớ đối với ông nội, đến sau đó thì cha mẹ em cũng rời khỏi em vẫn dùng phương pháp đó để quên đi yêu thương. Em biết, mình hẳn được tính là một cao thủ yoga. Ngả Tây Ngoã Á có chút tự giễu cười nói. Trương Dương nói, Ngả Tây Ngoã Á, tốc độ khôi phục của em còn chậm hơn so với trong tưởng tượng của anh. Ngả Tây Ngoã Á nói, em đã rất ngạc nhiên, rất hài lòng, tại trước khi gặp được anh, cơ thể của em không hề cảm nhận hay biết gì, mà mấy tháng, tứ chi quanh thân em đã dần dần khôi phục chi giác, tay của em cũng có thể hơi hoạt động, lần đầu tiên em sinh ra hy vọng đối với việc khôi phục. Trương Dương nói, còn chưa đủ, dựa theo kinh nghiệm của tôi, hai tay của em bây giờ hẳn là có thể khôi phục hoạt động tự do rồi. Ngả Tây Ngoã Á nhẹ giọng nói, có lẽ là em chậm hơn so với người khác một chút. Trị liệu cũng tùy người mà khác nhau. Trương Dương lắc đầu nói, anh phỏng chừng có liên quan tới việc em tu luyện yoga, nhớ lại trước đây khi anh mới trị liệu cho em, anh phát hiện ra thân thể của em bị liệt lâu như vậy nhưng lại không xuất hiện héo rút như người bình thường, vẫn khỏe mạnh như cũ, vẫn duy trì co giãn như cũ. Ngả Tây Ngoã Á gật đầu nói, hẳn là có liên quan với việc em tu luyện yoga, thuật yoga chỉ hoãn tốc độ trao đổi chất của thân thể em, cũng chỉ hoãn tốc độ héo rút của cơ thể em. Trương Dương nói, cũng đồng dạng trì hoãn tốc độ khôi phục của em, thuật yoga của em đã tương đương tinh thâm, biểu hiện ra chống cự cùng bài xích với trị liệu của anh, đây chỉ là một loại phản ứng bản năng bảo hộ thân thể của em, thế nhưng cũng không có lợi cho sự phục hồi của em. Chương 778, nhập vai cùng xuất vai 2. Ngả Tây Ngoã Á có chút rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói, nhưng mà từ sau khi em bị thụ cũng không có tu luyện qua yoga. Trương Dương nói, từ nhỏ em đã bắt đầu luyện tập yoga, rất nhiều thứ đã dung nhập vào trong thể nội của em, khi em bị thương, thuật yoga sẽ bảo vệ một bộ phận thân thể em, trì hoãn héo rút, tuy rằng em không sử dụng thuật yoga, thế nhưng thân thể của em sẽ không tự chủ được tự phát sinh phản ứng bản năng. Ngả Tây Ngoã Á cắn cắn môi anh đào nói, em nên làm cái gì bây giờ? Trương Dương nói, muốn giải quyết vấn đề này,
anh nhất định phải hiểu rõ thuật yoga của em. Võ học Trung Hoa cùng võ học Ấn Độ là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, anh không dám tùy tiện tiến hành trị liệu. Ngả Tây Ngoa Á nói, anh muốn giải thuật yoga em tu luyện. Trương Dương cuống quýt giải thích nói, anh không có ý coi lén. Trương Dương biết các phái võ lâm Trung Quốc rất nghiêm mật đối với võ công bản môn, tuyệt không dễ dàng hướng ra phía người ngoài tiết lộ điều quan trọng trong đó, không biết Ấn Độ có phải như vậy hay không. Ngả Tây Ngoa Á cười nói, đừng nói là thuật yoga. Anh bảo em làm chuyện gì em cũng sẽ không cự tuyệt. Trương đại quan nhân nao nao, những lời này của Ngả Tây Ngoa Á làm cho hắn có chút hiểu lầm. Ngả Tây Ngoa Á từ vẻ mặt của Trương Dương liền ý thức được điểm này, khuôn mặt bất giác có chút đỏ lên nói, em là nói nếu em có thể làm được, trở lại em sẽ đem bản kinh Phật kia đưa cho anh. Trương Dương cười khổ nói, cho dù em đưa cho anh cũng xem không hiểu, tới Ấn Độ anh chính là một kẻ mù chữ. Trương đại quan nhân bỗng nhiên cảm thấy sự quan trọng của việc thống nhất ngôn ngữ giữa các quốc gia, rõ ràng đều là nhân loại, có nhiều loại ngôn ngữ như vậy để làm gì, giao lưu nhiều lên sẽ không tiện, có điều là phải nói ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới phải kể tới ngôn ngữ tứ chi, trương đại quan nhân nghĩ nghĩ liền nghĩ tới trên tà đạo. Ngả Tây Ngoa Á nói, trên cuốn kinh Phật có tranh vẽ, khi có được phương pháp tu niệm, em đọc cho anh nghe. Trương Dương nói, anh phải hiểu được cách giải phương thức tu luyện thuật yoga. Mới có thể từ đó tìm ra phương pháp giải quyết việc đối kháng trị liệu trong cơ thể em. Thời gian của các vị đại sứ hình tượng đều rất quý giá, hiệu suất của bọn họ cũng tương đối cao, trong vòng một ngày đã quay xong toàn bộ các cảnh trong phim tuyên truyền, sau khi Châu Đức Long cùng Hứa Di quay xong ngay tức khắc liền rời khỏi Nam Thích, bọn họ còn có các chuyện khác, tuy rằng phía Nam Thích đã an bài việc du lãm, nhưng là bọn họ căn bản không có thời gian. Quan Chỉ Tình là một trong những người kết thúc quay muộn nhất. Nàng tại bên trong sân vận động mới khánh thành quay vài động tác trượt băng nghệ thuật, tuy rằng thiết bị của trung tâm thể dục Nam Thích là hạng nhất, nhưng là bọn hắn không có sân thi đấu thể thao trên băng, Quan Chỉ Tình chỉ có thể dùng giày trượt patin làm ra mấy cái động tác đơn giản, cũng may là quay phim tuyên truyền, không phải phát sóng trực tiếp từ hiện trường, yêu cầu tự nhiên không nghiêm ngặt như thế, trải qua các loại chế tác cắt nối biên tập phía sau. Đã không còn nhìn cái lỗi gì. Lúc Trương Dương tới, liền nhìn thấy Quan Chỉ Tình hoàn thành một động tác xoay người trên không trung, cũng không kìm được vỗ tay vì biểu hiện đặc sắc của nàng. Vương Chuẩn thấy hắn tới, vội vã hướng hắn ngoắc ngoắc, Trương Dương đi tới bên cạnh Vương Chuẩn, đạo diễn Vương, có cái gì cần phân phó? Vương Chuẩn nhìn chằm chằm vào camera đang quay lại động tác vừa quay, Quan Chỉ Tình cũng phủ thêm cái áo ba đờ suy đi tới cạnh bọn họ, Trương Dương đưa cho nàng một chai nước khoáng, Quan Chỉ Tình uống một ngụm, thì nghe được Vương Chuẩn nói, cô Quan, có thể làm ra động tác nâng người kinh điển của cô hay không? Dù sao đi giày trượt patin cũng ảnh hưởng tới hiệu quả, Vương Chuẩn còn có chút không hài lòng đối với đoạn quay hiện nay. Quan Chỉ Tình nhíu nhíu mày đầu nói, đó là động tác của hai người, anh bảo một mình tôi làm là sao? Vương Chuẩn nói, chỉ là làm ra hình dạng rồi tôi đem màn ảnh chia cắt đi một chút thôi, chỉ cần làm ra động tác nâng người là được. Quan Chỉ Tình nói, anh thật đúng là được voi đòi hai bà trương mặt cười, đi chỗ nào tìm vận động viên trượt băng chứ? Ánh mắt của Vương Chuẩn hướng qua Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, có lẽ ngài phải đích thân lên rồi. Trương Dương cuống quýt xua tay nói, tôi không biết, tôi không được. Vương Chuẩn nói, anh nhảy tốt như vậy, khí lực lớn như vậy, tuyệt đối là không thành vấn đề, chỉ cần làm động tác nâng người, anh căn bản không cần cử động, camera của chúng tôi sẽ quay dọc di động theo một quỹ đạo. Cái động tác nào cũng đều có, gã rất có chút ý niệm không trâu bắt chó đi cày trong đầu. Trương Dương còn muốn ngăn lại, Quan Chỉ Tình nói, được rồi, đừng chối nữa, tối nay tôi còn phải chuyển máy bay đi Moscow, Trương Dương, để tôi dạy cho anh. Trương đại quan nhân có chút nhức đầu, mình cũng không muốn xuất ra danh tiếng gì, hắn ho khan một tiếng nói, tôi mặc như này được sao? Vương Chuẩn nói, có trang phục diễn xuất, thể hình anh tốt như vậy, chỉ cần cởi áo ra. Tôi tuyệt đối sẽ quay anh đến hoàn mỹ. Lông tóc Trương đại quan nhân dựng thẳng đứng lên, khốn kiếp, thói nghiện phim cấp 3 của tên đạo diễn này lại tái phát, gã muốn quay mình lỏa thân sao? Trương Dương nói, không thích hợp thì phải. Vương Chuẩn nói, sợ cái gì, cũng không quay khuôn mặt của anh, nếu có hiệu quả thì dùng, không tốt thì chúng tôi xóa đi thôi. Anh là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, phải làm gương tốt. Nói đến loại tình trạng này, Trương đại quan nhân chỉ có thể kiên trì đi lên. Động tác này cũng không phức tạp, chỉ cần giữ tay cho Quan Chỉ Tình nâng người lên là được, Trương đại quan nhân thay đổi một cái quần múa diễn viên, thật chặt, sát. Mỗi bộ phận của thân thể đều bị kéo căng quá chặt chẽ, đột nổi lên một khối to,
Trương đại quan nhân nhìn cái gương một chút liền có chút muốn rút lui có trật tự, lúc đầu muốn mặc áo lên thì Vương Chuẩn chết sống kiên trì bắt hắn nửa thân trần ra trận, lời nói của gã phấn khởi ầm ầm, thân thể khỏe đẹp như thế mà không biểu diễn thật sự là quá đáng tiếc. Vương Chuẩn nói, anh ra đứng trước màn ảnh trước như vậy, anh chính là tượng trưng cho sức mạnh cùng cái đẹp. Trương đại quan nhân có chút chột dạ nói, không quay khuôn mặt đó. Vương Chuẩn nói không quay sẽ không quay, anh cứ tự mình xem lại, nếu như có mặt anh liền xóa đi. Trương đại quan nhân nghe lời này thế nào cũng không thích hợp, Vương mập mạp khốn kiếp, nếu như ngươi dám chơi ta, ta sẽ lột hết đồ của ngươi rồi triển lãm trên đường cái. Vì vậy Trương đại quan nhân đi tới chỗ trung tâm của sân, nhân viên công tác kéo tới một cái xe đẩy nhỏ, để cho Trương Dương đứng ở phía trên, băng công chúa quan chỉ tình thấy bộ dạng của Trương Dương, mặt có chút ửng đỏ. Phải thừa nhận là hình thể của thằng nhãi này thật đúng là luyện tập không tồi, còn hơn cả đám vận động viên chuyên nghiệp kiêu ngạo kia nhiều. Vương Chuẩn nói, anh giữ cho quan tiểu thư nâng người lên, nhân viên công tác sẽ ở phía dưới di chuyển xe đẩy, đồng thời chúng ta tiến hành quay chụp. Chủ nhiệm Trương, anh tưởng tượng một chút, hai người là một đôi tình nhân thân mật, hai người bây giờ không phải đứng ở trong sân vận động, hai người là đang đứng ở băng thiên tuyết địa của miền Bắc Trung Quốc, tuyết bay tán loạn, tuyết trắng xóa trời. Toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có anh cùng cô ấy, hai người đang yêu nhau, tâm hồn hai người theo mộng tưởng tung bay. Phải nói là Vương mập mạp tại trên mặt đạo diễn cũng rất chuyên nghiệp. Có điều là trong cái nhìn của Trương đại quan nhân, thằng nhãi này giống như là một gã dẫn mối hơn. Quan chỉ tình rất dễ tiến vào trạng thái, nhưng Trương đại quan nhân rõ ràng kém hơn rất nhiều, bên này nâng quan chỉ tình lên, lấy thể lực của hắn thì dù nâng cả người mềm mại của quan chỉ tình lên cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng khi nắm được cái đùi đẹp dài trắng nõn của quan chỉ tình, một tay bắt lấy hông nâng nàng lên thì cảnh xuân dưới cái vảy ngắn hiện ra, tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng Trương đại quan nhân là một người có rất nhiều sức tưởng tượng, nhất thời quên sạch các thứ Vương Chuẩn dẫn dắt hắn vào. Trong đầu trong nháy mắt bị một chút cảnh tượng xuân ý giạt rào lập tức thay thế. Vương Chuẩn tức giận đến quát to, một khi tiến vào trạng thái đạo diễn, Vương mập mạp rõ ràng chính là một con gà mái già, mở to hai mắt ra nhìn Trương Dương nói. Chủ nhiệm Trương, anh có biết phải làm cái gì không? Tôi bảo anh là đóng vai thâm tình, không phải bảo anh đóng vai tình dục. Anh nhìn lại bộ dạng của anh bây giờ xem, căn bản là một tên cuồng tình dục phải không? Mặt Trương đại quan nhân đỏ bừng, Vương mập mạp khốn kiếp, người có biết đang nói ai hay không? Chương 779, nhập vai cùng xuất vai 3. Vương Chuẩn nói xong cũng ý thức được mình không phân rõ đối tượng, có chút nghĩ mà sợ, một bên cười một bên giải thích nói. Bệnh nghề nghiệp thôi, chủ nhiệm Trương chớ trách, tôi một khi tiến vào trạng thái quay chính là lục thân không nhận. Trương Dương nói, anh không phải nói không quay khuôn mặt tôi sao? Tôi có vẻ mặt gì, anh quản được chứ sao? Bị thương tự tôn, không chụp, Trương đại quan nhân nháo lên bãi công. Vương Chuẩn khuyên can mãi mới mời được hắn trở lại, quan chỉ tình ngược lại không nói cái gì, chỉ là bởi vì lời nói của Vương Chuẩn mà khuôn mặt có vẻ càng đỏ hơn. Vì vậy Trương đại quan nhân cùng quan chỉ tình một lần nữa vào chỗ, Vương Chuẩn nói, chúng ta tranh thủ một lần ok luôn, chủ nhiệm Trương, anh có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, người anh nâng lên không phải là cô quan, mà là vợ của anh, là người anh cực kỳ yêu thương, vì nàng, anh nguyện ý nỗ lực tất cả, thậm chí có thể hy sinh tính mạng của mình, ở nơi băng thiên tuyết địa chứng kiến tình yêu thuần khiết của hai người, anh nâng cô ấy lên, hai người giống như một đôi uyên ương bay lượn trong màn tuyết. Trương đại quan nhân nhắm hai mắt lại, nâng lên thân thể mềm mại của quan chỉ tình, trong đầu của hắn tiến vào một khoảng không minh, giống như tự đặt mình trong băng nguyên tuyết trắng xóa, hắn nâng quan chỉ tình lên, dùng thân thể của mình bảo vệ xung quanh. Khuôn mặt quan chỉ tình lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp, đôi mắt lóe ra quang mang khác lạ. Thẳng đến khi Vương Chuẩn lớn tiếng kêu lên, ok, mới làm cho hai người đang chìm đắm tại trong ảo tưởng tỉnh lại, Trương Dương buông quan chỉ tình ra. Lại không cẩn thận chạm vào chỗ đó của nàng, Trương đại quan nhân có chút xấu hổ, thấy khuôn mặt quan chỉ tình tràn đầy vẻ ngượng ngùng, chuyện này cũng không tiện giải thích, mình cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp, động tác sao chính xác được. Muốn trách chỉ có thể trách tên Vương mập mạp kia, ngàn vạn lần không nghĩ lại nghĩ ra loại chủ ý thối này. Trương Dương đến phòng nghỉ thay đổi quần áo xong, trở lại chỗ cũ xem phát lại thì quan chỉ tình chưa kịp thay quần áo, khoác áo ba đợt suy đứng ở bên cạnh xem. Hai người đều không nghĩ tới hiệu quả quay lại có thể hoàn mỹ như thế, Vương Chuẩn có chút ít đắc ý nói, chờ sau khi tôi chế tác hoàn thành, một đoạn này tuyệt đối gây chấn động. Trương Dương nói, không quay tôi khuôn mặt sao? Vương Chuẩn nói, anh muốn thì tôi liền lưu lại,
không thì tôi xóa. Trương đại quan nhân cả giận nói, tôi đương nhiên muốn. Anh không phải nói lời vô ích sao? Nói xong mới hiểu được bộ dạng kia của Vương Chuẩn. Mọi người xung quanh cùng nhau nở nụ cười, ngay cả quan chỉ tình cũng không kìm được lộ ra nụ cười. Vương Chuẩn nói, chủ nhiệm Trương, thực sự đừng nên xóa, quá hoàn mỹ mà. Quay xong cảnh này, quan chỉ tình lập tức lên đường đi tới sân bay, nàng muốn bay tới Kinh Thành sau đó chuyển máy bay đi tới Moscow, tham gia tranh giải trượt băng nghệ thuật tổ chức ở đó. Trên đường Trương Dương tiễn nàng đi tới sân bay, hai người cũng không nói nhiều lời, sau khi quay xong đoạn phim kia, trong lòng hai người đều có chút cảm giác là lạ, vẫn là Trương Dương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cười nói, quá khứ tôi từng nghe người ta nói, khi diễn viên bọn họ quay, bởi vì nhập vai, nam nữ diễn viên thường thường sẽ yêu đối phương, ha ha, ta nghĩ vừa rồi tôi thật sự là có chút nhập vai, đến bây giờ còn chưa thoát ra từ trong vai diễn. Quan chỉ tình cười cười, nhẹ giọng nói, tôi cũng như vậy. Trương Dương vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, hai người từ trong ánh mắt của đối phương tựa hồ thấy được một chút gì đó, quan chỉ tình cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, có liên lạc với Yên Nhiên hay không? Trương Dương cũng không có gạt nàng, gật đầu nói, đã nói qua điện thoại, chỉ nhật tôi tới Tĩnh An, cô ấy đáp ứng ở đó chờ tôi, cùng tôi nói chuyện rõ ràng. Nghe được tin tức này, ở sâu trong lòng quan chỉ tình lại có thể có một loại cảm giác mất mát, nàng rất nhanh liền ý thức được đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Ép mình thoát ra từ trong bầu không khí khiêu vũ vừa rồi, nói. Hai người sớm nên như vậy, nếu đã yêu nhau, phải tích cực mà đối diện, trong lòng của Yên Nhiên Thủy Chung chỉ có một mình anh, Trương Dương, nhất định phải biết quý trọng. Trương Dương trịnh trọng gật đầu, chờ sau khi tỉnh vận hội khai mạc, còn muốn phiền phức cô qua hỗ trợ tuyên truyền. Quan chỉ tình cười nói, bạn bè của tôi rất ít, bây giờ anh đã tính là một trong số đó, giữa bạn bè không cần phải nói lời khách khí. Trương Dương cười nói, lần này quá vội vàng, cũng không chiêu đãi cô được tốt, để lần sau cô tới, tôi nhất định rút ra thời gian chiêu đãi cô một phen thật tốt tại Nam Tích. Quan chỉ tình mỉm cười nói, tôi mong muốn lần sau Yên Nhiên sẽ cùng anh cùng nhau tới đón chiêu đãi tôi. Trương Dương nói, hy vọng là có thể. Nói ra những lời này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra khả năng quay về của mình đối với cùng sở Yên Nhiên cũng không ôm hy vọng quá lớn, thời gian cùng khoảng cách đã làm cho giữa bọn họ trở nên có chút xa lạ. Mà sau khi Cố Giai Đồng rời đi, làm cho từ sâu trong đáy lòng của Trương Dương xuất hiện một vết nứt không bao giờ lành lại. Hắn khát vọng tình cảm, nhưng mà hắn sợ hứa hẹn thằng này giống mình mặt cười, nếu như Yên Nhiên vẫn là mong một cái hứa hẹn vĩnh cửu, thời gian tới bọn họ sẽ là thế nào đây? Châu Đức Long hấp dẫn chính là một số thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, tuy rằng danh tiếng bạo tăng, nhưng lại chỉ là lớp sóng mặt ngoài. Sự xuất hiện của băng công chúa Quan Chỉ Tình cùng Ngưu Gia Quân mới thực sự là một quả bom nổ dưới nước trong sách lược của Nam Tích. Bọn họ hấp dẫn đến sự chú ý của vô số thương gia cùng xí nghiệp. Quản đốc nhà máy thuốc lá Nam Tích Liêu Vĩ Trung nhiều lần nỗ lực mới mời được Ngưu Gia Quân đến đây dự tiệc. Trong đó chính là ảnh hưởng của Trương Dương, Ngưu Tuấn Sinh đối với việc nhà máy thuốc lá mời khách vẫn là tương đối chống cự. Gã hướng Trương Dương nói, Trương Lão Đệ, không phải tôi không cho cậu mặt mũi, nhưng chúng ta phải nói trước lời cảnh cáo. Chúng ta là người là công tác thể dục, là người dẫn đường cho toàn dân khỏe mạnh, tôi không thể làm quảng cáo cho hãng thuốc lá, dù cho bao nhiêu tiền cũng đều không thể làm. Trương Dương cười nói, bảo anh đi ăn chứ không bảo anh đi làm quảng cáo, Liêu Vĩ Trung là người sùng bái anh, người ta muốn xin anh ký tên, đâu có xin tôi, để hướng về bữa tiệc đêm nay, người ta bao hết toàn bộ chi phí của phim tuyên truyền đó. Ngưu Tuấn Sinh cười khổ lắc đầu, cậu đó, bây giờ trong mắt toàn tiền à? Trương Dương lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho gã, tuy rằng Ngưu Tuấn Sinh không tiếp nhận quảng cáo thuốc lá, nhưng lại cũng rất nghiện thuốc lá, cầm lấy điếu thuốc lá rít một hơi, khen thuốc ngon à, hiệu gì thế? Trương Dương đem bao thuốc đưa cho gã, Ngưu Tuấn Sinh nhìn một chút, nhất phẩm Cẩm Loan, chính là do nhà máy thuốc lá Nam Tích sản xuất. Ngưu Tuấn Sinh lại rít một hơi, không tồi, thật không tồi. Trương Dương cười nói, Ngưu ca, tôi hiểu ý của anh. Quay lại bảo bọn họ chuẩn bị hai hòm cho anh mang đi. Ngưu Tuấn Sinh ha hả nở nụ cười, chỉ vào Trương Dương nói, tật xấu trên quan trường các cậu đừng dùng trên người tôi muốn hút thì không tự mình mua được sao? Trương Dương nói, anh nên xem rõ ràng, đó là cung cấp đặc biệt cho nội bộ, có tiền chưa chắc đã mua được. Ngưu Tuấn Sinh cũng không cùng hắn khách khí, cung cấp nội bộ sao, vậy chuẩn bị vài bao cho tôi nếm thử đi. Khi đang nói chuyện ô tô đã đi tới trước khách sạn Cẩm Loan, khách sạn Cẩm Loan là tài sản của hãng thuốc lá, bởi vì hãng thuốc lá tài đại khí thô,
nên tuy khách sạn này không treo cấp sao gì, nhưng mà trình độ thiết bị cũng không kém cấp 5 sao. Lão Hà dừng xe lại, đoạn thời gian gần đây Chu Sơn Hổ đều đi theo trên xe hắn, kỳ thực Chu Sơn Hổ lái xe đã rất không tồi rồi, chỉ có điều còn chưa có cầm bằng lái, nên trước tiên cứ theo trên xe Lão Hà. Trương Dương cùng Ngưu Tuấn Sinh và đám đệ tử của hắn xuống xe. Quản đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy thuốc lá Liêu Vĩ Trung đã dẫn đầu đám lãnh đạo nhà máy nghênh đón tại trước cửa, Trương Dương dẫn đầu đi qua, cùng Liêu Vĩ Trung nắm tay, cười nói quản đốc Liêu, ngài còn tự mình đi ra nghênh đón, quá long trọng rồi. Liêu Vĩ Trung cười nói, huấn luyện viên Ngưu là thần tượng của tôi nhất định phải tự mình đón chào, như thế mới đủ tôn kính. Y đi tới trước mắt Ngưu Tuấn Sinh nhiệt tình cùng hắn bắt tay. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, quản đốc Liêu quá khách khí rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, nào dám làm thần tượng của ngài. Chương 780, nhập vai cùng xuất vai 4. Liêu Vĩ Trung nói, tinh thần của Ngưu Gia Quân làm cho tôi cảm động, tôi bây giờ hiệu triệu mọi người trong phạm vi nhà máy học tập tinh thần phấn đấu ngoan cường của Ngưu Gia Quân, chính là dưới sự khích lệ tinh thần của các vị, nhà máy chúng tôi phát triển không ngừng. Trương Dương cười nói, chiếu theo lời ngài nói như vậy, nhà máy các ngài hẳn nên cho huấn luyện viên Ngưu một ít cổ phần công ty mới đúng. Liêu Vĩ Trung cười ha ha nói, tốt, tốt, y cung kính mời mọi người tiến vào khách sạn. Mặc dù Trương Dương đã công tác ở Nam Tích một thời gian, nhưng lại chưa từng đi tới khách sạn Cẩm Loan, ở đây lắp đặt thiết bị rất xa hoa, trần nhà thiết kế tinh mỹ, tại trong các khách sạn lớn của Nam Tích cũng không thấy nhiều. Sau khi ngồi xuống, người bán hàng bắt đầu rót rượu, Trương Dương nhìn tất cả rượu dùng trong bữa tiệc này đều là Mao Đài ủ hầm 30 năm, càng phát ra cảm giác nhà máy thuốc lá Yên Hán thật là giàu có. Trong lòng bắt đầu hoạt động, xem ra tiềm lực của Yên Hán rất lớn, chút tiền bán đấu giá bó đuốc này đối với bọn họ không tính là cái gì, làm đại hộ có nhiều lợi nhuận đóng góp thuế cho Nam Tích, lần tỉnh vận hội này sẽ còn phải nghĩ biện pháp để cho Yên Hán móc ra nhiều thêm mới tốt. Sau khi Liêu Vĩ Trung đi qua hoan nghênh, mọi người bắt đầu uống rượu, qua 3 tuần rượu, Liêu Vĩ Trung cười nói, quá khứ tôi đã từng xem qua Ngưu Gia Quân thi đấu, có điều là xem ở khán đài cự ly xa xem. Còn cùng với huấn luyện viên Ngưu ngồi ở một bàn ăn là lần đầu tiên. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, còn có thể có cơ hội, tỉnh vận hội sẽ mời dự họp, chúng ta còn có thể cổ động nhiều hơn. Liêu Vĩ Trung nâng chén nói, cảm tạ sự giúp đỡ của huấn luyện viên Ngưu đối với sự nghiệp thể thao Nam Tích chúng tôi ý, cảm tạ trợ giúp của Ngưu Gia Quân đối với thể thao Nam Tích chúng tôi. Trương Dương cười kháng nghị nói, tôi nói lão Liêu này, lời này hẳn là tôi nói mới đúng, anh đem lời tôi nói đều nói hết thì tôi nói gì đây? Mọi người cả bàn nở nụ cười, Liêu Vĩ Trung cười xin lỗi nói, xin lỗi, chủ nhiệm Trương, tôi vượt quyền rồi. Trương Dương nói, kỳ thực tôi còn thật muốn đem chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao giao ra đi, tôi thấy anh Liêu hợp nhất đó. Liêu Vĩ Trung cười nói, chủ nhiệm Trương, anh nói như vậy tôi thật ngại quá, tôi thật sự không phải có ý định vượt quyền. Trương Dương cười nói, Yên Hán các anh có tiền như thế, ủy ban thể dục thể thao chúng tôi vừa vặn thiếu tiền. Nếu như hai nhà chúng ta biến thành một nhà, vấn đề tài chính của tỉnh vận hội liền được giải quyết. Liêu Vĩ Trung sao có thể không biết Trương Dương có chủ ý gì, ha ha cười nói, Yên Hán chúng tôi là một thành viên của Nam Tích, tỉnh vận hội sẽ tổ chức ở Nam Tích, chúng tôi đương nhiên muốn góp một phần lực. Chủ nhiệm Trương, tôi cũng không gạt anh, chúng tôi đang ở chuẩn bị làm rào bao quanh khán đài quanh sân trung tâm thể dục mới các anh, đây coi như là trợ giúp đối với thể dục sự nghiệp của Nam Tích. Trương Dương cười nói, quảng cáo của chúng tôi cũng không rẻ đâu. Liêu Vĩ Trung nói, chỉ cần vật có giá trị, về mặt giá không có vấn đề. Y bưng lên chén rượu kính Ngưu Tuấn Sinh nói, huấn luyện viên Ngưu, ta có một ý nghĩ, chẳng biết ngài có hứng thú làm người phát ngôn cho Nahatep máy thuốc lá Yên Hán chúng tôi hay không? Trương Dương biết Liêu Vĩ Trung muốn tìm Ngưu Gia Quân làm quảng cáo, có điều là không nghĩ tới y lại nói tới nhanh như vậy. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, tôi bây giờ là người phát ngôn của tỉnh vận hội, tôi cùng Ủy ban Thể dục Thể thao có ước định, trong lúc làm đại sứ, không được tiếp thu bất luận quảng cáo đại sứ cho xí nghiệp nào của Nam Tích. Ngưu Tuấn Sinh cũng không phải nhân vật bình thường, trước khi tới đã nghĩ ra phương pháp đối phó được rồi, hắn đem tất cả nan đề đều giao cho Trương Dương. Kỳ thực ai cũng không vượt qua được tiền, Ngưu Tuấn Sinh biết Yên Hán khẳng định sẽ xuất ra một khoản thù lao xa xỉ, thế nhưng hắn vẫn phải bận tâm đến hình tượng. Làm quảng cáo cho thuốc lá, đây chính là chuyện có thể gây tổn hại tới hình tượng cá nhân, nhất là đối với một người làm công tác thể dục như hắn. Liêu Vĩ Trung nghe Ngưu Tuấn Sinh nói như vậy lập tức rõ ràng người ta uyển chuyển cự tuyệt, cũng không có tiếp tục nói nữa,
cười nói, tôi đây chỉ có nương theo gió đông của tỉnh vận hội, liều mạng làm quảng cáo. Trương Dương cười nói, bây giờ quốc gia đã có lệnh cấm quảng cáo thuốc lá. Liêu Vĩ Trung nói, cho nên bây giờ tất cả mọi người nên thay đổi phương thức, Yên Hán không gọi là Yên Hán nữa, cũng đổi tên tập đoàn, quảng cáo cũng không rõ ràng giống như trong quá khứ nữa, sẽ tài trợ hoạt động, sẽ là đánh danh bài với tên gọi Yên Tiêu, nói ngắn lại, đó là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trương Dương cười nói, cho nên các anh đã nghĩ ra một nhất phẩm Cẩm Loan. Liêu Vĩ Trung cười châm thuốc cho Ngưu Tuấn Sinh, chính y cũng châm một điếu thuốc lá nói, huấn luyện viên Ngưu, ngài đánh giá một chút, sản phẩm của chúng tôi như thế nào. Ngưu Tuấn Sinh nói, tốt, thực sự ngon. Liêu Vĩ Trung nói, có những lời này của huấn luyện viên Ngưu, tôi từ đáy lòng liền kiên định, sau này ngài bình thường hút thuốc, Yên Hán chúng tôi sẽ bao toàn bộ. Trong lòng Trương Dương nói, tốt ha, lúc đầu dự định giúp Ngưu Tuấn Sinh muốn hai hòm, mình còn chưa mở miệng. Liêu Vĩ Trung đã đảm nhiệm định việc xuống tới, nói như thế nào đây? Tài đại khí thô, vẫn là tài đại khí thô, giàu có. Ngưu Tuấn Sinh thấy người ta hùng hồn khách khí như vậy, lúc này đã có chút ngại ngùng, hắn cười nói, phô công không thụ lộc, anh Liêu nghìn vạn lần đừng có khách khí như vậy, đại lễ như vậy tôi cũng không dám nhận, tôi cầm hai điếu làm kỷ niệm là được rồi, cũng giúp anh Liêu đẩy mạnh tiêu thụ tới đám bạn của tôi. Tuy rằng Liêu Vĩ Trung không phải thương nhân, nhưng trong bàn tính cũng đã có tiếng vang, mời khách có mục đích, thuốc cũng không phải là tặng không. Liêu Vĩ Trung nói, huấn luyện viên Ngưu, tôi nghe nói ngài không chỉ có trình độ dạy học cao siêu, còn là một vị đại gia thư pháp, tôi chính là fan siêu cấp của ngài, chẳng hay có thể cho chúng tôi vài hán đề được không? Nếu như ở quá khứ, Ngưu Tuấn Sinh khẳng định là vui vẻ đáp ứng, nguyên nhân cũng là tương đối giản đơn, hắn thích khoe khoang thư pháp. Điền kinh là chuyên môn của hắn, nhưng thư pháp mới là ham mê của hắn. Nhưng ngày hôm nay bất đồng, Trương Dương ở bên cạnh hắn, trình độ thư pháp của Trương Dương như thế nào, hắn cực kỳ rõ ràng, chuyện múa búa trước cửa lỗ ban, hắn cũng không muốn làm. Trương Dương thấy Ngưu Tuấn Sinh do dự, cũng biết hắn cố kỵ cái gì, Trương Dương nói, chữ của Ngưu huấn luyện viên tuyệt đối là nhất lưu, hiếm khi có được fan nhiệt tình như anh Liêu, tôi thấy ngày hôm nay anh không được chối từ. Ngưu Tuấn Sinh ha hả cười cười, nhân cơ hội lật cánh tay của Trương Dương. Ý tứ của hắn là nói Trương Dương cố ý để cho mình bêu xấu, Trương Dương lại cười nói thịnh tình không thể chối từ, anh cũng đừng chối từ. Ngưu Tuấn Sinh vốn chính là một người phúc hậu, còn nữa, nói ăn thịt người nhà mềm yếu, tay bắt người nhà ngắn, không lưu lại cho Yên Hán người ta chút gì đó đích xác có chút không thể nào nói nổi. Vì vậy Ngưu Tuấn Sinh tại sau khi ăn xong để lại một bức tự sơ sài nhất phẩm Cẩm Loan, thiếu khán phong vân. Liêu Vĩ Trung cũng là một người thường trên mặt thư pháp. Y khen không dứt miệng đối với bức chữ này của Ngưu Tuấn Sinh. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Vĩ Trung lại tự mình dẫn bọn họ tham quan xưởng thuốc lá Nam Thích. Như lời Trương Dương nói, thuốc lá là đại hộ cho lợi nhuận và thuế cao cho Nam Thích. Mức quy mô cùng trình độ quản lý đều đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của Nam Thích. Liêu Vĩ Trung mang theo bọn họ tham quan phân xưởng lắp ráp của Yên Hán. Tại hiện trường đưa cho Ngưu Tuấn Sinh hai hòm thuốc lá. Đương nhiên Trương Dương cũng không thể thiếu phân. Trước khi rời đi hắn đã được người ta đưa một hòm thuốc lá tới trên xe rồi. Trương Dương cũng không cùng y khách khí, trước khi cùng Liêu Vĩ Trung chia tay nói, quản đốc Liêu, cảm tạ anh đã thịnh tình khoản đãi. Liêu Vĩ Trung cười nói, chủ nhiệm Trương không cần khách khí với tôi, sau này chúng tôi còn muốn mượn gió đông của tỉnh vận hội, đem phẩm bài của chúng tôi làm vang kiêu ngạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 780.